Cô gái nghèo đến nhà giàu để nộp đơn xin làm gia sư, đại phu nhân lại muốn giao oai phủ đầu, đặc biệt sai người tìm đề thi khó nhất ở nước ngoài, chỉ cho cô nửa tiếng để hoàn thành. Vốn tưởng rằng cô sẽ biết khó mà lui, không ngờ cô lại đạt điểm tuyệt đối trong thời gian quy định. Dung phu nhân rất kinh ngạc, lập tức lại tra hỏi thân thế của cô một phen. Sau khi biết gia đình cô gái trong sạch, liền nói cho cô biết tình hình gia đình mình. Hai cô chủ muốn thi vào trường Martier, cần phải học thêm tiếng Anh, mà đại thiếu gia Dung gia thượng lại là một người bướng bỉnh, tốt nghiệp trường quân đội tính tình rất khó khăn, ngụ ý lo lắng cô không thể quản nổi con cái của mình. Lại không biết cô ấy lần này đến đây đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Cô nói mình không chỉ giỏi tiếng Anh, còn có cách có thể giáo dục học sinh bướng bỉnh. Nhìn đối phương thẳng thắn, Dung phu nhân quyết định thuê cô. Mà cô gái này tên là Phùng Thế Chân, vốn là một thiên kim tiểu thư nhà giàu, không ngờ lại mất tất cả vì một đám cháy lớn, bất đắc dĩ phải sống trong một con hẻm nhỏ với cha mẹ. Mà người cha cũng vì di chứng của vụ hỏa hoạn mà ỷ lại vào thuốc phẹn để giảm đau. Để chữa bệnh cho cha cũng vì trả thù, Phùng Thế Chân đã nhận sự giúp đỡ từ thất gia Mạnh Tử An. Anh ấy và Dung gia cũng có mối thù không đội trời chung. Trước khi chuyển vào Dung gia, Mạnh Tử An đem thông tin của tất cả mọi người Dung gia từ trên xuống dưới đưa cho Phùng Thế Chân để cô học thuộc trong thời gian ngắn nhất có thể. Nhưng trong danh sách này, duy chỉ thiếu tài liệu của đại thiếu gia Dung gia thượng, bởi vì người đàn ông này vừa mới về nhà gần đây, cho nên không biết gì về anh ta và cũng không có hình ảnh. Mạnh Tử An đặc biệt dặn dò, Dung gia thượng mới là nhân vật quan trọng nhất trong ván cờ này, chỉ cần lấy được hảo cảm và lòng tin của anh ta, biến anh ta thành ô dù của cô ở Dung gia, như vậy sẽ dễ hành động hơn. Sau đó Phùng Thế Chân đến vũ trường tìm bạn thân, ngoài ý muốn nhìn thấy một công tử nhà giàu đẩy ngã vũ nữ. Cô tiến đến đỡ vũ nữ dậy, sau đó đi về phía người đàn ông, chủ động mời đối phương nhảy một điệu. Nhưng khi một bài hát kết thúc, Phùng Thế Chân cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, bởi vì trực giác của cô nói cho cô biết, người đàn ông đó chính là đại thiếu gia Dung gia, mà hồn của Dung gia thượng cũng đã bị cô thuận lợi câu đi mất. Nhìn Phùng Thế Chân tâm tư kín đáo, Mạnh Tử An cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy thông minh hơn nhiều so với mình nghĩ. Ngày đầu tiên vào Dung gia, Phùng Thế Chân đã bị hai vị tiểu thư làm khó dễ. Đại tiểu thư Dung Phương Lâm mời cô nhận xét, xem mình và em gái Dung Phương Hoa ai vẽ tốt hơn. Những tưởng cô giáo sẽ thiên vị mình, không ngờ Phùng Thế Chân trước tiên đem tranh của hai người đều khen ngợi một phen, sau đó lại chỉ ra những ưu và khuyết điểm của hai người. Kết luận cuối cùng là nhị tiểu thư Dung Phương Hoa càng hơn một bậc. Một đoạn giảng dạy của cô giáo khiến Dung Phương Lâm tâm phục khẩu phục, khen ngợi cô thẳng thắn thực sự khác với những giáo viên khác. Mà lúc này đại thiếu gia về nhà, khuôn mặt không có biểu cảm, giống như có ai nợ tiền anh ta vậy. Phùng Thế Chân tiến lên chào hỏi nhưng lại bị Dung gia thượng ghét bỏ, bởi vì anh cảm thấy người phụ nữ trước mặt này không từ thủ đoạn tiếp cận mình. Rõ ràng ngày hôm qua vẫn là một vũ nữ, hôm nay lại là giáo viên của mình. Vì thế anh lập tức lệnh cho người hầu vứt bỏ chiếc áo sơ mi mình đã mặc khi khiêu vũ với Phùng Thế Chân ngày hôm qua. Mà lúc này Phùng Thế Chân vừa mới bước vào Dung gia đã bị người hầu theo dõi nhất cử nhất động. Cô ấy hiểu, đây là Dung phu nhân đối với mình không tin tưởng. Mà nguyên nhân Dung phu nhân thuê Phùng Thế Chân là vì Dung Tôn Di Thái sau khi mang thai đã đưa muội muội của mình vào nhà hầu hạ lão gia. Vì thế Dung phu nhân vì củng cố địa vị của mình lại mượn lý do tuyển giáo viên gia đình đưa Phùng Thế Chân vào nhà, ý đồ dâng cho lão gia. Mà bộ dáng của Phùng Thế Chân cũng là loại ông ta thích, lại không biết tính toán nhỏ này của mình vừa vặn mở ra cánh cửa báo thù cho Phùng Thế Chân. Tôn Di Thái biết đại phu nhân đã mời một giáo viên nữ đến nhà, nóng lòng vội vàng từ nhà mẹ đẻ trở về. Vừa vào cửa đã sỉ nhục Phùng Thế Chân tuổi còn trẻ không học giỏi, dùng vỏ bọc làm giáo viên đi khắp nơi, ngụ ý là lo lắng cô sẽ thật sự cướp đi tình yêu của lão gia. Bởi vì Tôn Di Thái năm đó chính là dựa vào làm giáo viên mà thượng vị, nhìn Phùng Thế Chân đẹp hơn mình, trẻ hơn mình. Phùng Thế Chân nói xẻ nhạn sao hiểu Chí Thiên Nga, không phải phụ nữ nào cũng thích sống dựa vào đàn ông. Sau đó nhìn Dung gia thượng bình thường hay bỏ học, Phùng Thế Chân đến tìm anh yêu cầu anh làm một bài kiểm tra. Kết quả làm nửa ngày trực tiếp thi được không điểm. Phùng Thế Chân liếc mắt một cái liền nhìn ra anh là cố ý, bảo anh nếu không hài lòng với việc mình là giáo viên của anh, vậy thì đi tìm Dung phu nhân nói rõ ràng sa thải mình là được rồi. Nhưng Dung gia thượng lại cảm thấy cô là trợ thủ của Dung phu nhân tìm về, vào nhà là để tranh giành sủng ái của cha mình. Nhìn Dung gia thượng nhiều lần vũ nhục mình, Phùng Thế Chân thật không thể nhịn được nữa, nhưng cô cần phải thu phục người đàn ông này, vì vậy hy vọng anh cho mình một cơ hội để chứng minh năng lực. Chỉ cần anh thắng mình sẽ tự động từ chức, nhưng nếu anh thua thì phải tới lớp học của mình đúng giờ. Bị khiêu khích, hai người lựa chọn so tài môn toán bằng cách đánh bài. Hai người đều sử dụng toàn thân giải số không nhường ai, nhưng Phùng Thế Chân kỹ thuật cao hơn một bậc. Dung gia thượng thua tâm phục khẩu phục, nhất thời nhìn cô với cặp mắt khác xưa, thật không ngờ mình lại thua một cô gái yếu đuối. Mà Phùng Thế Chân vì chiếm được lòng tín nhiệm của Dung gia thượng, nói rõ rằng mình vì kiếm tiền nên mới đến Dung gia làm giáo viên, đối với việc tranh giành sủng ái gì đó căn bản không có hứng thú. Sau đó khi Phùng Thế Chân đi vào nhà, nhìn thấy Dung phu nhân và cháu ngoại Dương Tú Thành ở cùng một chỗ lén lén lút lút, dường như có cái gì đó không thể để người khác nhìn thấy. Mà lần này cô lẻn vào Dung gia, không chỉ để đạt được sự tin tưởng của Dung gia thượng, quan trọng hơn là thu thập chứng cứ phạm tội của Dung lão gia giao cho Mạnh Tử An, từ đó lật đổ toàn bộ Dung gia. Mà Dương Tú Thành là cánh tay trái của Dung lão gia, thông qua hắn có thể biết được hướng đi gần đây của Dung gia. Để không bị phát hiện, cô trốn trong nhà kho bên cạnh nghe lén, lại không ngờ nghe được một tin tức kinh người. Dung gia gần đây đã sẵn sàng để mở một tuyến đường Nam Dương. Dương Tú Thành cho biết mình đã nắm chắc có thể thành công, chỉ thiếu Dung phu nhân giúp mình khơi thông nhân mạch. Phùng Thế Chân nghe nói cuộc đấu thầu chỉ còn 2 ngày nữa, không khỏi có chút lo lắng. Để nhìn trộm giá thầu của Dương Tú Thành, Phùng Thế Trân xuống lầu đâm thủng lốp xe của hắn, bản thân mình thì trốn vào ghế sau xe. Nhân lúc Dương Tú Thành xuống xe kiểm tra, cô muốn dùng tốc độ nhanh nhất nhìn trộm giá thầu. Đúng lúc này, Dung Gia Thượng xuất hiện hỏi anh họ đã xảy ra chuyện gì. Dương Tú Thành cho biết lốp xe bị nổ, Dung Gia Thượng lập tức ném chìa khóa xe của mình cho hắn mượn. Phùng Thế Trân để không bị phát hiện, vội vàng đặt cặp lại chỗ cũ. Mặc dù may mắn thoát khỏi một kiếp nạn, nhưng nhiệm vụ lại thất bại. Cô chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ kế hoạch khác. Hôm sau Dung Gia Thượng đến lớp đúng giờ, nhưng anh ta không hề muốn nghe giảng. Nếu không phải đọc tiểu thuyết thì là cố ý khiêu khích giáo viên, khiến Phùng Thế Trân cũng không có cách nào. Sau giờ học, Dung phu nhân đến thông báo cho Dung Phương Lâm đi dự tiệc. Thì ra là vị hôn thê Đỗ Lan Hinh của Dung Gia Thượng mời họ ăn tối tại nhà hàng Quảng Đông mới mở. Dung Phương Lâm muốn mời Phùng Thế Trân đi cùng, nhân tiện giúp cô chọn vài bộ quần áo, nhưng cô lại khéo léo từ chối. Kết quả Dung Gia Thượng chẳng nói chẳng rằng đi tới kéo cô rời đi, mà Dương Tú Thành cũng đưa theo vị hôn thê Dư Chi Huệ đi tới. Nhưng trong nhà chỉ có một chiếc xe, bọn họ chỉ có thể chờ bạn tốt Ngũ Vân Trì của Dung Gia Thượng đến đón. Dung Phương Lâm vẫn luôn ngứa mắt Dương Tú Thành, cho nên đối với Dư Chi Huệ cũng lạnh lùng nói chuyện. Sau khi đến nơi, Đỗ Lan Hinh nhiệt tình chào đón sự xuất hiện của họ, mà Phùng Thế Trân một lòng chỉ muốn nhìn trộm giá thầu trong cặp của Dương Tú Thành. Lúc này nhân viên bưng tới một bàn điểm tâm lớn, Phùng Thế Trân nhớ Dung Phương Lâm thích ăn điểm tâm ở phía dưới cùng, liền cố ý nhắc nhở đối phương ăn một chút. Quả nhiên Dung Phương Lâm lập tức rút một miếng điểm tâm bên dưới, trực tiếp khiến toàn bộ điểm tâm rải rác khắp nơi, làm cho cà phê đổ vào người Dương Tú Thành. Dư Chi Huệ và Dung Phương Lâm vội vàng ngồi xuống dọn dẹp, Phùng Thế Trân thì lấy cớ lau chùi, nhân cơ hội này mở cặp của Dương Tú Thành, nhìn được giá thầu của tuyến đường Nam Dương. Sau đó trước khi Dương Tú Thành quay lại nhanh chóng đóng cặp lại. Dung Gia Thượng từ xa nhìn thấy cảnh này, lầm tưởng anh họ đang lợi dụng Phùng Thế Trân, liền vội vàng chạy tới ngăn cản hai người tiếp tục tiếp xúc. Để giảm bớt sự bối rối, anh kéo cô đi dạo phố chọn quần áo. Phùng Thế Trân nhân lúc Dung Gia Thượng đi thử đồ, nhân cơ hội viết gì đó. Sau khi Dung Gia Thượng thử đồ đi ra, còn bảo cô giúp mình thắt cà vạt, Phùng Thế Trân đành phải làm theo. Nhưng thấy cô dễ dàng thuận theo như vậy, anh lại hoài nghi cô thật sự có ý đồ khác đối với mình, bắt đầu nói xấu cô. Bị sỉ nhục Phùng Thế Trân giận dỗi quay đầu bỏ đi, nhưng thật ra đây chính là lạt mềm buộc chặt. Quả nhiên Dung Gia Thượng vội vàng đuổi theo bồi tội, nhưng đột nhiên có một chiếc xe chạy nhanh đến, anh vội vàng kéo cô lại, kết quả lại không may bị đụng trúng mũi chảy máu. Phùng Thế Trân mượn cớ đi mua kem trường lạnh cho anh, rồi đưa cho cậu bé bán kem giá thầu của Dương Tú Thành, để cậu bé đưa cho bạn tốt phòng khiêu vũ Tiêu Bảo Lệ. Tiêu Bảo Lệ lập tức giao cho Mạnh Tự An. Mạnh Tự An nhận được tin tức, ra lệnh cho thuộc hạ chiếm lấy tuyến đường Nam Dương. Hôm sau, Dung phu nhân hẹn mấy vị phu nhân đến nhà đánh mạt chược, còn giới thiệu Phùng Thế Trân với bọn họ. Nghe các phu nhân khen Phùng Thế Trân tài giỏi xinh đẹp, khen mình đã tìm được một giáo viên có năng lực, Dung phu nhân vẻ mặt cũng rất hưởng thụ. Nhưng lúc này chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, người hầu bưng đến một chén canh có đậu phộng, mà trong các vị phu nhân có một người tình cờ dị ứng với đậu phộng. Dung phu nhân vì vậy tức giận, tiện tay thưởng cho người hầu một cái tát. Phùng Thế Trân không đành lòng nhìn người hầu tiếp tục bị phạt, nói rằng trước đây gia đình đã mở tiệm thuốc, đề nghị nên ăn một ít hoa quả để giảm bớt. Sau đó nhìn gương mặt đỏ bừng của người hầu, Phùng Thế Trân lấy cao giúp đối phương bôi mặt. Hành động này giúp cô biết được người phụ nữ vừa bị dị ứng là vợ bé của quân phiệt Tào Đại Soái. Dung phu nhân và cô ta quan hệ rất tốt, bình thường cũng cố ý lấy lòng cô ta. Điều này không khỏi khiến Phùng Thế Trân hoài nghi Tào Đại Soái chính là bên mời thầu của tuyến đường Nam Dương. Tiếp theo cô vừa quay đầu muốn rời đi, lại nhìn thấy Dương Tú Thành lén lút ở góc nói chuyện với cấp dưới. Cô cẩn thận lắng nghe, lại nghe được Dung lão gia không phải đi thanh tra ở phía Nam mà là đi Bắc Bình. Ngay cả Dung phu nhân cũng bị giấu giếm, Phùng Thế Trân nhất thời cảm thấy chuyến đi Bắc Bình này của Dung lão gia chắc chắn có khuất tất. Mà nhìn biểu cảm nhăn nhó của Dương Tú Thành, cô đoán có lẽ Mạnh Tự An đã hành động. Sau đó Phùng Thế Trân dùng điện thoại của Dung phủ gọi cho Mạnh Tự An, dùng ám ngữ nói ra hành tung của Dung lão gia. Mạnh Tự An nhắc nhở cô cẩn thận hơn, Dung Gia Thượng đang bí mật điều tra cô. Phùng Thế Trân liền nhắc nhở anh dùng khổ nhục kế. Sau khi cúp máy, Mạnh Tự An bình tĩnh ghi lại tên một địa điểm trên giấy. Mà tai mắt của Dung phu nhân là thím trần khi Phùng Thế Trân gọi điện thoại, trốn sang một bên nghe lén, nhưng không nghe ra bất kỳ sự khác thường nào, chỉ nghe nói là cô ấy nhờ bạn mua thuốc cho bố. Thím Trần rình mò bị Dung Gia Thượng phát hiện, cảnh cáo bà ta lần sau đừng để mình bắt gặp nghe lén. Nhưng mặc dù anh lựa chọn bảo vệ Phùng Thế Trân, vẫn nhờ Ngũ Vân Trì điều tra cô ấy. Biết được Phùng Thế Trân đích xác là một thiên kim tiểu thư sa sút, cũng là một sinh viên tài năng của Đại học Nữ sinh Kim Lăng. Cô ấy có một người anh trai ở nước ngoài, cũng không làm vũ nữ. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô ấy chỉ là đi tìm bạn tốt. Mặc dù có được kết quả thỏa đáng, nhưng Dung Gia Thượng vẫn mơ hồ cảm thấy bất an. Bằng cấp của cô ấy hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để làm giáo viên đại học, vì sao lại cố tình đến Dung gia làm việc? Thấy Dung Gia Thượng hoài nghi về bản thân mình, Phùng Thế Trân chỉ nói một câu, tiền lương Dung gia đưa ra vừa vặn nuôi gia đình mình. Nhưng để cho anh tin tưởng vào mình nhiều hơn, cô cố tình về nhà để thăm cha trong khi trời mưa. Thật ra là muốn đưa Dung Gia Thượng vào cạm bẫy Mạnh Tự An đã sớm thiết lập. Quả nhiên nhìn thấy cô đội mưa muốn đi mua thuốc cho cha, anh mềm lòng lái xe đưa cô đi. Dung Gia Thượng tránh được mưa lớn, nhưng không thể tránh thoát cạm bẫy do Mạnh Tự An và Phùng Thế Trân đặt ra. Một đám người áo đen cầm đại đao xông thẳng vào hai người, Dung Gia Thượng nhanh chóng phản kích. Phùng Thế Trân nhìn thấy có người nhắm vào Dung Gia Thượng, liền liều mạng ngăn trở kết quả bị thương, thuận lợi giành được thiện cảm và sự tin tưởng của anh. Biết được người của mình bị thương, Mạnh Tự An cũng có chút lo lắng. Mặc dù nghe thấy chỉ là vết chảy xước nhưng vẫn không yên tâm. Còn Phùng Thế Trân bị thương về nhà, Cơ duyên xảo hợp nhìn thấy Triệu Hoa An cánh tay phải của Dung lão gia, Triệu Hoa An biết được Phùng Thế Chân đã cứu cháu trai nuôi của mình thì rất tán thưởng, cũng hứa hẹn chờ lão gia về sẽ có thưởng. Mà Dung gia thượng chờ đợi ở một bên đã rất sốt ruột, anh nhanh chóng đưa Phùng Thế Chân đến phòng y tế, giúp cô xử lý vết thương. Có vẻ như anh ấy không chỉ tin tưởng cô, đối với cô còn có tình cảm khác tồn tại. Trong khi Phùng Thế Chân thu phục được Dung đại thiếu gia, Dung lão già đã hồi phủ. Nhìn thấy Phùng Thế Chân trước mặt, ông ấy nhất thời sợ ngây người, giống như nhìn thấy một cái gì đó rất khủng khiếp. Dung phu nhân giới thiệu ngắn gọn tình hình của Phùng Thế Chân, Dung lão già biết được nhà cô có một cửa hàng thuốc ở Vấn Xuân Lý, sau đó bị ngọn lửa lớn thiêu rụi. Nguyên nhân đám cháy là do một gia đình ở phố Đông đốt lò sưởi, nhưng tất cả gia đình họ đã chết trong đám cháy, cho nên gia đình cô cũng không đòi bồi thường. Sau một phen nói chuyện, Dung lão gia cảm thấy cô không biết sự thật về vụ hỏa hoạn ở Vấn Xuân Lý, tạm thời buông lỏng cảnh giác với cô, yên tâm để cô dạy học cho ba đứa con của mình. Mà lúc này cánh tay trái của Dung lão gia Dương Tú Thành thở hồng hộc chạy tới. Dung lão gia cảm thấy không ổn, lúc này mới biết được tuyến đường Nam Dương bị đối thủ Quách gia giành mất, lại không biết đều là Mạnh Tự An đứng sau giở trò, cướp mất tuyến đường quan trọng của Dung gia, làm sâu sắc thêm ân oán hai nhà Quách Dung. Dung lão gia tức giận đến nổi trận lôi đình, trách Dương Tú Thành đã phá hỏng chuyện tốt của mình, nhưng cũng nói ra một tin tốt, Dung lão gia lần này đi Bắc Bình đã trèo lên cành cao của Tào Đại Soái. Nếu giúp Tào Đại Soái hoàn thành việc vận chuyển một lô hàng hóa, sau này bất kể ngành công nghiệp nào cũng sẽ thông suốt. Tuần sau hàng hóa sẽ vận chuyển từ Bắc Bình đến địa bàn của mình. Dung lão gia cảnh cáo Dương Tú Thành nhất định phải làm tốt. Hôm sau Ngũ Vân Trì và Dung gia thượng đi ra ngoài chơi, vô tình nhìn thấy ven đường có một con chó mẹ đã chết, con chó con ở bên cạnh kêu thảm thiết. Điều này khiến Dung gia thượng không khỏi nhớ tới chính mình còn nhỏ. Từ nhỏ mẹ anh qua đời, anh là được Dung phu nhân bây giờ nuôi dưỡng. Nhưng một ngày nọ vì một vụ bắt cóc, gián tiếp giết chết con trai ruột của Dung phu nhân, khiến bà ta giận chó đánh mèo, cả ngày đối với anh không đánh thì mắng. Mà lúc ấy nhà mẹ đẻ của Dung phu nhân rất nổi tiếng, cha anh vì để xoa dịu cảm xúc của bà ta nên đã gửi anh đến học viện quân đội. Trong mắt người ngoài anh là thiếu gia hào môn cao cao tại thượng, trên thực tế cuộc sống còn không tốt bằng trẻ em nhà nghèo. Vì thế anh đã ôm con chó nhỏ đồng bệnh tương liên về phủ. Vừa về tới đã bảo người hầu lấy một ít sữa bò cho chó. Phùng Thế Chân vội vàng ngăn cản, nó còn quá nhỏ chỉ có thể uống sữa dê. Nhưng cô vừa mới hâm nóng sữa dê mang tới, lại thấy Dung gia thượng tắm cho chó con cả người ướt sũng. Cô dịu dàng nói với anh, nó vừa bước vào một môi trường mới có thể hơi sợ, anh nên lấp đầy dạ dày của nó trước. Sau đó, cô giúp anh tắm cho chó nhỏ, vô cùng vui vẻ. Nhìn người phụ nữ dịu dàng thiện lương trước mặt Dung gia thượng thật sự động tâm. Buổi tối Phùng Thế Chân vì nhìn trộm Dung lão gia, cố tình ôm chó nhỏ chơi đùa, rồi đặt nó bên ngoài giả vờ tìm chó muốn lẻn vào nhà tìm đồ. Nhưng đụng phải đám người Dung lão gia và Dung gia thượng đang làm chính sự. Dung lão gia tức giận quát lớn, không cho phép nuôi chó trong nhà, ra lệnh đưa chó đi. Phùng Thế Chân suýt chút nữa bị phát hiện, thật sự sợ hãi không thôi. Lúc này thím Trần xuất hiện đưa đồ ăn cho cô liền hỏi thăm về em gái Tôn Thiếu Thanh của Tôn Di Thái, sao Dung lão gia về một thời gian rồi mà không thấy cô ấy. Thím Trần nói Dung lão giang thuốc, bên cạnh phải có người hầu hạ. Ngay trước việc hầu hạ này là của Tôn Di Thái, nhưng vì vậy mà cô ta bị sảy thai 2 lần liên tiếp, cho nên cô ta mới đưa em gái của mình đến hầu hạ thay thế. Xem ra Tôn Thiếu Thanh có lẽ biết rất nhiều bí mật. Sau khi Phùng Thế Chân hỏi một phen, thím Trần quay đầu lại bẩm báo với Dung phu nhân, điều này không khỏi khiến bà ta cảm thấy Phùng Thế Chân có phải là có ý với lão gia hay không, mà bà ấy cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng lão gia thích nhất loại phụ nữ như thế này, nhưng chưa từng chủ động đi tìm Phùng Thế Chân. Vương Di Thái nói lão gia có lẽ thích phụ nữ chủ động, bảo Dung phu nhân không cần gấp gáp. Hôm sau trong lúc học bài, Dung gia thượng đột nhiên cảm cúm hắt hơi, Phùng Thế Chân phát hiện anh bị sốt, mạnh mẽ yêu cầu anh trở về nghỉ ngơi, sau đó đi vào phòng bếp nấu canh cho anh. Điều này khiến Dung gia thượng rất cảm động. Sau khi cho anh uống thuốc xong, Phùng Thế Chân bảo anh nằm xuống nghỉ ngơi rồi mới yên tâm rời đi. Tết Trung thu đang đến gần, Phùng Thế Chân sắp được nghỉ, cô thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà. Dung phu nhân mời cô ăn cơm xong rồi mới đi. Tôn Di Thái đối với Phùng Thế Chân châm chọc khiêu khích, Dung phu nhân kịp thời chạy tới giải vây cho cô. Dung Phương Lâm cũng đối với Tôn Di Thái bất mãn, trước mặt mọi người chế nhạo cô ta vài câu. Dung lão gia muốn đưa cả nhà về quê tế tổ, hoài nghi Dung gia thượng cố ý giả bệnh không chịu đồng hành. Phùng Thế Chân chứng thực anh thật sự sinh bệnh, ông ta cũng đành phải bỏ qua. Buổi tối hôm đó, Phùng Thế Chân từ cửa sổ nhìn thấy Dung gia thượng không ngừng đi vệ sinh nôn mửa, vội vàng tới hỏi han ân cần. Sau đó cô một tấc cũng không rời trông chừng bên cạnh anh, cẩn thận chăm sóc. Đến khi cô định rời đi, Dung gia thượng đột nhiên nắm chặt tay cô không buông, cô đành phải ngồi xuống bên cạnh. Sáng hôm sau, Dung gia thượng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhớ tới cảnh tối hôm qua, trong lòng anh trăm mối cảm xúc đan xen. Mà lúc này bên cạnh anh cũng chỉ còn lại chó nhỏ, bởi vì Dung lão gia đã đưa cả nhà về quê, người hầu không hiểu phong tình, thậm chí còn bỏ ớt vào món ăn. Dung gia thượng buồn bã chỉ có thể để cho chó nhỏ ăn nó. Bên này Phùng Thế Chân về đến nhà, nhìn thấy cha bởi vì đau đớn do di chứng từ vụ hỏa hoạn để lại, trong lòng thổn thức không thôi. Buổi tối cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Mạnh Tự An, anh nói với cô kẻ phóng hỏa thiêu dụi người dân ở Vấn Xuân Lý chính là Dung lão gia. Phùng Thế Chân tuy rằng cũng đang điều tra Dung phủ, nhưng vẫn yêu cầu anh đưa ra chứng cứ, nếu không mình sẽ không tin. Mạnh Tự An vì vậy cho cô biết công ty Đại Thịnh mua lô đất Vấn Xuân Lý là công ty ma. Công ty đó có người tên Vương Tương Lý, chỉ xuất hiện khi ký hợp đồng, hắn là người của Dung lão gia. Dung lão gia vì muốn có được đất trong Vấn Xuân Lý, không tiếc dùng thủ đoạn hạ lưu phóng hỏa thiêu rụi tất cả. Sau khi Vấn Xuân Lý bị hủy hoại lại mua lại với giá thấp. Phùng Thế Chân hỏi tại sao anh ta biết chi tiết như vậy, anh nói mình là kẻ thù của Dung lão gia, từ rất lâu trước đã cho người vào Dung phủ, đặt tai mắt ở khắp mọi nơi, giám sát điện thoại và điện báo của Dung lão gia, cho nên mới biết sự thật trong Vấn Xuân Lý. Nhưng hiện tại tai mắt đã bị phát hiện, vì vậy tất cả manh mối đã bị cắt đứt. Trước mắt anh rất cần người mới trà trộn vào Dung phủ, mà anh hiện tại coi trọng Phùng Thế Chân. Cô nói mình chỉ là một nữ tử yếu đuối chỉ biết dạy học, không có nhiều bản lĩnh như vậy. Tuy nhiên Mạnh Tự An dù chỉ gặp cô một lần, đã biết cô là một cô gái thông minh. Anh biết cha cô bệnh nặng lại thuốc, hơn nữa cô không chỉ cần trả nợ mà còn phải nuôi gia đình. Nếu cô đồng ý, anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề của cô, bảo vệ sự an toàn của gia đình cô. Phùng Thế Chân nhất thời dao động, đây cũng coi như là một cơ hội nhất cử lưỡng tiện cho cô, không chỉ trả thù mà còn có thể chăm sóc gia đình. Trong những ngày tiếp theo, Mạnh Tự An tiến hành huấn luyện Phùng Thế Chân bắn súng, ngoài ra còn học điện báo và tất cả các loại đào tạo ma quỷ. Cuối cùng anh còn nói, mình huấn luyện cô không phải là bảo cô đi giết người, mà là để cô bảo vệ bản thân. Mình sẽ không để tay cô váy bẩn, thế nhưng hôm nay Phùng Thế Chân đã gián tiếp giết chết một người. Hóa ra tối nay Mạnh Tự An đến gặp cô, báo với cô Dung lão gia sắp tới sẽ giúp Tào Đại Soái buôn lậu một nhóm quốc bảo. Việc cấp bách trước mắt cô cần làm là điều tra ra địa điểm cất giấu lô hàng này. Hai người còn chưa nói xong đã phát hiện ở cửa có người nghe lén. Người này chính là Trương quả phụ vẫn luôn bắt nạt cha mẹ Phùng Thế Chân. Mạnh Tự An vì diệt cỏ tận gốc, ra hiệu cho A Văn xử bà ta diệt khẩu. Phùng Thế Chân giờ khắc này rốt cuộc nhịn không được. Hôm nay cô đã gián tiếp giết chết người đầu tiên, không cách nào tưởng tượng sau này còn có thể chết bao nhiêu người nữa. Không muốn nhớ lại ánh mắt cầu nguyện của Trương quả phụ nữa, Phùng Thế Chân lựa chọn kết thúc nghỉ phép sớm trở về Dung phủ. Mà người một nhà Dung lão gia còn chưa trở về, điều này vừa vặn cho cô cơ hội. Cô lén đi vào phòng ngủ Dung lão gia mò mẫm một phen, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích. Lúc này cô đột nhiên phát hiện Dương Tú Thành xuất hiện ở thư phòng của Dung lão gia, liền lặng lẽ theo sau hắn ta. Chờ đến khi Dương Tú Thành rời đi, cô mở cửa phòng lục lọi mấy ngăn kéo, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ điều gì mình muốn. Cuối cùng cô trực tiếp mở két của Dung lão gia ra, nhưng chỉ thấy một đống vàng. Sau đó ở thùng rác bên cạnh bàn làm việc cô phát hiện giấy vừa bị thiêu rụi, hơn nữa máy điện báo vẫn còn nóng. Cô nhanh chóng bôi chì lên tờ giấy trên bàn, quả nhiên phát hiện một số thông tin. Nhưng đột nhiên cô nghe thấy tiếng giày cao gót, thì ra là Đỗ Lan Hinh đến. Mà Dương Tú Thành vốn đã rời đi cũng đột nhiên trở về. Mắt thấy cửa phòng sắp bị mở ra, Phùng Thế Chân lo lắng vạn phần, nếu bị phát hiện chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Cũng may Đỗ Lan Hinh ngăn hắn lại, mời hắn uống rượu. Nhân lúc hai người họ nói chuyện, Phùng Thế Chân nhanh chóng tìm kiếm nơi có thể thoát thân. Cuối cùng trốn thoát thành công trước khi Dương Tú Thành vào. Nhưng Dương Tú Thành vẫn mơ hồ cảm thấy có người đã vào đây, bởi vì tờ giấy trên bàn có chút lệch, đồ trang trí trên tủ cũng bị đổ. Nhưng hắn sững sờ không nghĩ ra là ai, cũng có thể là mình nhớ nhầm. Mà Phùng Thế Chân lúc này cũng phát hiện, hóa ra thư phòng của Dung lão gia lại thông với thư phòng lớn nhất Dung phủ, em gái Tôn Di Thái là Tôn Thiếu Thanh cũng ở đây. Tôn Thiếu Thanh không hiểu vì sao Phùng Thế Chân đột nhiên xuất hiện, nhưng Phùng Thế Chân lại nói mình luôn ở đây, có thể là khi cô vào không trông thấy mình thôi. Tôn Thiếu Thanh vẫn luôn lạnh lùng cao ngạo, cũng không muốn nói chuyện nhiều với Phùng Thế Chân, bắt đầu đọc sách. Phùng Thế Chân biết đối phương chính là người hầu hạ bên cạnh Dung lão gia, cho nên cố gắng hết sức để tiếp cận cô ấy, cùng cô ấy trò chuyện về thơ từ ca phú. Hai người rất nhanh như vừa gặp đã quen, càng trò chuyện càng hợp nhau. Ngày hôm đó liền trở thành tri âm, mà lúc này Đỗ Lan Hinh đến tìm Dung gia thượng uống rượu. Bọn họ tuy có hôn ước, nhưng đối với nhau đều không có hứng thú. Đỗ Lan Hinh muốn sau khi kết hôn sinh cho Dung gia một đứa con trai, nếu như sinh không được thì sẽ cưới cho anh hai cô vợ bé, cũng hứa sau khi kết hôn sẽ không can thiệp vào tình yêu của nhau. Nhưng Dung gia thượng lại chỉ muốn một đời một đôi, bởi vì trong lòng anh đều là Phùng Thế Chân, cho nên đối với việc Đỗ Lan Hinh quyến rũ mình rất phản cảm. Phùng Thế Chân đã phá giải mật mã vừa lấy được kia, thừa dịp đêm khuya yên tĩnh dựa theo lời Mạnh Tự An phân phó, để thông tin vào cây hòe ở đình Bát Giác, sau đó sẽ có người của anh ta đến lấy. Hôm sau, Dung gia thượng vô tình nhìn thấy Phùng Thế Chân và Tôn Thiếu Thanh rất thân thiết, không hiểu hai người họ thân thiết như vậy từ khi nào, mà từ đáy lòng anh xem thường Tôn Thiếu Thanh, cảm thấy Phùng Thế Chân tiếp xúc với người phụ nữ này là hạ thấp bản thân mình. Anh thở dài quay đầu rời đi, lại phát hiện thím Trần đang nghe lén. Điều này khiến anh có chút tức giận, dặn dò quản gia xử lý thím Trần một chút. Rất nhanh người hầu hạ bên người Phùng Thế Chân đổi thành Tiểu Ngọc, mà Tiểu Ngọc lúc trước đã được Phùng Thế Chân giúp đỡ, cho nên đối với cô cũng rất ôn nhu thiện lương. Ban đêm A Văn đột nhiên xuất hiện tại Dung phủ, thông báo thời gian và địa điểm giao hàng đã được tìm thấy, nhưng còn cần con dấu vân tay và số hàng của Dung lão gia. Phùng Thế Chân đồng ý sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Trong những ngày tiếp theo, Tôn Thiếu Thanh mỗi ngày đều đến tìm Phùng Thế Chân cùng nhau nghiên cứu thi từ văn học. Nhưng trong lúc nói chuyện Tôn Thiếu Thanh đột nhiên thương cảm, học nhiều như vậy để làm gì? Cô vào Dung phủ chuyên trách hầu hạ Dung lão gia, chỉ vì biết rất nhiều bí mật của ông ta mà mất đi tự do. Cô cũng có lý tưởng và tham vọng của mình, nhưng nó có ích lợi gì? Bởi vì cho dù chết cũng phải chết ở Dung gia. Phùng Thế Chân cảm thấy đau lòng cho đối phương, cố gắng an ủi cô ấy đừng buồn, nhưng vẫn vờ như vô tình đề cập đến hai chữ tự do. Ngụ ý đề nghị Tôn Thiếu Thanh thử rời khỏi Dung phủ, tiếp xúc với cuộc sống tự do bên ngoài. Tuy nhiên cô vẫn nhắc nhở thế giới bên ngoài hung hiểm vạn phần. Hôm nay Dung lão gia cũng dẫn theo phu nhân về nhà, biết được Tôn Thiếu Thanh và Phùng Thế Chân gần đây rất thân thiết cũng không nghi ngờ, bởi vì Tôn Thiếu Thanh cũng sẽ có lúc cô đơn tịch mịch, có bạn trò chuyện cũng rất tốt. Nhưng Tôn Di Thái sau khi biết em gái không nghe lời thì tức giận, nghiêm khắc chỉ trích em gái không nên tiếp xúc với Phùng Thế Chân. nên suy nghĩ nhiều hơn làm thế nào để chăm sóc lão gia, củng cố địa vị của riêng mình. Tôn Thiếu Thanh vốn trong lòng buồn bực, gần đây lại thường xuyên được Phùng Thế Chân giảng đạo lý, cho nên lúc này không thể chịu đựng được nữa, tức giận cãi nhau một trận với anh trai và chị gái. Sau một hồi cãi vã, Tôn Thiếu Thanh bị anh trai đuổi ra ngoài. Suy nghĩ đầu tiên của cô là đi tìm Phùng Thế Chân, nhưng lại bị Dung Gia Thượng cản trở. Bởi vì anh vốn không thích Tôn Thiếu Thanh, cho nên cố ý dùng việc học ngăn cản Phùng Thế Chân đi gặp cô ấy. Tuy nhiên vẫn bị Phùng Thế Chân nhìn thấu, khi nhìn thấy Tôn Thiếu Thanh, đối phương đã sớm rơi lệ đầy mặt. Cô nói mình vừa cãi nhau với chị gái, lần này đến đây chính là muốn Phùng Thế Chân giúp mình chạy ra khỏi Dung phủ. Phùng Thế Chân bất đắc dĩ nói đến cô một là không có tiền, hai là không có người, cho dù chạy thoát thì có thể đi đâu. Tôn Thiếu Thanh nói lão gia thưởng cho mình rất nhiều vàng, hơn nữa cô cũng có người yêu cũ đang ở nước ngoài. Nghe Tôn Thiếu Thanh tâm ý đã quyết, Phùng Thế Chân chỉ có thể nói mình sẽ cố gắng hết sức. Mà Tôn Thiếu Thanh đột nhiên nói mình chỉ cần ra khỏi Dung phủ sẽ bị bắn chết, bởi vì trong tay cô nắm giữ rất nhiều bí mật của Dung phủ. Phùng Thế Chân đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, cô muốn ở trong khoảng thời gian Dung lão gia hút thuốc, thay Tôn Thiếu Thanh trà trộn vào bên cạnh Dung lão gia hầu hạ ông ta, còn Tôn Thiếu Thanh thì giả mạo thân phận của mình về nhà thăm người thân, mượn cơ hội trốn thoát. Như vậy nhất cử lưỡng tiện, không chỉ giúp được Tôn Thiếu Thanh mà chính mình cũng có thể lấy được con dấu và dấu vân tay của Dung lão gia. Hôm sau Phùng Thế Chân đến bến tàu đón một người đàn ông đẹp trai, người này chính là anh trai cô Phùng Thế Huân. Vừa vặn Dung Gia Thượng cũng đang đón người, nhìn thấy hành động thân mật của cô và người đàn ông lạ mặt thì rất khó chịu. Mặc dù anh biết đó là anh trai của cô ấy, cha mẹ Phùng Thế Chân cũng vẫn chờ con trai về nhà, cả nhà bình an đoàn tụ, Phùng lão gia vô cùng hạnh phúc, nhưng ông càng hy vọng con trai sẽ hồi sinh sự nghiệp gia đình. Sau bữa tối, Phùng Thế Huân hỏi em gái người đàn ông sống trên lầu nhà mình là ai. Phùng Thế Chân nói là người thuê nhà mình, dù sao trong nhà có người giúp mình chăm sóc cha mẹ cũng rất tốt. Phùng Thế Huân rõ ràng không biết người thuê nhà chính là thuộc hạ của Mạnh Tự An, càng không biết chuyện em gái báo thù. Bên này Dung Gia Thượng vẫn còn ghen tuông, cảm thấy ngay cả anh trai cũng không thể thân mật như vậy, hơn nữa thấy muộn rồi cô ấy vẫn chưa về lại càng thêm khó chịu. Mà Phùng Thế Chân vừa về nhà gặp Tôn Thiếu Thanh chờ đợi, thuận tay đưa vé tàu mua ở bến tàu vào ban ngày cho cô ấy. Đêm trước khi trốn thoát, Phùng Thế Chân lần cuối cùng khuyên Tôn Thiếu Thanh hối hận vẫn còn kịp, nhưng Tôn Thiếu Thanh nói nếu hôm nay mình trốn không thoát thì thà chết đi còn hơn. Đêm đến Tôn Thiếu Thanh nhìn trộm tất cả mọi thứ trong phủ, thấy Dung lão gia tiến vào cô cuống quýt nhào tới. Một bữa ăn xuống bụng, cô bắt đầu dụ dỗ ông ta thử thuốc mới. Cùng lúc đó, Phùng Thế Chân cầm rượu đã chuẩn bị trước lặng lẽ đặt ở cửa, bởi vì gác cổng lớn yêu rượu như mạng, quả nhiên ông ta rất nhanh đã uống nó. Ngay sau đó Phùng Thế Chân lại đi về phía phòng khách, Dung phu nhân và mọi người đang ở đó. Cô cố ý từ phòng khách đi lên lầu, biến họ thành nhân chứng ngoại phạm cho mình. Mà sau khi đến phòng Phùng Thế Chân lại từ ban công nhảy xuống, rời khỏi từ cửa sau. Tất cả mọi thứ đều thần không biết quỷ không hay. Vừa vặn Dung lão gia hút thuốc xong mơ mơ màng màng, Tôn Thiếu Thanh vì phòng ngừa vạn nhất hỏi ông ta mình là ai, nhưng ông ta vẫn đang chìm trong mộng đẹp. Tôn Thiếu Thanh thấy vậy nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng, mà vệ sĩ ở cửa cũng đang chơi bài, không có để ý đến cô. Tôn Thiếu Thanh và Phùng Thế Chân thuận lợi gặp nhau, không chỉ trao đổi quần áo cho nhau, sách và vali cũng được hoán đổi. Sau một cái ôm, Tôn Thiếu Thanh giả mạo là Phùng Thế Chân đi về phía cửa lớn, bởi vì thân hình hai người cực kỳ giống nhau, hơn nữa gác cổng uống rượu nên không nhận ra, còn nhắc nhở cô tối nay có mưa. Phùng Thế Chân nhìn Tôn Thiếu Thanh rời đi, quay đầu đi về phía phòng Dung lão gia, mà vệ sĩ vì vấn đề khoảng cách chỉ thấy nữ nhân thân hình giống Tôn Thiếu Thanh, lầm tưởng Tôn Thiếu Thanh trở về cũng không đi kiểm tra. Phùng Thế Chân thuận lợi tiếp cận Dung lão gia, thấy ông ta ngủ say chẳng biết trời đất gì, cô nhanh chóng lấy tờ giấy ra ấn dấu tay của ông ta lên. Ngay sau đó lại muốn cởi quần áo ra tìm con dấu, nhưng đột nhiên tai nạn xảy ra, Dung lão gia đột nhiên mở mắt cầm lấy tay cô. Ông ta nhận nhầm cô là A Hòa, còn nói ta đã chôn ngươi rồi cơ mà, ngươi đi đừng có suốt ngày bám lấy ta. Phùng Thế Chân nhân cơ hội Dung lão gia không tỉnh táo, cố ý hỏi thăm số kho hàng. Tiếp theo lại đóng dấu lên phiếu nhận hàng. Cùng lúc đó Dương Tú Thành cũng đã trở về, hắn có việc gấp cần tìm Dung lão gia, nhưng biết được ông ta vừa hút thuốc xong chỉ đành chờ đợi. Còn Phùng Thế Chân trên lầu lại vội vàng xoay quanh như con kiến trên chảo nóng, bởi vì một khi hết thời gian, không chỉ Dung lão gia sẽ tỉnh lại nhận ra mình, cũng sẽ bị an ninh tuần tra phát hiện. Thế là cô trực tiếp xông về phía Dung lão gia tóm cổ ông ta, khiến ông ta hét lên sợ hãi. Tiếp theo cô lại che mặt giả vờ như đang khóc thoát khỏi phòng, khiến Dương Tú Thành nhầm lẫn. Thấy Tôn Thiếu Thanh bị lão gia hỉ nộ vô thường ngược đãi, để giữ mặt mũi cho đối phương, hắn cũng vội vàng quay đầu như không nhìn thấy. Phùng Thế Chân vì vậy thuận lợi chạy trốn đến phòng Tôn Thiếu Thanh. Sau đó Dương Tú Thành gõ cửa phòng Dung lão gia, không thấy có động tĩnh gì, chỉ có thể tự mở cửa đi vào. Nhìn thấy mọi thứ đều ổn, tiếng chuông lúc này cũng vang lên, vệ sĩ đến giờ tan làm rời khỏi nhà để nghỉ ngơi. Phùng Thế Chân thì thừa dịp Dương Tú Thành còn ở trong phòng lão gia lẻn ra ngoài, tiếp theo trèo tường từ cửa sổ trở lại phòng mình, xử lý dấu chân sạch sẽ. Sau đó cô lại đi xuống cầu thang, Dung phu nhân và mọi người đều ở đây, lầm tưởng Phùng Thế Chân vẫn luôn ở trong phòng chấm bài thi, cũng khen cô ấy rất nghiêm túc với công việc của mình. Mà Phùng Thế Chân lấy cớ bài thi rơi xuống dưới, mình phải xuống lầu để nhặt. Lúc này Dung Gia Thượng cũng từ tiệc rượu về nhà, vừa vào cửa đã tìm kiếm Phùng Thế Chân, biết cô ấy đã đi ra sân sau nhặt bài thi liền đi tới. Mà Phùng Thế Chân lại nhân cơ hội này nhanh chóng nhét thông tin vừa đến tay vào cây hòe, nhưng vừa mới bỏ vào liền nghe thấy phía sau có người. Cô nhanh chóng kéo cành cây một chút, đồng thời lá cây cũng rơi xuống. Điều này khiến cô trong mắt Dung Gia Thượng càng thêm xinh đẹp. Cũng có thể là do uống rượu, Anh bắt đầu nói các loại lời tình cảm. Phùng Thế Chân hiểu được anh ấy đã thích mình, mà cô đối với anh cũng có tình cảm tương tự. Nhưng cô biết rõ hai người là kẻ thù, không bao giờ có thể ở bên nhau, vì thế ngăn cản anh tiếp tục quậy phá. Không ngờ anh lại trực tiếp kéo cô lại hôn xuống. Phùng Thế Chân không thể chịu đựng được tát anh một cái. Hành động của hai người bị Thím Trần theo sau nhìn thấy, bà ta lập tức chạy vào phòng khách bắt đầu cáo trạng, nói đại thiếu gia uống rượu say ở sân sau bắt nạt cô giáo Phùng, bị cô ấy tát. Đám người nhanh chóng đi thẳng tới sân sau. Lúc này Phùng Thế Chân tức giận đi về phòng. Dung phu nhân đã sớm nhìn Dung gia thượng không vừa mắt, cuối cùng cũng bắt được cơ hội bắt đầu trách mắng. Còn phái Thím Trần đi tìm lão gia cáo trạng. Dương Tú Thành nghe tin đi ra, nhìn thấy chuông treo chỉ vào 9 giờ, hắn không muốn quấy rầy Dung lão gia, liền qua đó tìm hiểu tình hình. Khi này Phùng Thế Chân xách hành lý muốn từ chức rời đi, Dương Tú Thành nói phụ nữ ban đêm ra ngoài không an toàn, vẫn là chờ ngày mai lão gia tỉnh lại chủ trì công đạo rồi nói sau. Nhưng Phùng Thế Chân nhất quyết muốn đi, lấy cớ việc này trong phủ truyền ra làm nhục danh dự của mình nên không muốn ở lại. Mắt thấy cục diện không khống chế được, Dung gia thượng đứng ra, anh bảo Phùng Thế Chân ở lại mình chủ động rời khỏi Dung gia. Ban đêm Phùng Thế Chân nghĩ đến tình cảm thâm trọng của Dung gia thượng, vẻ mặt ưu sầu, đồng thời Dung gia thượng lại càng không thể tha thứ vì xúc động của mình mà làm tổn thương cô. Đêm nay định sẵn là một đêm khó ngủ. Bên này, Tôn Thiếu Thanh thuận lợi chạy trốn lại được Mạnh Tự An mời đi uống trà. Anh uy hiếp cô phải nói ra tất cả mọi thứ về Dung lão gia, nếu không có sự giúp đỡ của anh, cô sẽ không thể thuận lợi rời khỏi Thượng Hải. Mà Dung lão gia hút thuốc hút đến mơ hồ, cuối cùng sáng hôm sau cũng tỉnh lại, nhưng vừa tỉnh lại liền muốn tìm Tôn Thiếu Thanh. Người hầu liền nói không biết vì chuyện gì mà mắng cô ấy, nên cô ấy luôn tự nhốt mình trong phòng. Nghe thuộc hạ bẩm báo, Dung lão gia có chút áy náy, chỉ có thể hạ thấp thân phận đi gõ cửa phòng Tôn Thiếu Thanh, nhưng mở cửa lại không thấy đối phương đâu cả. Ông ta nhất thời có chút hoảng hốt, lo lắng ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm. Chuyện của Tôn Thiếu Thanh còn chưa giải quyết, lại được báo cáo chuyện con trai mình tối qua say rượu trêu ghẹo giáo viên, vì thế trước mặt người nhà mở ra đại hội phê bình. Dưới áp lực của người cha, Dung gia thượng cúi đầu xin lỗi Phùng Thế Chân, tình nguyện chịu phạt. Dung lão gia đối với con ruột chính là một trận nhục mạ. Nhìn lão gia mắng nửa ngày có chút miệng khô lưỡi khô, Dung phu nhân bưng một tách trà muốn đưa cho hắn, mà Tôn Di Thái não tàn không xem tình hình, lại bắt đầu thêm dầu vào lửa châm chọc Dung phu nhân. Rõ ràng cô ta không hề biết em gái mình đã chạy trốn. Dung lão gia tức giận cho cô ta một bạt tai, chất vấn Tôn Thiếu Thanh đã đi đâu rồi. Ông ta lo lắng Tôn Thiếu Thanh sẽ tiết lộ bí mật của mình, chỉ có thể gọi gác cổng đến hỏi chuyện. Ông già gác cổng run rẩy nói, tối qua chỉ có Phùng Thế Chân về thăm người thân rời khỏi phủ, không có ai khác. Phùng Thế Chân lập tức phủ nhận, tối qua mình chưa bao giờ ra ngoài. Nghe ông già vu khống cô giáo mình, hai tiểu thư liền lên tiếng bênh vực. Dung phu nhân cũng cực lực che chở, nói bóng lưng của hai cô gái rất giống nhau, có lẽ Tôn Thiếu Thanh học theo bộ dáng của Phùng Thế Chân đi ra ngoài. Sau một hồi điều tra, Dung lão già hoài nghi trong nhà có nội gián, nhưng vẫn chỉ mũi nhọn về phía Phùng Thế Chân, hỏi tối qua từ 8 đến 9 giờ cô đang ở đâu. Câu trả lời của cô kín kẽ không có sơ hở, hơn nữa còn có mọi người làm chứng. Lão gia vì vậy lại bắt đầu hoài nghi là Tôn Di Thái giúp Tôn Thiếu Thanh chạy trốn, mà Tôn Di Thái vì chứng minh mình trong sạch, lại một lần nữa chĩa mũi nhọn về phía Phùng Thế Chân, cho rằng chính cô đã xúi giục em gái mình bỏ nhà đi. Mắt thấy Phùng Thế Chân sắp bị Tôn Di Thái cào mặt, Dung gia thượng kịp thời ra tay cản lại. Tôn Di Thái lại đến trước mặt lão gia kể lể, nói rằng em gái mình nhút nhát rất nghe lời, không thể tự nảy ra ý định bỏ nhà đi được, nhất định là bị Phùng Thế Chân mê hoặc. Dung phu nhân nhìn mà ngứa cả mắt, hơn nữa hàng ngày Tôn Di Thái đều cưỡi trên đầu mình diễu võ dương oai, cho nên hôm nay muốn nhân cơ hội kéo cô ta xuống nước. Hai bà vợ cãi nhau ỏm tỏi, khiến Dung lão gia tức giận quát lớn bảo họ im hết đi. Mà Dung phủ vốn đã vết nứt trăm ngàn lỗ hổng, dưới sự thúc đẩy của Phùng Thế Chân trở nên không chịu nổi một kích. Trong lòng mỗi người đều có ý đồ riêng, đối với Phùng Thế Chân là người ngoài này, Dung lão gia càng không muốn giữ cô lại nữa. Vì thế yêu cầu phòng kế toán trả cho cô tháng lương, cùng với một lá thư giới thiệu để cô tìm được công việc tốt hơn. Nhìn Phùng Thế Chân rời đi, Dung gia thượng vô cùng không nỡ, đề nghị tiễn cô một đoạn đường. Hai người đã nói rất nhiều trên đường đi. Dung gia thượng tình thâm lại xin lỗi Phùng Thế Chân, cũng muốn tỏ tình một lần nữa nhưng bị cô cắt ngang. Cô ngăn cản anh tiếp tục dây dưa với mình, càng không thể chấp nhận tình yêu của anh. Dương Tú Thành sau nhiều ngày tìm kiếm cũng không tìm được Tôn Thiếu Thanh. Dung lão gia tức giận mắng Tôn Thiếu Thanh là tiện nhân, chắc chắn đã liên lạc với bên ngoài từ rất sớm, vẫn luôn lừa dối mình. Hơn nữa ông ta cảm thấy Phùng Thế Chân rất khả nghi, bảo Dương Tú Thành cũng điều tra lại một phen. Kết quả thu được chính là Phùng Thế Chân không có bất kỳ chỗ khả nghi nào. Trước đó cô ấy cùng Tôn Thiếu Thanh tuy rằng thân thiết, nhưng chỉ nói về thơ ca và văn học. Dương Tú Thành đề nghị bắt Phùng Thế Chân đến thẩm vấn, nhưng Dung lão gia lo lắng đánh rắn động cỏ, để cho thuộc hạ tiếp tục theo dõi là được rồi. Mạnh Tự An bên này gọi Tiêu Bảo Lệ tới, muốn thăng chức cô ấy lên làm ca sĩ vũ trường. Điều này khiến cô có chút không hiểu, hắn vì sao đột nhiên đối với mình tốt như vậy, nhưng vì tiền đồ của mình cô vẫn tiếp nhận. Mà lúc này Phùng Thế Chân cũng không có bởi vì rời khỏi Dung gia mà khổ sở. Thay vào đó, cô dùng số tiền kiếm được cùng gia đình chuyển đến một căn nhà lớn hơn. Biết rằng em gái đã mất việc làm, Phùng Thế Huân đề nghị cô đến làm trợ lý tại bệnh viện mình đang làm, lại không biết em gái chỉ một lòng muốn báo thù. Sau đó Phùng Thế Chân giúp mẹ ra ngoài mua giấm, phát hiện có người theo dõi liền cố ý đi đường vòng. Mạnh Tự An đã sớm biết được điều này, cho nên lệnh cho A Văn giải quyết kẻ theo dõi, đón Phùng Thế Chân thuận lợi lên xe. Mạnh Tự An trách cô không nên tự tiện hành động cứu Tôn Thiếu Thanh ra. Dung lão gia là người đang nghi như thế, lỡ ông ta đổi địa điểm giấu hàng thì phải làm sao? Phùng Thế Chân ý thức được mình phạm sai lầm, lập tức xin lỗi. Sau đó Mạnh Tử An vì tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chuẩn bị đích thân đến kho hàng nhận hàng. Quản lý kho hàng thấy toàn là người lạ, lo lắng hỏi họ do ông chủ nào phái tới. Mạnh Tử An nói dối mình là người của Dung lão gia, nhận lệnh đến lấy hàng của Tào Đại Soái, còn lấy cớ là bởi vì nhiều người dòng ngó nên đến lấy trước một ngày. Bình thường đều là Triệu Hoa An đến lấy hàng, quản lý kho hàng không biết Mạnh Tử An, liền lén gọi điện thoại xin chỉ thị của Dung lão gia. Ai ngờ Mạnh Tử An đã sớm phái người phá hỏng đường dây điện thoại, quản lý kho hàng đành phải dẫn bọn họ đi nhận hàng. Bên phía Dung gia đã tuyển được giáo viên mới, nhưng Dung gia thượng vẫn không thể nào quên được Phùng Thế Chân, ngay cả làm bài tập cũng mất tập trung, mỗi ngày trôi qua rất dày vò. Vì thế anh đi cầu xin cha mình tìm lại Phùng Thế Chân tiếp tục làm giáo viên. Đúng vào lúc này Dung lão gia nhận được một cuộc điện thoại, biết được hàng của Tào Đại Soái mất rồi thì vô cùng tức giận. Dung gia thượng nhân cơ hội nói mình sẽ giúp ông giải quyết chuyện này, chỉ cần ông hứa cho Phùng Thế Chân quay trở lại. Bên này, Phùng Thế Chân đến bệnh viện làm trợ lý bác sĩ, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho Dung gia thượng, bởi vì Mạnh Tử An cướp hàng của Dung lão gia, Dung gia gặp chuyện như vậy, có lẽ Dung gia thượng sẽ vươn mình đứng dậy gánh vác trách nhiệm của người con trưởng. Quả nhiên, Dung gia thượng vì để người mình yêu quay lại, đi theo Triệu Hoa An đến kho hàng điều tra. Triệu Hoa An tính tình nóng nảy, vừa gặp quản lý chính là một cước. Thế nhưng nhìn thấy phiếu nhận hàng đầy đủ thủ tục, nhất thời không thể tìm ra manh mối. Hơn nữa tờ giấy này cũng là của Dung gia. Buổi tối Dung gia thượng bởi vì rất nhớ Phùng Thế Chân, lại lén lút đi theo cô, kết quả bị cô tiện tay cầm lấy cây gậy sắt ở đầu ngõ phang thẳng vào mặt chảy máu mũi. Phùng Thế Chân vì vậy chỉ có thể tự mình giúp anh xử lý vết thương, sau đó còn trêu ghẹo nói mũi anh đã bị mình đập bẹp rồi. Dung gia thượng rất lo lắng, cuống quýt cầm gương kiểm tra, chỉ sợ mình sẽ xấu xí trước mặt nữ nhân mình thích. Nhưng đột nhiên anh thấy bức ảnh gia đình trên tường, cảm thấy Phùng Thế Chân và anh trai dường như không giống nhau. Những lời này vốn là chỉ vô tình nói ra, nhưng hai mẹ con Phùng Thế Chân sắc mặt đột nhiên thay đổi, xem ra quan hệ của hai anh em có ẩn tình khác. Tuy nhiên Dung gia thượng cũng không phát hiện ra sự bất thường này. Lúc này đột nhiên bụng anh kêu ùng ục, Phùng Thế Chân vội vàng đi nấu mì cho anh. Dung gia thượng hy vọng cô có thể trở về Dung gia tiếp tục làm giáo viên, còn nói cha mình cũng đã đồng ý. Nhưng Phùng Thế Chân đã tìm được công việc mới, bảo anh đi theo giáo viên mới học tập thật tốt. Sau khi ăn xong, Dung gia thượng chủ động rửa bát. Phùng Thế Chân ở bên cạnh cẩn thận quan sát khuôn mặt anh tuấn của anh, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Dung gia thượng lần nữa cầu xin cô quay về Dung gia, hứa mình sẽ làm một học sinh giỏi. Từ khi cô đến nhà, anh mới cảm giác được mình không phải chỉ có một mình. Phùng Thế Chân bị sự chân thành của anh cảm động, đồng ý suy nghĩ thật kỹ một chút. Sau đó hai người lưu luyến không rời tạm biệt nhau. Tiếp theo Dung gia thượng lại đi tìm Triệu Hoa An, lúc này ông ta vẫn đang thẩm vấn hạ nhân trong kho hàng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Quản lý kho hàng nhớ rõ mình đã gửi cho Dung lão gia một bức điện tín, nghi ngờ Tôn Thiếu Thanh bỏ trốn đã tiết lộ địa chỉ nhà kho. Dung lão gia lo lắng Tào Đại Soái sẽ không bỏ qua cho Dung gia, tức giận hạ lệnh toàn thành lục soát Tôn Thiếu Thanh, dù có phải đào 3 thước đất cũng phải tìm được cô ta. Hôm nay tá điền nông đưa tới một cái bè cua lớn, Dung gia thượng biết Phùng Thế Chân thích ăn cua nhất, liền bảo quản gia chọn mấy con to đưa tới cho cô. Phùng Thế Chân đi làm về, thấy Dung gia thượng tự mình xuống bếp nấu cơm thì rất cảm động. Sau khi ăn xong, Phùng Thế Chân tiễn Dung gia thượng rời đi. Anh nói mình rất thích bầu không khí nhà bọn họ, cô liền cổ vũ anh tìm người lập gia đình, có thể sống một cuộc sống ấm áp. Dung gia thượng nhân cơ hội bày tỏ tình cảm của mình, kìm lòng không được muốn hôn cô. Kết quả Phùng Thế Chân vội vàng né tránh, dặn dò anh lúc trở về cẩn thận. Dung gia thượng về đến nhà, nghe thấy Dung lão gia và Tào Đại Soái nói chuyện điện thoại. Tào Đại Soái biết được nhóm đồ cổ kia đã bị cướp rất tức giận, cảnh cáo trong vòng nửa tháng nếu không tìm lại được thì sẽ đá bay Dung gia. Triệu Hoa An cho biết khó khăn lắm mới tìm thấy chiếc thuyền chặn hàng kia, nhưng nó đã bị đốt hết sạch. Mà Dương Tú Thành điều tra được Tôn Thiếu Thanh 2 ngày trước lên thuyền khách đi Hồng Kông, nhưng đến khi hắn phái người lên thuyền lục soát, cô ta đã không thấy bóng dáng. Dung lão gia nhận định hai chuyện này có liên quan, phái Triệu Hoa An và Dung gia thượng phải điều tra rõ ràng kẻ đứng sau. Hôm sau, Dung gia thượng lại mang chân giò hun khói đến Phùng gia, đồng thời tiếp tục mời Phùng Thế Chân trở về Dung gia tiếp tục dạy học. Phùng Thế Huân không đồng ý, không muốn em gái về đó chịu ủy khuất, nhưng không ngờ Phùng Thế Chân lại đồng ý trở về. Anh lập tức kéo em gái sang một bên, khổ sở khuyên nhủ cô không nên trở về nữa. Phùng Thế Chân cảm thấy Dung gia trả lương cao, hơn nữa cô làm cũng rất vui vẻ, chỉ có Tôn Di Thái hay gây phiền toái. Phùng Thế Huân cũng không miễn cưỡng nữa, nhắc nhở Dung gia thượng giúp mình chiếu cố em gái, không thể để cho cô lại bị Tôn Di Thái ức hiếp. Dung gia thượng đương nhiên đồng ý. Buổi tối Phùng Thế Chân tiễn Dung gia thượng về, trên đường đi anh kìm lòng không được muốn nắm tay cô, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Sau đó anh lại duỗi cánh tay muốn ôm cô, kết quả thử vài lần cũng không thành công. Mạnh Tử An ngồi trong xe nhìn rõ ràng cảnh này, trong lòng có chút khó chịu. Sau đó Phùng Thế Chân lên xe gặp Mạnh Tử An. Mạnh Tử An nhìn ra hai người bọn họ tình đầu ý hợp, nhắc nhở cô không nên giả vờ thành thật, Dung gia thượng căn bản không thích hợp với cô. Phùng Thế Chân vội vàng chuyển đề tài hỏi thăm tung tích lô hàng kia. Mạnh Tử An không muốn giao cho chính phủ, lo lắng biến thành quân tiêu, anh đã quyên góp cho viện bảo tàng. Hơn nữa anh đoán Dung lão gia sẽ có hành động, nhắc nhở cô phải luôn cẩn thận. Mà Dung lão gia gần đây tâm phiền ý loạn, đem lửa giận toàn bộ chút lên người Tôn Di Thái. Tiếng kêu thảm thiết của cô ta truyền từ lầu 2 xuống lầu 1, Dung phu nhân nghe được mặt đầy mãn nguyện. Vì nhìn xem Tôn Di Thái thảm hại bao nhiêu, bà ta điên cuồng chạy tới phòng, giả vờ an ủi lão gia không nên tức giận, kỳ thực mượn cơ hội chèn ép Tôn Di Thái luôn kiêu ngạo. Nhưng lão gia đang tức giận trực tiếp hất văng Dung phu nhân, chỉ vào Tôn Di Thái tức giận mắng chửi: còn cảnh cáo Dung phu nhân coi chừng cửa nhà, phàm là người Tôn ra tới cửa toàn bộ đuổi ra ngoài. Nhìn Tôn Di Thái thảm hại, Dung phu nhân mượn lý do quét dọn, đuổi cô ta tới phòng dành cho khách ở. Tôn Di Thái tức giận đem trách nhiệm đổ hết lên đầu Tôn Thiếu Thanh, còn mắng từ trên xuống dưới Dung ra, mắng to Dung lão gia vong ân phụ nghĩa, nhưng càng mắng chửi lại càng cảm thấy bụng đau nhức. Người hầu vừa nhìn tất cả đều là máu, vội vàng đưa cô ta đến bệnh viện. Ai ngờ bác sĩ sản phụ khoa đã tan làm, chỉ có Phùng Thế Huân đang trực ban. Lúc này Tôn Di Thái xuất huyết nặng khó sinh, nhưng thuộc hạ của Dung lão gia lại vẫn còn nghi ngờ tay nghề của Phùng Thế Huân, hơn nữa còn nói không cần biết Tôn Di Thái ra sao, nhất định phải giữ được đứa bé. Sau đó trải qua Phùng Thế Huân toàn lực cấp cứu, Tôn Di Thái thuận lợi sinh hạ một bé trai, nhưng vì sinh non thân thể yếu đuối, cần phải được nuôi trong lồng kính. Vừa nghe mình có con trai, Tôn Di Thái cười rất điên cuồng, không ngừng nói mình có con trai rồi. Nhìn người phụ nữ vừa sinh bệnh hoạn như vậy, Phùng Thế Huân cũng rất cạn lời, mà Dung phu nhân trong nhà cũng là một đêm mất ngủ. Biết Tôn Di Thái sinh con trai vẻ mặt khó chịu, địa vị của bà ta trung quy vẫn bị lay động. Tuy nhiên bà ta vẫn là lựa chọn thông báo cho lão gia. Sáng hôm sau, Phùng Thế Chân đến bệnh viện làm xong thủ tục nghỉ việc, nhìn thấy anh trai mệt đến mức ngủ gật ở hành lang, cô lặng lẽ đi tới đánh thức anh dậy, muốn mời anh ăn sáng. Phùng Thế Huân liền cho cô biết Tôn Di Thái nửa đêm hôm qua sinh một đứa con trai, từ nay về sau ở Dung phủ nhất định sẽ diễu võ dương oai, cho nên không muốn em gái trở về Dung phủ, lo lắng cô bị Tôn Di Thái ức hiếp. Nhưng Phùng Thế Chân an ủi anh trai nói mình chỉ đi dạy học, không có gì phải lo lắng cả. Sau đó hai người đi ăn sáng, trên đường gặp được Dung lão gia đến thăm quý tử. Biết được Phùng Thế Huân là người đỡ đẻ cho Tôn Di Thái, Dung lão gia để cảm tạ đưa cho anh một bao lì xì lớn, mà hai vị tiểu thư vui mừng kéo tay Phùng Thế Chân hỏi han, chờ mong cô mau chóng trở lại Dung gia. Kết quả ngày đầu tiên cô trở lại Dung gia đã gặp phải chuyện nan giải. Dung lão gia và Dung phu nhân có việc ra ngoài, Dương Tú Thành muốn nhân cơ hội điều tra kỹ lưỡng người trong phủ. Phùng Thế Chân cũng phải tiếp nhận thẩm vấn. Dung gia thượng tin tưởng Phùng Thế Chân, muốn ngăn Dương Tú Thành điều tra cô, nhưng Dương Tú Thành kiên trì muốn đối xử bình đẳng, nếu thật sự không có gì hắn sẽ không vu oan cho cô ấy. Sau đó hắn lấy ra máy phát hiện nói dối, muốn tiến hành kiểm tra tất cả mọi người trong phủ. Đối mặt với câu hỏi của Dương Tú Thành, Phùng Thế Chân bình tĩnh trả lời, máy phát hiện nói dối cũng không có biến động. Hắn hỏi cô có giúp đỡ Tôn Thiếu Thanh chạy trốn hay không. Phùng Thế Chân thừa nhận đã từng động viên, nhưng không giúp cô ấy rời khỏi nhà, bởi vì tình cảnh của cô ấy như vậy, bất cứ ai biết cảm thông đều sẽ cổ vũ cô ấy bỏ đi, theo đuổi tự do. Mình chỉ đơn giản là quan tâm đến cô ấy. Dương Tú Thành lại hỏi về bạn thân Tiêu Bảo Lệ, Phùng Thế Chân không khỏi do dự trong giây lát. Cô ổn định tâm trí thừa nhận khi gia đình gặp tai họa, mình đã từng muốn đi đến phòng khiêu vũ làm một vũ nữ để trả nợ. Lần đầu tiên đến vũ trường cô đã quen Tiêu Bảo Lệ. Cô ấy khuyên cô đừng nông nổi, xuống bùn lầy thì dễ, lên bờ mới khó, khuyên cô không đi theo con đường này. Hơn nữa còn giúp cô mượn tiền vượt qua cửa ải khó khăn, từ đó cả hai trở thành bạn thân. Cuối cùng Dương Tú Thành chất vấn Phùng Thế Chân, cô có liên lạc với Tôn Thiếu Thanh hay không? Phùng Thế Chân đương nhiên thẳng thừng phủ nhận. Nhìn thẩm vấn Phùng Thế Chân rốt cục chấm dứt, Dung gia thượng vô cùng đau lòng, tự tay giúp cô tháo dây dẫn trên người. Mà Dung Phương Lâm và Dung Phương Hoa đột nhiên tới tìm Phùng Thế Chân, muốn biết anh trai và Dương Tú Thành đang bận cái gì. Phùng Thế Chân tiết lộ hai người bọn họ đang tìm gian tế trong phủ. Dung Phương Lâm rất tò mò muốn đi xem một chút, Phùng Thế Chân liền cùng hai người ra ngoài cửa nghe lén. Lúc Dương Tú Thành thẩm vấn người hầu Quách Đại Tráng, hắn bởi vì nói dối làm rối loạn tâm trí, bị Dương Tú Thành vạch trần ngay tại chỗ. Quách Đại Tráng sợ tới mức mở cửa bỏ chạy, vừa mở cửa vừa vặn nhìn thấy Phùng Thế Chân, trực tiếp cầm một con dao khống chế cô, yêu cầu bọn họ chuẩn bị cho mình một chiếc xe. Dung gia thượng mệnh lệnh Dương Tú Thành đi tìm xe cho Quách Đại Tráng, nhưng kẻ này dường như não phẳng, muốn chạy trốn lại đẩy con tin ra tự lên xe. Kết quả bị Dung gia thượng cho một phát súng. Ngay sau đó anh vội vã chạy về phía Phùng Thế Chân, thấy cổ cô bị thương thì rất lo lắng gọi bác sĩ, mà Phùng Thế Chân quả thật bị dọa sợ, chân mềm nhũn trực tiếp ngã vào trong ngực Dung gia thượng. Trong mắt anh lúc này cũng tràn đầy đau lòng, tức giận khiển trách hai em gái, bảo họ không nên chạy loạn đến những nơi nguy hiểm như vậy, liên lụy cô giáo bị thương. Hai người họ cũng biết sai rồi, liên tục xin lỗi cô giáo. Phùng Thế Chân an ủi bọn họ một phen, bảo họ về phòng nghỉ ngơi trước, cũng thúc giục Dung gia thượng đi thẩm vấn Quách Đại Tráng. Trong lòng cô hoài nghi Quách Đại Tráng rất có thể chính là tai mắt Mạnh Tự An đặt ở Dung phủ. Cô tự hỏi liệu hắn có biết thân phận thật sự của mình hay không. Hơn nữa cũng nghĩ nếu một ngày nào đó Dung gia thượng biết được sự thật, liệu anh ấy có giơ súng ngắm vào mình thẳng tay bóp có không chút do dự như vừa nãy hay không. Bên này, Dung gia thượng bức bách Quách Đại Tráng khai ra kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng hắn sống chết không nhận, càng không biết cái gì mà chủ mưu phía sau. Sau đó hắn lại bắt đầu bán thảm, nói nhà mình còn có mẹ già, cầu xin anh hãy tha cho mình. Dung gia thượng đành phải nhốt hắn lại trước. Ngay sau đó anh lại tìm Phùng Thế Chân ân cần hỏi han, sợ hãi ôm lấy cô nói mình rất sợ mất cô. Vừa vặn hôm nay là ngày giỗ của em trai anh, cũng chính là con trai của Dung phu nhân. Khi còn nhỏ, anh dẫn em trai đi chơi, kết quả bị một đoàn xiếc phương Tây bắt cóc. Đợi đến khi người Dung phủ chạy tới cứu bọn bắt cóc vì để an toàn bỏ trốn, không thể mang theo hai đứa trẻ cùng một lúc, chỉ có thể giết một người. Vốn bọn chúng định giải quyết đứa lớn giữ đứa nhỏ, ai ngờ giữa chừng em trai khóc không ngừng, bọn chúng liền quyết định giải quyết cậu ta. Lúc ấy Dung gia thượng chỉ có thể trơ mắt nhìn em trai chết trước mặt mình. Đây là nỗi đau bao nhiêu năm anh không thể xóa đi, cũng chính là nguyên nhân Dung phu nhân ghét anh như vậy. Thật ra trước đây bà ấy rất tốt với anh, nhưng sau khi con trai trách bà ấy đã thay đổi. Bà ấy đem hết thảy tội lỗi đều đổ lên người Dung gia thượng. Phùng Thế Chân không ngờ tới, Dung Gia Thượng sẽ có một mặt thương cảm như vậy, chỉ có thể cố gắng an ủi anh phải tiếp tục sống tốt. Huống chi anh cũng không phải cố ý. Cuộc trò chuyện của hai người đột nhiên bị gián đoạn, người hầu đến báo đã xảy ra chuyện rồi. Dung Gia Thượng lập tức kéo Phùng Thế Chân cũng cùng đi. Hóa ra tiểu tử này đưa cơm cho Quách Đại Tráng, trong cơm có một quả trứng kho. Hắn nhìn thấy thèm ăn liền ăn quả trứng đó, kết quả là ngộ độc chết luôn. Hiện tại quản gia đã sắp xếp người bao vây nhà bếp, mà người hầu trong nhà bếp đều thề, họ chỉ sắp xếp một bát cơm và một đĩa rau xanh, căn bản cũng không có bỏ quả trứng kho kia. Nghe thấy ai đó đang cố giết mình, Quách Đại Tráng sợ hãi run rẩy, lại không biết đây đều là chiêu trò của Dung Gia Thượng. Thuộc hạ vốn chúng độc chết vừa ra khỏi cửa liền sống lại, mà Quách Đại Tráng trong phòng cũng bắt đầu hối hận nói tất cả những gì mình biết. Tháng 4 năm ngoái có người cho hắn tiền trả nợ cờ bạc, bảo hắn cách 2 ngày đem tình báo ở cây hòe già bên cạnh đình Bát Giác đưa đến trại trẻ mồ côi Dục Sinh Đường ngoài phủ, nhưng hắn chỉ phụ trách truyền tin tình báo, chưa bao giờ gặp ông chủ của mình. Nghe lời giải thích của Quách Đại Tráng, Phùng Thế Chân rốt cục thở phào nhẹ nhõm. May mắn hắn không biết thân phận của mình, nếu không chắc chắn sẽ khai ra mình. Vì để diệt cỏ tận gốc tuyệt hậu hoạn, cô cố ý đưa ra lời khuyên sai thả Quách Đại Tráng đi, lợi dụng hắn thả dây dài câu cá lớn dụ chủ mưu phía sau ra ngoài. Dung Gia Thượng làm theo lời khuyên, Quách Đại Tráng được thả trở về. Thuộc hạ một đường đi theo, tận mắt nhìn hắn đi vào Dục Sinh Đường. Mà Mạnh Tự An cũng rất nhanh nhận được tin tức, lập tức lệnh cho A Văn đi giải cứu Quách Đại Tráng, cắt đứt điểm liên lạc của Dục Sơ Đường. Vì vậy khi thuộc hạ của Dung Gia Thượng phá cửa mà vào, sớm đã không thấy bóng dáng Quách Đại Tráng đâu nữa. Lúc này Dương Tú Thành đã kiểm tra xong toàn bộ trong phủ, nhưng vẫn là khuyên Dung Gia Thượng không nên bị Phùng Thế Chân lừa gạt, có thể cô ấy không tốt như anh nghĩ. Cho dù cô ấy không có ý hại anh, cũng không đề phòng được người khác lợi dụng cô ấy đối phó với anh. Sau đó Dung Gia Thượng vừa ra khỏi cửa, lại thấy Phùng Thế Chân đang nhìn chằm chằm vào cây hòe lớn đang bị chặt, khiến anh không khỏi có chút hoài nghi, nhưng vẫn đi lên phía trước, hỏi mình có thể tin tưởng cô hay không. Phùng Thế Chân cười nói nếu anh không tin, sao lại mời mình quay lại. Câu hỏi này khiến anh không nói nên lời, sau đó anh vừa trở về phòng khách lại bị Dung phu nhân nhục mạ, không chỉ mắng anh là sao chổi khắc trách mẹ đẻ và em trai, mà còn trách anh lật tung Dung phủ, hại rất nhiều người nhà mẹ đẻ mình bị phát hiện tham ô, bà ta nguyền rủa anh sau này sẽ bị mọi người xa lánh, cô độc đến già, không được chết yên. Dung Gia Thượng không muốn dây dưa với Dung phu nhân, giận dỗi về phòng mình trước. Mà Tôn Di Thái ở trong bệnh viện lại thầm mến Phùng Thế Huân. Cô nhớ lại ngày đó anh ấy không để ý đề nghị của quản gia, dõng dạc tuyên bố trong bệnh viện của mình, người lớn và trẻ nhỏ đều được bảo vệ tính mạng. Vì thế trong lòng tràn ngập cảm kích, nhìn Phùng Thế Huân đã cứu mình lại nhiều lần quan tâm mình, mặt cô đỏ bừng trong lòng tràn ngập gió xuân. Mỗi ngày đều mong đợi anh đến thăm mình, hơn nữa cô còn xin lỗi Phùng Thế Huân, không nên ở trong phủ ức hiếp em gái của anh. Cô đưa cho anh một tấm thiệp mời, thay thế lời mời của Dung lão gia, mời anh tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 20 của đại thiếu gia Dung Gia Thượng. Phùng Thế Huân vì không tiện từ chối chỉ có thể đồng ý. Sau đó Tôn Di Thái vì tiếp tục hiểu rõ về anh, hỏi về tình hình gia đình anh và mối quan hệ với em gái. Không hỏi thì không biết, hỏi rồi mới biết Phùng gia là nạn nhân của vụ cháy Vấn Xuân Lý. Tôn Di Thái sau khi tiễn Phùng Thế Huân đi thì vô cùng căng thẳng, mơ hồ cảm thấy Phùng gia sở dĩ bị hủy hoại, không thoát khỏi liên quan đến Dung lão gia. Mà lúc này Phùng Thế Chân bởi vì Dung phu nhân và Dung Gia Thượng đang chiến tranh lạnh, nên chỉ có thể cùng Dung Phương Lâm lo liệu bữa tiệc sinh nhật. Dung Gia Thượng thấy Phùng Thế Chân bận rộn trước sau, trong lòng rất ấm áp. Mà Phùng Thế Chân đột nhiên phát hiện quần áo của anh lại có mùi lưu huỳnh, vì thế cô cố tình khen ngợi quần áo của anh chất liệu mới lạ, nhân cơ hội chạm vào nó. Đợi đến khi anh rời đi thì ngửi một chút, phát hiện nó thực sự là lưu huỳnh, dường như có liên quan đến súng. Cô mơ hồ cảm thấy Dung Gia Thượng đang mưu đồ đại sự gì đó, thì ra Dung lão gia làm mất hàng hóa của Tào Đại Soái, bị đối phương yêu cầu bồi thường gấp 10 lần. Nếu không Tào Đại Soái sẽ hủy hoại Dung phủ. Dung Gia Thượng biết được Tào Đại Soái đem lô hàng kia đến châu Âu để đổi vũ khí, đề nghị bồi thường cho Tào Đại Soái vũ khí đạn dược tương đương, nhưng Dung lão gia nhất thời không biết đi đâu tìm nhiều vũ khí như vậy. Dung Gia Thượng để giúp đỡ cha, liền đi đến thị trường chợ đen để mua súng, nhưng anh kinh nghiệm vẫn còn non, lão đại đối phương lại là người âm hiểm xảo quyệt, dự định cho anh một vài thùng súng ngâm nước. Mà Phùng Thế Chân vốn định phá hoại hoạt động của Dung Gia Thượng, dẫn theo A Văn lặng lẽ đi tới kho hàng kiểm tra, phát hiện lô đạn dược kia có vấn đề, toàn bộ đều ngâm qua nước. Thấy tình hình không đúng, cô và A Văn nhanh chóng rút lui. Dung Gia Thượng và Triệu Hoa An mang theo tiền mặt đi tới kho hàng, lão đại chợ đen dẫn anh đi kiểm tra hàng hóa, yêu cầu anh giao tiền trước, nhưng Dung Gia Thượng kiên trì muốn kiểm tra hàng trước rồi mới đưa tiền. Anh lấy ra một khẩu súng thử một chút, phát hiện súng ngâm qua nước. Lão đại chợ đen thẹn quá hóa giận, lập tức rút súng ra tấn công Dung Gia Thượng, hai bên bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Triệu Hoa An nhìn thấy hỏa lực của đối phương mạnh mẽ, yểm hộ Dung Gia Thượng mang theo tiền rút lui, không cẩn thận trúng đạn bị thương. Lão đại chợ đen vẫn truy đuổi không rời, Phùng Thế Chân không khỏi rất lo lắng cho an nguy của Dung Gia Thượng. Vào thời điểm quan trọng đã bắn một phát súng để cứu anh, thế nhưng cúc áo của cô lại không cẩn thận rơi xuống đất, bị Dung Gia Thượng nhặt được. Sau khi về đến nhà, cô mới phát hiện bị thiếu mất một chiếc cúc áo. Mà Dung lão gia thấy con trai thất bại cũng không có tức giận, bởi vì tiền vẫn còn, hơn nữa con trai cũng không bị thương. Hiện tại đã cùng đường, ông ta đành phải quyết định bồi thường tiền mặt tương đương cho Tào Đại Soái, lệnh cho Dương Tú Thành đến các hàng quán của Dung gia để thu tiền mặt. Dung Gia Thượng nhìn vào một quán trà nhỏ, thế nhưng lại có thể có rất nhiều tiền, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Đột nhiên anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc liền đuổi theo, vừa nhìn lại là Phùng lão gia đến đây để hút thuốc. Lúc này anh mới biết quán trà dưới danh nghĩa Dung gia thực sự lại là một quán thuốc phệ. Dung Gia Thượng một đường đuổi theo lại gặp được Phùng Thế Chân đi tìm cha. Phùng Thế Chân mạnh mẽ giành lấy thuốc của cha, ngăn cản cha tiếp tục phạm sai lầm, nhưng ông ấy nghiện không chịu nổi, bắt đầu tranh giành với con gái. Dung Gia Thượng chỉ có thể sử dụng vũ lực kéo Phùng lão ra lên xe. Sau khi về nhà, Phùng Thế Chân liền tiêm thuốc an thần cho cha, ông ấy mới dần dần bình tĩnh lại. Tiêm xong thì không nói một lời rời đi. Cô tuy rằng biết Dung gia đáng ghét, nhưng không ngờ lại ác độc như vậy. Nhớ năm đó cha mình phong lưu phóng khoáng cũng là quý tộc hào môn, mà mình lại càng tận mắt chứng kiến thuốc phèn khiến người ta táng gia bại sản, nhà tan cửa nát. Nhưng kể từ sau vụ hỏa hoạn đó, cha cô vì để giảm bớt nỗi đau do di chứng để lại mà phải hút thuốc. Đây chính là chuyện Phùng Thế Chân thống hận nhất. Dung Gia Thượng cũng vì chuyện này từ đáy lòng cảm thấy có lỗi. Dung Gia Thượng và Dương Tú Thành bận rộn mấy ngày, vẫn là gom không đủ tiền cho Tào Đại Soái. Chờ thu tiền từ quán thuốc phèn vẫn còn một tháng. Mắt thấy thời hạn giao tiền chỉ còn 3 ngày, Dung lão gia gấp đến mức không biết xoay sở. Dung Gia Thượng đề nghị giao quán thuốc phèn cho Tào Đại Soái, nhưng Dung lão gia quả quyết từ chối. Quán thuốc phèn cho lợi nhuận rất lớn, sao ông ta có thể chấp tay nhường cho người khác, còn mắng chửi Dung Gia Thượng một trận. Mà Dung Gia Thượng nghe nói em họ của Ngũ Vân Trì làm việc trong chính phủ, liền nhờ đối phương tiết lộ với Dương Tú Thành chính phủ sẽ thu hồi quyền kinh doanh quán thuốc phèn. Dương Tú Thành tin là thật, vừa vặn Tào Đại Soái gọi điện thoại bức Dung lão gia mau chóng trả lại tiền. Dung lão gia cầu xin hắn khoan dung thêm một tháng nữa, ngược lại bị đối phương nhục mạ. Khi vừa cúp điện thoại, Dương Tú Thành chạy tới báo cáo với Dung lão gia quán thuốc phèn sắp bị xung công. Dung lão gia nhắc nhở hắn tạm thời không nên lên tiếng, để ngày mai hỏi thăm thị trưởng rồi tính sau. Dung Gia Thượng hỏi thăm Dương Tú Thành ý nghĩ của Dung lão gia, sau đó lập tức gọi điện thoại nhờ Đỗ Lan Hinh giúp đỡ, muốn nhờ cô giúp mình tung tin giả. Đỗ Lan Hinh không muốn làm như vậy, nhưng cô có thể cam đoan Dung lão gia sẽ không gọi được điện thoại của thị trưởng. Quả nhiên, hôm sau Dung lão gia sáng sớm gọi điện thoại cho thị trưởng, nhưng điện thoại của thị trưởng vẫn không liên lạc được. Thì ra Đỗ Lan Hinh đã sớm mua chuộc người bên cạnh thị trưởng, đặt điện thoại sang một bên. Cùng lúc đó, Phùng Thế Chân muốn đi trang trại rượu thử rượu, Dung Gia Thượng chủ động lái xe đưa cô đi, lại không biết xe đã bị Tào Đại Soái gài bom. Đi được nửa đường, Dung Gia Thượng phát hiện xe đã bị người ta động tay động chân, liền bảo Phùng Thế Chân xuống xe đi bộ đến quán rượu. Cô phát hiện có gì đó không ổn, Dung Gia Thượng đành phải thừa nhận xe đã bị người ta gài bom. Khi anh đạp phanh đã khởi động nó, anh đã thấy một quả bom như vậy ở trường quân đội, là một loại bom hai chiều, biện pháp tháo dỡ chỉ có Ngũ Vân Chỉ biết. Nhưng trong vòng 10 phút anh ta căn bản không kịp tới. Phùng Thế Chân dùng hết toàn lực mang tới một tảng đá, muốn ép vào vị trí phanh, nhưng loay hoay hồi lâu tảng đá quá lớn không thể nhét vào. Mặc cho Dung Gia Thượng liên tục đuổi cô rời đi, nhưng cô vẫn cố chấp không muốn từ bỏ. Dưới sự chỉ huy của Dung Gia Thượng, Phùng Thế Chân cắt đứt dây dẫn bom, đơn giản cũng không xảy ra chuyện gì. Cuối cùng chỉ còn lại 2 sợi màu đỏ, Dung Gia Thượng cũng không biết nên cắt cái nào. Phùng Thế Chân chỉ có thể đánh cược một lần chọn một cái bên cạnh, vừa nhắm mắt lại liền cắt xuống, thành công phá hủy quả bom. Cảm giác thoát chết trong chỗ chết khiến hai người vui mừng khôn xiết. Đồng thời, Dung lão gia cũng nhận được điện thoại của Tào Đại Soái, lúc này mới biết con trai gặp phải uy hiếp, bất đắc dĩ chỉ có thể nhường lại quán thuốc phèn cho hắn. Sau đó nhìn thấy Dung Gia Thượng về nhà an toàn, ông mới cảm thấy yên tâm, cũng quyết định đem việc làm ăn của chuỗi cửa hàng giao cho anh toàn quyền xử lý. Hiện tại tình hình việc làm ăn không mấy khả quan, ông ta khuyên anh nên kết hôn với Đỗ Lan Hinh càng sớm càng tốt, còn lấy ra hợp đồng tài sản trước hôn nhân do Đỗ gia soạn thảo. Dung Gia Thượng đơn giản nhìn hợp đồng một chút, trong đó nói rằng nếu sau khi kết hôn Đỗ Lan Hinh không sinh được con trai, của hồi môn sẽ do con gái thừa kế, còn nếu như không sinh được con, Đỗ gia có quyền lấy lại của hồi môn. Dung lão gia giải thích hôn nhân cũng chỉ là một vụ làm ăn, hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, chỉ cần Dung Gia Thượng ký tên lên đó, Đỗ gia sẽ cho Dung gia vay một khoản tiền. Thế nhưng Dung Gia Thượng kiên quyết không đồng ý. Dung lão gia biết anh là bởi vì Phùng Thế Chân, vì thế liền dùng cô uy hiếp con trai, nếu như anh không chịu kết hôn với Đỗ Lan Hinh, vậy thì vĩnh viễn sẽ không được gặp lại Phùng Thế Chân nữa. Dung Gia Thượng tâm sự nặng nề đi ra ngoài, lại được hai em gái thông báo hôm nay họ đi mua sắm đã quen biết một cô gái Nhật Bản, cũng mời đối phương đến dự tiệc sinh nhật của anh. Vừa nghe là người Nhật Bản, Dung Gia Thượng rất khó chịu, lại không biết cô gái Nhật Bản mà em gái nói chính là mối tình đầu của mình, là cô gái mà năm đó anh không thể quên. Buổi tối Dương Tú Thành tặng Dư Chi Huệ một đôi giày, mà về Dư Chi Huệ này cũng rất mưu mô, để thoát khỏi sự bắt nạt của chị dâu, cô dục Dương Tú Thành nhanh chóng kết hôn. Nếu là trước đây hắn sẽ không chút do dự mà vội vàng đồng ý, thế nhưng bây giờ hắn lại do dự, bởi vì cách đây không lâu hắn đã tận mắt chứng kiến Dư Chi Huệ giấu mình đi xem phim với một người đàn ông khác. Dương Tú Thành vẫn chưa đồng ý kết hôn, kết quả anh trai và mẹ của Dư Chi Huệ lại bắt đầu tự ép hôn. Anh trai khen em gái mình rất đáng giá, xin lễ rực rỡ phải có 5 chữ số, đàn ông muốn cưới cô ấy còn đang xếp hàng, ngụ ý là hạ thấp Dương Tú Thành là một kẻ nghèo hèn. Dương Tú Thành nhịn giận, hỏi anh Dư Chi Huệ đánh bạc nợ bao nhiêu tiền, sau đó bất đắc dĩ lấy tất cả tài sản bên trong ví ra đưa cho Dư Chi Huệ, rồi lấy cớ có việc vội vàng rời đi. Dư Chi Huệ hiểu, đây là Dương Tú Thành đã từ bỏ chính mình, cũng biết mình đã không thể trông cậy vào hắn nữa, vì vậy cô bảo mẹ chuẩn bị nước sốt cam, đích thân đưa tới cho Dung phu nhân. Thật ra là muốn mượn mặt mũi của bà ta, câu được một cao phú soái trong bữa tiệc sinh nhật của Dung Gia Thượng, hòng thoát khỏi biển khổ này của nhà mẹ đẻ. Nhưng đến nơi lại phát hiện Dung phu nhân có việc đi ra ngoài, chỉ có Phùng Thế Chân ở nhà. Nói chuyện một hồi nhìn thấy Dung lão gia về nhà, Dư Chi Huệ khôn ngoan nói mình không có váy đẹp để mặc trong bữa tiệc sinh nhật, lo lắng bị người ta cười nhạo. Dung lão gia nhìn Dư Chi Huệ từ nhỏ đến lớn, cũng rất cưng chiều cô ta, bảo cô đi chọn vài cái váy của Tôn Thiếu Thanh mà mặc. Những chiếc váy này hầu như tất cả đều còn mới, Dư Chi Huệ cũng rất có mắt nhìn, trực tiếp chọn một chiếc váy Tôn Thiếu Thanh thích nhất. Sau khi Dung phu nhân trở về, lắng nghe tình hình gần đây của Dư Chi Huệ, liền cho cô ta đôi bông tai mình mới mua. Lúc này Tôn Di Thái cũng mang theo tiểu thiếu gia về nhà, nghiễm nhiên là một bộ dáng nữ chủ nhân. Cô ta chính là cố ý kích thích Dung phu nhân, mà cô ta cũng vì cảm ơn cứu mạng của Phùng Thế Huân, đặc biệt chuẩn bị cho Phùng Thế Chân một chiếc váy, coi đối phương như em gái của mình. Sau đó Dung gia thượng cũng cẩn thận chọn một lọ nước hoa, lặng lẽ treo ở cửa phòng Phùng Thế Chân rồi rời đi. Vừa ngửi đúng là mùi mình thích, trong lòng cô vô cùng vui vẻ. Bữa tiệc được tổ chức theo kế hoạch, người nổi tiếng trong giới kinh doanh và bạn bè người thân đều đến chúc mừng. Dư Chi Huệ cũng bắt đầu tìm kiếm bạch mã hoàng tử của mình. Phùng Thế Chân xinh đẹp từ trên lầu đi xuống, trong mắt Dung gia thượng cô đẹp tựa nàng tiên, dường như thế gian chỉ có một mình cô tồn tại. Phùng Thế Chân tặng cho Dung gia thượng một cái kính lục phân, hy vọng anh có thể thực hiện ước mơ của mình, làm một nhà phi hành tự do tự tại. Dung gia thượng rất vui, vừa định nói gì đó lại bị Dung Phương Lâm cắt ngang. Cô ấy đưa bạn mới của mình đến giới thiệu với anh trai, chính là cô gái Nhật Bản tên Seoji, cũng là mối tình đầu của Dung gia thượng. Seoji vừa gặp mặt liền ôm chặt lấy anh, sự kích động tràn ngập trong lời nói. Đỗ Lan Hinh thấy vậy cũng chạy tới góp vui, kéo Dung gia thượng gặp cha và anh mình, còn lặng lẽ nhắc nhở anh không nên thất thố trước tình mới tình cũ. Anh chỉ đành phải đi theo. Sau đó khi Dung lão gia muốn tuyên bố yến hội của con trai bắt đầu, chủ tịch ngân hàng Vĩnh Lợi Mạnh Tự An đột nhiên xuất hiện. Dung lão gia nhìn thấy đối phương, không những không vui vẻ ngược lại có chút không biết làm sao. Hai người vừa nhìn đã biết là người quen cũ, mà tại hiện trường chỉ có Phùng Thế Chân mới biết bọn họ có thủ không đội trời chung. Dung lão gia giả ý muốn cùng Mạnh Tự An ôn chuyện cũ, sau đó phát biểu ngắn gọn rồi vội vàng đi gặp Mạnh Tự An, khẩn cấp hỏi thăm tin tức của Mạnh Thanh Chi. Mà Mạnh Thanh Chi là chị gái ruột của Mạnh Tự An, cô ấy đã qua đời ngay sau khi gia đình chuyển đến San Francisco. Dung lão gia nói hồi đó mình cảm thấy có thẹn với Mạnh Thanh Chi, cho nên vẫn không dám hỏi thăm tin tức của cô ấy, nhưng bao nhiêu năm nay mình chưa ngày nào thôi nhớ về cô ấy. Mạnh Tự An căn bản nghe không lọt mấy lời này, bức Dung lão gia giao ra kỳ lân vàng đã lừa mất từ tay chị gái mình, nhưng ông ta lại nói lúc trước mình khó khăn nên đã bán nó đi, từ đó đến nay vẫn luôn muốn tìm lại nhưng không được. Kết quả Mạnh Tự An nghe xong trực tiếp vạch trần ông ta đang bao biện, rõ ràng chị gái nói với anh là ông ta lừa mất con kỳ lân vàng đó, vì thế yêu cầu ông ta mau chóng tìm về trả cho mình. Hơn nữa anh còn nói ra chuyện Dung lão gia năm xưa vì muốn cưới cô Đường con nhà danh giá mà tận tay giết chết cô vợ Thổ Hàn Vi và hai đứa con một trai một gái. Dung lão gia nghe xong lập tức phủ nhận, cười lạnh bảo Mạnh Tự An xuất ra chứng cứ, nếu không sẽ tuyệt đối không tha thứ. Nhưng Mạnh Tự An cũng là một người cứng rắn, đe dọa sẽ công khai những gì ông ta đã làm cho người khác biết. Sau đó Mạnh Tự An chủ động tới tìm Phùng Thế Chân nói chuyện, báo cho cô biết chuyện Quách Đại Tráng mình đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Dung gia thượng nhìn thấy bọn họ nói chuyện vội vàng đi tới, Mạnh Tự An liền và Phùng Thế Chân liền chuyển sang nói về thi từ ca phú. Tiếp đó Đỗ Lan Hinh cũng đến góp vui, Mạnh Tự An liền mời cô ta khiêu vũ. Dung gia thượng nhắc nhở Phùng Thế Chân tránh xa Mạnh Tự An ra, hai nhà Mạnh Dung có ân oán, không muốn cô bị kéo vào thị phi. Nhưng Phùng Thế Chân cũng không trả lời, ngược lại nhắc tới cô bạn gái cũ Seoji của anh. Dung gia thượng liên tục giải thích, nhưng cô căn bản không nghe rời đi. Vũ hội bắt đầu, Dung gia thượng mời Phùng Thế Chân khiêu vũ. Đây là lần thứ hai hai người nhảy cùng nhau, anh vẫn luôn không hiểu vì sao lần đó cô lại chủ động mời mình nhảy, nhưng cô lại không trả lời, hỏi ngược lại anh đó chỉ là một điệu nhảy thôi, vì sao anh lại để tâm như vậy. Dung gia thượng còn chưa kịp trả lời thì đã bị đổi bạn nhảy, Phùng Thế Chân trở thành bạn nhảy của Mạnh Tự An. Còn Seoji nhân cơ hội chủ động đi tới bên cạnh Dung gia thượng. Mạnh Tự An nhắc nhở Phùng Thế Chân nên giữ khoảng cách với Dung gia thượng, đừng quên mục đích ban đầu mình đến Dung gia, cô liền đáp mình tự có chừng mực. Mà Dung gia thượng mặc dù nhảy với bạn gái cũ, nhưng vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Mạnh Tự An và Phùng Thế Chân. Qua vài bạn nhảy, Phùng Thế Chân lại trở về bên cạnh Dung gia thượng, anh rất vui, lần này quyết tâm sẽ không buông tay cô ra nữa. Hai người tình nồng ý đậm, dường như xung quanh không có người mà nhẹ nhàng khiêu vũ. Dung gia thượng vừa định tỏ tình, kết quả đúng lúc này hai em gái lại đẩy bánh sinh nhật lớn tiến vào. Dung lão gia nhân cơ hội tuyên bố hôn sự của Dung gia thượng và Đỗ Lan Hinh, còn lấy ra một chiếc nhẫn kim cương trước mặt mọi người, bức bách con trai đeo cho Đỗ Lan Hinh. Bởi vì áp lực Dung gia thượng chỉ có thể làm theo. Cảnh tượng chói mắt này khiến Seoji buồn bã, lại càng khiến Phùng Thế Chân vô cùng khó chịu. Thì ra những ngày này bên nhau, cô đã sớm rung động với Dung gia thượng. Mạnh Tự An nhìn thấy Phùng Thế Chân tâm trạng không tốt, liền hiểu cô ấy đã đánh mất chính mình trên con đường trả thù. Anh nhìn Dung gia thượng đang thất thần, cô ý tiến tới kéo Phùng Thế Chân rời đi, còn cởi áo khoác ra khoác lên cho cô. Anh bảo cô muốn khóc thì hãy khóc ra. Thật ra Phùng Thế Chân cũng hiểu Dung gia thượng chỉ là con mồi của mình, không bao giờ để bị con mồi kéo xuống nước, nhưng cô vẫn đánh giá thấp trái tim của mình. Mạnh Tự An thấy hiện tại bên cạnh Dung gia thượng không chỉ có vị hôn thê, còn có thêm một cô bạn gái cũ, tình thế của Phùng Thế Chân dường như đang gặp bất lợi. Tuy nhiên cô vẫn rất tự tin, cô đã có thể khiến Dung gia thượng mời mình trở lại Dung gia, thì nhất định sẽ có cách tiếp tục lôi kéo anh ta. Lúc này Mạnh Tự An nhìn thấy Dung gia thượng cách đó không xa, liền muốn giúp Phùng Thế Chân một tay. Có lúc khiến đàn ông đưa ra lựa chọn thì phải kích thích một chút. Vừa dứt lời liền cố ý hôn Phùng Thế Chân chọc giận Dung gia thượng. Quả nhiên anh ta tức giận lao tới, hai người lập tức đánh nhau một trận. Dung gia thượng cũng là lần đầu tiên đối mặt với nội tâm của mình. Nhìn Phùng Thế Chân gần gũi với người đàn ông khác, trong lòng anh đặc biệt phát cuồng, nhưng cô không cảm tạ anh thay mình chút giận, ngược lại trách cứ anh không nên quản chuyện của mình. Dung Gia Thượng chất vấn có phải cô thích kiểu đàn ông trưởng thành như Mạnh Tự An hay không, nếu là như vậy anh cũng có thể làm được, chỉ cầu xin cô cho mình chút thời gian, nhanh thôi anh sẽ trưởng thành. Nói xong liền lập tức hôn xuống, hứa hẹn sẽ trở thành mẫu đàn ông mà cô thích, bảo vệ cô, chăm sóc cô. Phùng Thế Trân đáp lại không biết sau này anh sẽ thay đổi như thế nào, nhưng bây giờ anh cũng giống như những người đàn ông đó, một đằng lấy vợ đẻ con, một đằng thề thốt hứa hẹn nói lời tình cảm với người phụ nữ khác. Tại sao cô phải thích một người đàn ông như vậy? Đây là kiểu thích trong lời anh nói hay sao? Dung Gia Thượng nhấn mạnh người mình thích là cô, chuyện hôn sự này là do cha anh tự ý quyết định, anh cũng không có cách nào từ chối, nhưng anh chỉ xin cô cho mình một cơ hội, chuyện của Đỗ Lan Hinh mình nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Tuy nhiên Phùng Thế Trân căn bản không nghe, tức giận trở về phòng. Kết quả Dư Chi Huệ đã ở phòng cô từ bao giờ. Dư Chi Huệ say rượu bắt đầu kể lể mình và Dương Tú Thành lưỡng tình tương duyệt, nhưng anh trai và chị dâu lại muốn cô tìm đàn ông có tiền, vì thế suốt ngày sắp xếp cô đi xem mắt, khiến Dương Tú Thành rất bất mãn. Không những vậy, anh trai và chị dâu còn nhiều lần vòi tiền Dương Tú Thành, kết quả lần này đã khiến anh ấy chạy mất. Phùng Thế Trân khuyên Dư Chi Huệ về nhà, nhưng cô ta nói mình không dám về, anh trai nợ 5.000 tệ, chủ nợ đã nói nếu gả cô cho hắn thì sẽ xóa nợ cho anh trai. Nếu lần này về cô sẽ không thể chạy đi được nữa. Dư Chi Huệ muốn mượn tiền Dung lão gia, cầu xin Phùng Thế Trân giúp mình hẹn ông ấy ra nói chuyện. Phùng Thế Trân đành phải trở lại hội trường tìm Dung lão gia. Sau đó Mạnh Tự An lặng lẽ nhắc nhở anh trai cô đang tìm cô khắp nơi, Phùng Thế Trân liền rời đi tìm anh trai. Còn Mạnh Tự An lại đi tới bên cạnh Dung lão gia, tiết lộ với đối phương mình nhìn thấy một cô gái say rượu đi vào phòng khách nhỏ. Dung lão gia nhìn quanh bốn phía không thấy Dư Chi Huệ, liền đi đến phòng khách nhỏ xem xét, phát hiện cô ta đang ngủ trên sofa. Dư Chi Huệ say rượu thuận thế ngã vào trong ngực Dung lão gia làm nũng, khóc lóc nói rằng mình đã bị Dương Tú Thành bỏ rơi, còn khen Dung lão gia chững chạc trầm ổn, là một người đàn ông đáng tin cậy. Dư Chi Huệ còn hy vọng cả đời mình không bao giờ lớn, như thế có thể luôn được dựa dẫm vào Dung lão gia. Nói xong lập tức đứng dậy chuẩn bị rót rượu cho ông ta, lại không biết cố ý hay là thật sự choáng váng, trực tiếp ngã vào trong ngực ông ta. Mà Dung lão gia trước đó xã giao uống không ít, trong cơn say rượu lại nhận nhầm Dư Chi Huệ thành Mạnh Thanh Chi, luôn gọi tên Thanh Chi, còn nói đời này cũng sẽ không để cô rời đi nữa. Ông ta giống như tiến vào mộng ảo không cách nào tự kiềm chế. Mà lúc này trong yến hội vẫn ca múa thăng bình như trước, Mạnh Tự An cố ý hỏi thăm Dung phu nhân về Phùng Thế Trân, tỏ vẻ như rất có hứng thú với cô ấy, hơn nữa còn thâm ý nói Dung lão gia dường như rất thích Phùng Thế Trân. Một câu nói nghe có vẻ tùy tiện, kỳ thật ẩn giấu mưu kế của Mạnh Tự An, khiến Dung phu nhân lập tức cảnh giác, bởi vì bà không nhìn thấy Phùng Thế Trân đâu cả, lại nhớ tới vừa rồi Dung lão gia một mình lén lút đi đến phòng khách nhỏ, liền cho rằng ông ấy đi tìm Phùng Thế Trân, vì thế vội vàng đi gọi Thím Vương và đám người Dung Gia Thượng cùng nhau đi bắt gian. Thế nhưng Dung phu nhân thật không ngờ, người ở cùng với chồng mình lại chính là cháu gái mình. Bà ta tức giận mắng Dung lão gia không phải là người, là đồ xúc sinh, sao có thể làm thế với cháu mình. Dung lão gia lại nói mình chưa bao giờ miễn cưỡng phụ nữ. Dung phu nhân nhất thời hiểu được là Dư Chi Huệ chủ động, phẫn nộ đánh cô ta một trận. Nhìn Dung phủ lộn xộn, Dung Gia Thượng lặng lẽ trốn đi. Dư Chi Huệ sợ tới mức liên tục kêu oan, nói mình không câu dẫn Dung lão gia, ông ta say rượu cứ liên tục gọi mình là chi gì đó suốt, hơn nữa còn ôm mình không buông tay. Cô không thể đẩy ra được. Lúc này Dung phu nhân mới hiểu được, chồng mình vẫn nhớ nhung Mạnh Thanh Chi đó, oán giận trong lòng bà càng thêm sâu nặng, thậm chí còn đòi ly hôn. Lại không biết chồng mình và cháu gái vốn chẳng phát sinh chuyện gì, đều là Mạnh Tự An báo thù cho chị gái mà lập mưu. Nhìn vào những gì đang xảy ra bên trong căn phòng, anh ta vui vẻ tự mình nhảy một điệu. Cách tốt nhất để đối xử với kẻ thù chính là để cho hắn chậm rãi giày vò đến chết. Mà Dư Chi Huệ nghe được gì muốn ly hôn, lại la hét đòi sống đòi chết. Chị dâu cô ta vội vàng xông vào ngăn cản, vì kiếm một khoản cũng liều mạng diễn kịch. Kết quả Dư Chi Huệ đột nhiên bị Dương Tú Thành chạy tới tát một cái. Nhìn người phụ nữ mình từng yêu thương nhất vì tiền mà biến thành bộ dạng này, ánh mắt hắn tràn ngập sự thất vọng. Sau đó lại hỏi chị dâu Dư Chi Huệ tại sao đột nhiên vào đây. Chị dâu nói là một tiên sinh họ Mạnh nói cho mình biết Dư Chi Huệ bị bắt nạt, nên mình mới lo lắng chạy tới. Dương Tú Thành nhất thời hiểu được là chuyện tốt của Mạnh Tự An làm ra. Lúc này chị dâu Dư Chi Huệ vẫn lại nhảy không ngớt, nói em chồng của mình là một khuê nữ chưa xuất giá, danh tiếng tốt đã bị trà đạp, ngụ ý là đòi bồi thường. Dung lão gia vì yên ổn mà viết một tờ chi phiếu 10.000 tệ. Dư Chi Huệ cầm lấy tiền lập tức rời đi. Sau khi giải quyết vấn đề, Dương Tú Thành tức giận đi tới sàn nhảy, đem cơn giận phát tiết lên người Mạnh Tự An, đuổi đối phương rời đi. Phùng Thế Trân nhìn biểu tình đắc ý của Mạnh Tự An, liền biết mưu kế của anh ấy đã được thực hiện. Bên này, Seoji biết rõ Dung Gia Thượng đã đính hôn với Đỗ Lan Hinh, nhưng cô vẫn thừa nhận mình đối với anh nhớ mãi không quên. Nhân cơ hội này cô biểu lộ tâm ý muốn làm vợ bé của Dung Gia Thượng, thế nhưng anh quả quyết cự tuyệt. Vì thế Seoji chỉ đành hứa hẹn sẽ không quấy rầy Dung Gia Thượng nữa, sẽ tiếp tục làm bạn với anh. Hôm sau Dư Chi Huệ cầm chi phiếu đến ngân hàng rút 10.000 tệ, gửi tiết kiệm 5.000 cho bản thân, 5.000 còn lại chuẩn bị trả nợ cho anh trai. Buồn cười là anh chị dâu vì 5.000 tệ còn lại của cô mà tranh cãi, ai cũng đòi giúp cô giữ nốt số tiền ấy. Nhìn vào ngôi nhà chán ghét này và nhớ lại những gì đã làm đêm qua, cô biết Dung lão gia sau khi tỉnh rượu chắc chắn sẽ biết mình đã lợi dụng ông ta, vì vậy quyết định rời khỏi Thượng Hải. Đêm khuya cô để lại một lá thư cho mẹ, tạm biệt ngôi nhà mình lớn lên từ khi còn nhỏ, cầm hành lý của mình đi lên con đường không xác định. Mà vì chuyện tối qua khiến Dương Tú Thành trở thành trò cười của thương hội, đồng nghiệp túng tụng bàn tán về anh, nói anh bị chú họ cướp mất vợ, vậy mà vẫn phải bán mạng cho ông ta, đúng là một con chó trung thành. Dung lão gia thấy sắc mặt Dương Tú Thành khó coi, biết hắn đối với chuyện ngày đó canh cánh trong lòng, liền khuyên hắn không nên bởi vì Dư Chi Huệ sinh hiềm khích, cũng cho hắn về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Dung gia thượng bất đắc dĩ tiếp quản công việc của Dương Tú Thành, nhưng cũng vì vậy mà ngoài ý muốn phát hiện vụ cháy ở Vấn Xuân Lý dường như không phải là chuyện ngoài ý muốn, rất có thể là do cha mình gây ra. Điều này khiến anh càng thêm áy náy với Phùng Thế Chân, nhưng anh càng sợ cô ấy biết được chân tướng sẽ rời bỏ mình trở thành kẻ thù. Mà Dương Tú Thành ngồi tàu hỏa đến Hàng Châu, lại trùng hợp gặp Đỗ Lan Hinh cũng đi Hàng Châu. Cô ta chủ động ngồi cùng một chỗ với hắn, còn cực lực xúi dục quan hệ giữa hắn và Dung lão gia, khuyên hắn nên theo đuổi Dung Phương Lâm từ lâu, như vậy sẽ không bị Dư Chi Huệ lừa gạt nữa. Dương Tú Thành không muốn nghe cô rong dài, tức giận xoay người muốn đi, nhưng Đỗ Lan Hinh vẫn không chịu dừng nói, kết quả bị hắn mạnh mẽ hôn xuống, hai người cứ như vậy phát sinh quan hệ. Bên này Seoji nói chuyện với em trai sinh đôi, hối hận lúc trước rời khỏi Dung gia thượng. Năm xưa cô ta chê bai Dung gia thượng nhà nghèo không xứng với mình, kết quả không ngờ bây giờ người ta là đại thiếu gia Dung gia, là người thừa kế đầu tiên của chuỗi cửa hàng Dung thị. Hơn nữa bây giờ anh ấy còn đã đính hôn với một thiên kim nhà giàu khác. Tuy nhiên Seoji vẫn không từ bỏ ý định, cảm thấy trong lòng Dung gia thượng vẫn có mình, bởi vì anh ấy là người trọng tình nghĩa, chỉ dựa vào tình cảm năm đó của hai người anh ấy sẽ không nỡ, mà cô ta chính là muốn lợi dụng đoạn tình cảm này, từng bước một tiếp cận lại anh ấy, không những muốn anh ấy quang minh chính đại cưới mình làm vợ cả, còn phải nghĩ hết cách nắm trong tay toàn bộ Dung gia. Sáng hôm sau khi cả nhà đang ăn sáng, Phùng Thế Chân nhận được một bó hoa tươi, khiến Dung gia thượng vẻ mặt khó chịu. Phùng Thế Chân lấy cớ dị ứng phấn hoa, bảo Tiểu Ngọc mang vứt hoa đi, mà Dung Phương Hoa nhìn tấm thiệp, trực tiếp đọc ra tên người tặng là Mạnh Tự An, khiến Dung gia thượng càng thêm khó chịu. Một bữa ăn khó nuốt kết thúc, mọi người có việc phải ra ngoài. Hai chị em Dung Phương Lâm đi xem phòng thi, mà Dung gia thượng phải đưa Hashimoto đi xem nhà. Nhưng trước khi đi, Seoji đột nhiên xuất hiện, nói rằng cha bảo mình cùng đi xem nhà. Nói xong trực tiếp đi tới ghế lái phụ của Dung gia thượng, thúc giục anh nhanh lên xe. Lại không ngờ Dung gia thượng nắm tay kéo Phùng Thế Chân lên xe, còn lấy cớ tối qua mình ngủ không ngon để cho tài xế lái xe, còn mình thì cùng Phùng Thế Chân ngồi ở ghế sau. Rõ ràng là anh không muốn tiếp xúc quá nhiều với Seoji. Trên đường đi, Seoji cố ý nhắc lại năm đó Dung gia thượng đã từng nói sẽ dẫn mình đi ngắm cảnh đẹp của Thượng Hải, bây giờ đã thành hiện thực rồi. Kết quả Dung gia thượng đáp lại khi đó mình chỉ nói chơi thôi. Sau đó anh quay sang nói chuyện với Phùng Thế Chân, không cho cô nhận hoa của Mạnh Tự An nữa. Nếu cô thích hoa thì mỗi ngày mình đều sẽ tặng cho cô. Đột nhiên có người băng qua đường, tài xế vì vậy mà phanh gấp. Phùng Thế Chân và Dung gia thượng đụng vào nhau, tóc của cô còn quấn vào cúc áo của anh. Dung gia thượng cũng không cởi ra, mặc cho Phùng Thế Chân nằm trong ngực mình. Sau đó tài xế lái xe đến công trường Vấn Xuân Lý, Dung gia thượng muốn ngăn cản đã không kịp. Anh không đành lòng để Phùng Thế Chân tiếp tục đi về phía trước, nhưng cô vẫn đi vào. Gần một nửa diện tích đất nơi này đã được khai trương thành một tòa nhà mới, một nửa còn lại vẫn chưa bắt đầu. Nhìn ngôi nhà lớn lên từ nhỏ trở thành đống đổ nát, trong lòng Phùng Thế Chân chua xót nói không nên lời, nước mắt tràn ra. Dung gia thượng nhìn cô thương tâm như thế, ôm chặt lấy cô liên tục nói xin lỗi. Dung lão gia vì tìm lại kỳ lân vàng của Mạnh Tự An, cho nên đã đăng báo tìm đồ. Lại không ngờ kỳ lân vàng này đang ở gia tộc Hashimoto. Seoji biết được chuyện này từ em trai, đối với cô mà nói đây tuyệt đối là một tin tốt. Vì thế cô ta lại một lần nữa chạy tới trước mặt Dung gia thượng, mà hôm nay cũng là kỳ thi của hai tiểu thư Dung gia. Nhìn Phùng Thế Chân rời đi với hai tiểu thư, cô ta bảo Dung gia thượng đã thay đổi rất nhiều. Kiểu cô giáo thanh bần như này ngày trước đâu thấy anh để ý tới, còn nói rằng Thượng Hải đã làm hư a thượng của mình. Rõ ràng lúc trước hai người ân ái như vậy, thế nhưng Dung gia thượng không muốn nghe cô ta lải nhải, nói thẳng hai người đã chia tay nhiều năm rồi, anh cũng sẽ không đứng ở chỗ cũ mãi chờ đợi cô ta. Thấy anh quay đầu muốn rời đi, Seoji lại nói mình biết tung tích của kỳ lân vàng, nó đang ở trong tay cha mình. Hơn nữa còn nói nếu anh có thể làm hài lòng cha mình, chiều theo ý thích của ông ấy, thì biết đâu ông ấy lại lấy con kỳ lân vàng này ra cùng anh thưởng thức, đánh giá. Đến lúc đó anh có thể nhìn kỹ, xem có phải kỳ lân vàng mình đang tìm hay không. Lúc này Triệu Hoa An mời Dung gia thượng trở về thương hội họp ban giám đốc, anh liền bảo ông ta đưa Phùng Thế Chân và hai tiểu thư về. Tiếp đó anh đi đến thương hội, phát cho mỗi người ở đây một tấm chi phiếu khổng lồ. Hành vi này không khỏi làm cho một đám tham lam lão làng càng thêm được nước lấn tới, cho rằng anh là một đại thiếu gia chơi bời lêu lổng chẳng biết gì, chỉ biết bỏ tiền ra mua chuộc lòng người. Ai ngờ mở phong bì của mình ra mới phát hiện, chi phiếu trong tay mình lại là giấy nợ. Những người trung thành nhận được tiền thưởng thì rất vui vì có thể được đại thiếu gia tán thành, mà người chiếm đoạt tham ô thì không hài lòng, phản đối mạnh mẽ. Họ ỷ vào thân phận lão thần nhiều năm, trước mặt mọi người làm khó dễ Dung gia thượng. Tuy nhiên anh không hề sợ chút nào, lấy sổ sách ra trước mặt mọi người chỉ ra việc bọn họ mua tơ lụa làm sổ sách giả. Bọn họ ở trước bằng chứng thép không nói nên lời, không ngờ hôm nay sẽ rơi vào tay Dung gia thượng. Có một tên muốn nhân cơ hội chuồn đi, anh ngờ Dung gia thượng sớm đã sai người khóa cửa lại, yêu cầu họ ký giấy nợ ngay tại chỗ, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Mọi người bị uy hiếp đành phải ngoan ngoãn làm theo, ký tên của mình vào giấy nợ. Nhưng Dung gia thượng nhìn một xấp nợ dày cộp, không hiểu cha và Dương Tú Thành rốt cuộc là quản lý thương hội như thế nào. Ngay khi anh đang cố gắng xử lý các vấn đề của thương hội, Phùng Thế Chân đang xin từ chức với Dung phu nhân, bởi vì hai tiểu thư đã thi xong, rất nhanh sẽ được nhận vào trường đại học với một điểm số tốt, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành không cần phải ở lại nữa. Lời từ chức đột ngột của Phùng Thế Chân không khỏi làm cho Dung phu nhân có chút kinh ngạc, nhưng nghe nói cô phải về nhà chăm sóc cha bị bệnh, bà ấy cũng không tiện giữ cô lại nữa. Thật ra sự rời đi của Phùng Thế Chân cũng làm cho Dung phu nhân yên tâm hơn. Tuy nhiên bà ta lại không biết đây chỉ là kế hoãn binh của cô, bởi vì cô vốn là một trong những nạn nhân gặp nạn ở Vấn Xuân Lý. Nếu hai tiểu thư đã thi xong mà cô vẫn chưa đi, tất nhiên sẽ dấy lên nghi ngờ của người khác. Thế nên cô mới quyết định chủ động xin nghỉ. Trước khi đi, Phùng Thế Chân đã nhét một lá thư chia tay vào khe cửa phòng Dung gia thượng, mục đích chính là muốn lợi dụng sự không nỡ của anh, ngày sau lại có thể trở về Dung phủ tiếp tục báo thù. Lúc Phùng Thế Chân rời đi chỉ có Tôn Di Thái đi tiễn. Từ khi được Phùng Thế Huân cứu, cô ta đã thay đổi rất nhiều, nói rất nhiều lời xin lỗi với Phùng Thế Chân, còn thừa nhận là mình hại em gái Tôn Thiếu Thanh, hy vọng nếu em gái trở về, Phùng Thế Chân nhất định phải nói với mình. Cuối cùng lưu luyến nhìn Phùng Thế Chân rời đi, chờ Dung gia thượng trở về, chỉ thấy thư chia tay mà Phùng Thế Chân để lại. Anh vội vàng chạy ra ngoài, điên cuồng lái xe đuổi theo, cho đến khi chặn được xe của cô ở ngã tư. Anh không biết lần này Phùng Thế Chân ra đi, liệu mình có còn cơ hội nữa hay không. Mà cô nhìn thấy anh đuổi theo như dự liệu, liền cố tình giả vờ khó xử. Nghe được anh chất vấn vì sao lại nghỉ việc, cô nói mình đã hoàn thành nhiệm vụ, rời đi chẳng phải là chuyện bình thường hay sao. Nhưng Dung gia thượng không muốn để cô đi, anh nói mình rất thích cô, hứa hẹn sẽ hủy hôn với Đỗ Lan Hinh rồi cưới cô làm vợ. Lắng nghe những lời này, Phùng Thế Chân mang theo nức nở nói chúng ta không thích hợp, khuyên anh sớm hết hy vọng hai người bọn họ sẽ không có kết quả. Cô tin anh có quyết tâm, nhưng vấn đề là anh không làm được, bởi vì anh không đủ sức để chống lại cha mình. Anh còn không nắm chắc được số phận của mình, làm sao có thể đảm bảo số phận của người khác đây? Hai chúng ta đã được sắp đặt sẽ không có tương lai. Dung gia thượng nghe vậy, ôm chặt lấy cô, cho cô một nụ hôn trìu mến, đại diện cho quyết tâm của mình. Phùng Thế Chân nhẫn tâm đẩy anh ra rời đi. Anh vội vàng đuổi theo, hy vọng cô hãy tin mình, cho mình chút thời gian. Nhưng cô vẫn quả quyết cự tuyệt rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô, anh âm thầm thề mình nhất định phải có được cô. Gần đây Dung gia thượng nhờ Ngũ Vân Trì điều tra về vụ Vấn Xuân Lý, rất nhanh tra được công ty Đại Thịnh thu mua đất Vấn Xuân Lý bề ngoài là một công ty bất động sản, nhưng thật ra chỉ là một cái vỏ rỗng. Mà phó giám đốc Vương Tương Lý chỉ lộ mặt khi ký hợp đồng lại là người của Dung lão gia, nghề nghiệp thật sự là phó tổng giám đốc của Công Thương nghiệp Tam Dương. Hơn nữa Công Thương nghiệp Tam Dương này là công ty do tập đoàn Dung Thị nắm giữ. Dung gia thượng chưa từng nghe nói qua Vương Tương Lý, nhưng xác định trận đại hỏa kia của Vấn Xuân Lý là do cha mình đứng sau. Anh tức giận trở về chất vấn cha mình tại sao lại độc ác như vậy, vì một mối làm ăn mà chẳng màng đến mấy trăm mạng người. Kết quả Dung lão gia lại nói những người đó đáng chết, vì họ chậm chạp không chịu chuyển đi nên ông ta bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Nhìn người cha không biết hối cải, Dung gia thượng vô cùng tức giận, hai cha con cãi nhau một trận. Cuối cùng Dung lão gia lấy ra tài liệu điều tra của Phùng Thế Chân, một mực khẳng định mục đích cô ấy đến Dung gia không thuần khiết, cảnh cáo anh đừng vì một người phụ nữ làm hỏng mọi thứ. Dung gia thượng đọc xong tất cả tài liệu, trong lòng có chút nghi hoặc, vì thế phái người theo dõi Phùng Thế Chân. Đêm khuya, Tôn Di Thái phát hiện con trai sốt cao khóc không ngừng, hốt hoảng đưa con đến bệnh viện. Nhưng đến bệnh viện lại phát hiện các bác sĩ đều đã tan làm, cũng may vừa lúc Phùng Thế Huân trực ban. Sau khi giúp đứa trẻ hạ sốt, anh nhắc nhở Tôn Di Thái bởi vì đứa nhỏ sinh non thể chất ốm yếu, mùa đông có thể bị bệnh thường xuyên đòi hỏi sự chú ý nhiều hơn. Nghe những lời đối phương quan tâm, lại nhìn nước nóng anh bưng tới, trái tim của cô không thể bình tĩnh được, cũng hối hận vì người đàn ông mình gặp năm đó không phải là anh. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, càng không có con đường hối hận, cho dù thích cũng không thể nói ra miệng. Tôn Di Thái vì hóa giải xấu hổ, hỏi Phùng Thế Huân có nhận được một chiếc khăn dệt tay hay không. Anh gật đầu nói mình đã nhận được, nhưng không biết là của ai tặng mình. Hôm đó tan làm trời lạnh nên đã dùng nó. Tôn Di Thái nói đó là do mình tự tay làm, hy vọng anh sẽ thích. Nghe được là cô tặng, Phùng Thế Huân có chút không bình tĩnh, bởi vì dù sao quan hệ giữa hai người chênh lệch không thích hợp để nhận quà. Nhưng Tôn Di Thái lại nói đó chỉ là để cảm ơn ơn cứu mạng của anh. Phùng Thế Huân nghe vậy cũng không nói thêm gì, mà Tôn Di Thái cũng không biết có phải hận Dung lão gia hay không, bắt đầu lải nhải không ngớt, nói ra rất nhiều chuyện xấu của ông ta, hơn nữa còn đem chân tướng vụ hỏa hoạn ở Vấn Xuân Lý nói cho Phùng Thế Huân. Phùng Thế Huân vẫn luôn cho rằng trận hỏa hoạn kia là ngoài ý muốn, thật không ngờ đều là Dung gia làm ra, càng không ngờ tới chính là Dung gia đại thiếu gia thích em gái của mình. Anh mơ hồ cảm thấy Phùng Thế Chân đang giấu giếm mình cái gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì em gái mình luôn đơn thuần tốt bụng. Hôm sau Dung lão gia vì tìm lại kỳ lân vàng, đi gặp doanh nhân Nhật Bản Hashimoto, cũng chính là cha của Shoji. Hashimoto rất muốn hợp tác với Dung gia, biết Dung lão gia thích nghiên cứu đồ cổ, cho nên đặc biệt lấy ra một kiện bảo vật cho đối phương xem. Nhưng rõ ràng Dung lão gia không quan tâm đến bình hoa, trực tiếp đưa ra yêu cầu muốn xem kỳ lân vàng của hắn. Hashimoto vì muốn lấy lòng Dung lão gia, lập tức lấy kỳ lân vàng ra. Sau một hồi xem xét, Dung lão gia xác nhận đây chính là kỳ lân vàng năm đó Mạnh Thanh Chi đưa cho mình. Dung gia thượng thấy vậy, mở miệng muốn bỏ ra số tiền lớn để mua lại vật này, nhưng bị Hashimoto từ chối. Thì ra ông ta có một đứa con trai lớn Tai Chi từ nhỏ sức khỏe yếu ớt nhiều bệnh, bác sĩ nói rằng hắn không thể sống đến năm 15 tuổi. Nhưng từ khi có được bảo vật kỳ lân vàng, Tai Chi mấy lần hấp hối đều chuyển nguy thành an. Ngụ ý chính là kỳ lân vàng là vật may mắn của nhà mình, không bao giờ có thể bán nó. Nghe vậy Dung lão gia chỉ có thể nghĩ cách khác. Trước khi đi, Shoji hỏi Dung gia thượng con kỳ lân vàng đó có phải thứ mà anh muốn hay không. Dung gia thượng nói là phải, nhưng cha cô dường như không muốn bán. Shoji liền nhân cơ hội đưa ra điều kiện, chỉ cần anh đồng ý hủy hôn ước với Đỗ Lan Hinh, cô nhất định sẽ thuyết phục cha để mình mang theo con kỳ lân vàng đó gả đến Dung gia. Còn tiết lộ anh cả Tai Chi từ bé đã có bệnh tim nghiêm trọng, không còn sống được bao lâu nữa, chờ anh ta chết đi rồi thì cha sẽ không coi trọng kỳ lân vàng đó nữa. Nghe được những lời này, Dung Gia Thượng có chút không thể tin được. Trước đây anh cứ nghĩ cô ta là một cô gái trong sáng tốt bụng, bây giờ mới phát hiện là mình đã nhầm. Sau khi trở về Dung phủ, Dung Gia Thượng khuyên cha mình chờ Tai Chi qua đời rồi mới đoạt lại kỳ lân vàng. Nhưng Dung lão gia không muốn đợi lâu như vậy, muốn phái người cướp kỳ lân vàng trở về. Bôn ba một ngày, Dung Gia Thượng mệt mỏi về phòng, đột nhiên nhìn thấy đèn trong phòng Phùng Thế Chân sáng lên. Anh cho rằng cô ấy đã trở lại, nhanh chóng chạy tới lại phát hiện chỉ là người hầu đang quét dọn. Vì vậy chỉ có thể mất mát rời đi. Sáng hôm sau có kết quả kỳ thi đại học, hai tiểu thư Dung gia đều thi đậu. Điều này cũng đại diện cho việc Phùng Thế Chân xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Mà từ sau khi từ chức, Phùng Thế Chân phát hiện mình bị theo dõi. Cô cố tình quay đầu đụng phải người đàn ông, chỉ để nhìn rõ dáng vẻ của đối phương. Lại không ngờ hắn là người hầu bên cạnh Dung Gia Thượng. Nhớ lại những lời nói không giải thích được của Dung Gia Thượng trước khi mình rời đi, cô không khỏi cảm thấy có phải anh ấy đã bắt đầu hoài nghi mình hay không. Cô đem theo nghi ngờ vội vã về nhà, lại nghe anh trai giới thiệu công việc cho mình. Phùng Thế Chân do dự, muốn suy nghĩ một chút rồi nói sau, sau đó hẹn anh trai gặp mặt ở nhà thờ. Lúc này Dung Gia Thượng cũng nhận được tin Phùng Thế Chân ra ngoài, lo lắng vội vã đến nhà thờ trước, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô. Lại không biết đây thật ra là âm mưu thủ đoạn của Phùng Thế Chân. Cô từ chối đến bệnh viện làm việc, khiến Phùng Thế Huân có chút tức giận, bởi vì anh cảm thấy em gái luyến tiếc Dung Gia Thượng, còn muốn tiếp tục trở về Dung phủ làm việc. Vì thế khuyên cô không nên ôm ảo tưởng nữa, hai người bọn họ không thích hợp. Phùng Thế Chân đành phải thừa nhận mình hình như đã thích Dung Gia Thượng rồi. Cô không muốn lừa anh, càng không thể lừa dối chính bản thân mình. Phùng Thế Huân khuyên em gái nên tỉnh táo một chút, trận hỏa hoạn ở Vấn Xuân Lý chính là do Dung lão gia phái người làm ra, yêu cầu cô phải cắt đứt quan hệ của mình với Dung gia. Rõ ràng anh không biết em gái sớm đã bắt đầu báo thù. Lần này đến nhà thờ cũng là chuyện nằm trong kế hoạch, cô muốn Dung Gia Thượng tin tưởng mình. Mà Dung Gia Thượng nghe được Phùng Thế Chân nói thích mình, lại nghe hai người nói chuyện, cảm thấy hối hận về hành động của mình, bởi vì anh nghĩ Phùng Thế Chân quả thật không biết chân tướng vụ cháy Vấn Xuân Lý, cho nên không có khả năng lẻn vào Dung gia báo thù. Tuy nhiên bây giờ cô ấy đã biết rồi, vậy thì anh nên đối mặt với cô ấy như thế nào đây? Đây chính là chuyện mà Dung Gia Thượng sợ nhất. Lắng nghe bước chân của Dung Gia Thượng rời đi, Phùng Thế Chân tràn đầy nước mắt. Tuy rằng vừa rồi đều là diễn xuất, nhưng câu nói thích kia là thật. Buổi tối Phùng Thế Chân trở về gặp Dung Gia Thượng ở đầu ngõ. Cô giả vờ tỏ ra ghét anh, bởi vì trong mắt anh, hiện tại cô đã biết được chân tướng vụ cháy Vấn Xuân Lý, nên cô chỉ có thể giả vờ oán giận anh vì đã giấu mình. Hiện giờ sự thật bày ra trước mắt cô, khẳng định mình sẽ không tha thứ. Nhưng Dung Gia Thượng không cam lòng buông tay Phùng Thế Chân, hy vọng cô sẽ cho mình thêm thời gian hóa giải thù hận giữa hai nhà. Kết quả cô bắt đầu từng bước ép sát, nếu muốn mình tha thứ cho Dung gia cũng được, vậy thì để Dung lão gia đăng báo công khai xin lỗi, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra còn có bồi thường xứng đáng cho tất cả các nạn nhân, nếu không mình nhất định sẽ đi báo thù. Dung Gia Thượng ngăn cản cô đừng manh động, bởi vì cha mình tàn nhẫn hơn so với tưởng tượng của cô nhiều. Cô liền đáp lại mình cũng độc ác hơn so với bề ngoài nhiều, nói xong lập tức rời đi. Sáng hôm sau, hai anh em Phùng Thế Chân nhìn thấy sự thật về vụ cháy ở Vấn Xuân Lý được đăng trên báo chí. Mặc dù biết đó là một điều tốt, nhưng họ thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là ai làm. Dung Gia Thượng tuyệt đối không thể vì mình mà bán đứng cha ruột, Phùng Thế Huân cũng nói rằng mình không làm như vậy. Vì thế Phùng Thế Chân đi tìm Mạnh Tự An, nhưng anh nói rõ không phải là mình làm, ngược lại hoài nghi là Dung Gia Thượng vì tình yêu muốn đại nghĩa diệt thân. Nhưng Phùng Thế Chân cảm thấy không có khả năng này. Bên này Dung lão gia cũng không hiểu nổi, trực tiếp đem mũi nhọn chỉ về phía Dương Tú Thành vừa mới hồi phủ. Dương Tú Thành đương nhiên không thừa nhận vì hắn chưa từng làm, nhưng vì chứng minh trong sạch, hắn lại chĩa mũi nhọn vào Phùng Thế Chân. Dung Gia Thượng không muốn nghe hắn vu hãm người mình yêu liền phản bác, hai người cứ như vậy nổ ra tranh cãi kịch liệt. Dung lão gia vội vàng ngăn cản bọn họ, ưu tiên hàng đầu là dập tắt vấn đề. Dung Gia Thượng chủ động muốn giải quyết khó khăn cho cha. Rất nhanh anh liền dẫn theo thuộc hạ xuất hiện trước mặt nạn nhân Vấn Xuân Lý. Nhìn thủ phạm ngay trước mắt, một đám người la hét đòi một lời giải thích. Người Dung Gia Thượng mang theo ai nấy đều cầm súng, mọi người không dám lộn xộn. Dung Gia Thượng làm rõ trước mặt mọi người, vụ cháy Vấn Xuân Lý không liên quan gì đến Dung gia. Người phóng hỏa thật sự nợ Dung lão gia một khoản tiền lớn, cho nên mới đem Vấn Xuân Lý chuyển nhượng với giá thấp. Nhưng các nạn nhân không tin, yêu cầu thủ phạm ra đây đối chất. Kết quả Dung Gia Thượng lại nói hung thủ vì nợ tiền đã bị Thanh Bang đánh chết. Mọi người vẫn không nghe, tất cả đều bắt đầu phản đối, cho rằng Dung đại thiếu gia lừa gạt bọn họ vô tri. Phùng Thế Chân cũng kiên quyết cùng Dung Gia Thượng tranh đấu đến cùng. Thế nhưng anh lại bồi thường cho mỗi gia đình nạn nhân một thỏi vàng. Bọn họ nhìn vào những thỏi vàng lấp lánh không khỏi động tâm, hứa sẽ ký giấy hòa giải xếp hàng để nhận tiền. Một mình Phùng Thế Chân không thể ngăn cơn sóng dữ, trước mặt mọi người lên án Dung Gia Thượng vì muốn trốn tránh tội lỗi, lấy tiền bịt miệng mọi người. Sau đó tức giận ký vào thỏa thuận bồi thường, nhận được vàng thỏi liền giận dỗi rời đi. Dung Gia Thượng vội vàng đuổi theo liên tục nhận sai với cô, hứa sẽ nhanh chóng điều tra và xử lý những người phóng hỏa. Phùng Thế Chân biết đây là anh đang cố bao che cho cha mình, cảm thấy vô cùng thất vọng và chán ghét. Cô trả lại anh chiếc vòng tay ngày trước anh đã tặng mình, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Cùng lúc đó, Georgie nóng lòng muốn gả cho Dung Gia Thượng, liền trực tiếp đến tìm Dung lão gia đàm phán. Cô ta lấy ra một bức ảnh của Đỗ Lan Hinh và Dương Tú Thành thân mật ở Hàng Châu, ý là người phụ nữ này không xứng với Dung Gia Thượng, hoàn toàn có thể bỏ cô ta để cho mình vào cửa. Cũng hứa hẹn trước mặt Dung lão gia, chỉ cần mình được gả tới đây, kỳ lân vàng tự nhiên sẽ chuyển tay trở thành bảo vật của Dung gia. Nhìn Dung lão gia vẫn còn do dự, Seorgi lại cố ý vô tình bắt đầu tiết lộ anh trai Tai Chi bệnh nặng trong người. Một khi bị kích thích hay là tái phát bệnh ở bên ngoài thì sẽ vô phương cứu chữa. Mà em trai Tai Chi ngoan cố thành tính, gia tộc Hashimoto sớm muộn gì cũng sẽ do cô ta quản lý. Dung lão gia biết nữ nhân này tâm cơ cực sâu, nhưng vẫn rất hứng thú với điều kiện của cô ta, đồng ý mình sẽ suy nghĩ kỹ. Seorgi cáo từ rời đi, ở cửa nhìn thấy Dung gia thượng trở về. Trong lòng cô âm thầm thề sớm muộn gì cũng phải ở bên anh. Dung gia thượng vừa về nhà liền đến gặp cha, Dung lão gia cũng nói ra ý đồ của Seorgi cho anh biết. Ông không ngờ cô gia vì có thể gả vào Dung gia, thế nhưng lại không từ thủ đoạn như thế, muốn mượn tay mình trừ khử anh trai cô ta. Dung gia thượng xem ảnh chụp của Dương Tú Thành và Đỗ Lan Hinh, nhân cơ hội đề xuất hủy hôn với Đỗ gia. Dung lão gia cũng biết người phụ nữ này và con trai không thích hợp, cho nên đồng ý với yêu cầu của anh. Tuy nhiên trước khi hủy hôn, anh phải đưa Đỗ Lan Hinh đi tham gia một cuộc đấu giá quan trọng và cũng gửi thư mời cho gia đình Hashimoto. Ngày giỗ mẹ đẻ Phùng Thế Chân đang đến gần, cô muốn trở về quê hương của mình ở thị trấn Bạch Liễu để tảo mộ. Thì ra cô cũng không phải con gái ruột của Phùng gia, mà là con gái nuôi. Mẹ ruột đã qua đời được 20 năm, nhưng cô vẫn luôn không thể nhớ được chuyện năm đó. Điều cô canh cánh trong lòng chính là người em trai đã thất lạc nhiều năm, cho đến nay vẫn không có tin tức gì. Mà Dung gia thượng vì muốn biết Phùng Thế Chân gần đây đang làm cái gì, bỏ tiền mua chuộc y tá trong bệnh viện, biết được Phùng Thế Huân muốn cùng Phùng Thế Chân về quê tảo mộ. Để gặp Phùng Thế Chân, anh gọi điện thoại cho giám đốc bệnh viện, cố ý để đối phương sắp xếp một cuộc phẫu thuật cho Phùng Thế Huân, khiến Phùng Thế Chân không đợi được anh trai đến, chỉ có thể lên xe một mình. Không ngờ Dung gia thượng đột nhiên đi tới chỗ ngồi bên cạnh cô, còn mang cho cô thư của anh trai. Anh liên tục xin lỗi Phùng Thế Chân, còn cố ý chuẩn bị cà phê và điểm tâm để lấy lòng. Phùng Thế Chân chán ghét tỏ ra lạnh lùng đến cực điểm đối với anh, nhưng anh vẫn mặt dày như trước muốn làm chạy việc vặt cho cô, muốn đưa cô đến nơi. Phùng Thế Chân bất đắc dĩ cùng anh đến ngôi chùa gửi cho cốt của mẹ. Cô không khỏi nhớ tới chuyện cũ khi còn bé, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen. Dung gia thượng cũng không ngờ Phùng Thế Chân là trẻ mồ côi được Phùng gia nhận nuôi. Lúc 3 tuổi, cô và em trai theo mẹ đi thăm họ hàng, kết quả là bị bọn xã hội đen truy sát. Mẹ đẻ Bạch Thị vì yểm hộ cho cô mà bị giết, em trai cho đến nay vẫn không rõ tung tích. Dung gia thượng nghe xong trong lòng thổn thức không thôi, kìm lòng không được ôm chặt lấy Phùng Thế Chân. Thì ra bọn họ đồng bệnh tương liên như thế, bởi vì anh cũng là từ khi sinh ra chưa bao giờ được gặp mẹ ruột, vẫn luôn cô độc lớn lên ở Dung gia. Để giúp Phùng Thế Chân tìm kiếm chân tướng, Dung gia thượng bất chấp sự phản đối của cô bắt đầu điều tra. Kết quả biết được mẹ đẻ của Phùng Thế Chân là người Quách Gia Trấn, trùng hợp quê hương của anh cũng là Quách Gia Trấn. Anh nói đùa không khéo cô lại là họ hàng với mình, lại không biết cầu huyết nghiệt duyên của hai người cũng sắp bắt đầu. Sau khi trở lại Dung phủ, Dung gia thượng lại thấy được người không muốn nhìn thấy, chính là Đỗ Lan Hinh. Bởi vì anh biết cô ta và Dương Tú Thành đã vụng trộm với nhau, nhưng nhìn cô ta vẫn giả ngu như cũ, liền nói thẳng Seorgi đã đem ảnh chụp lén của hai người đưa cho Dung lão gia. Đỗ Lan Hinh tức giận mắng chửi Seorgi, thừa nhận mình đã dần dần thích Dương Tú Thành, cũng cảm thấy có chút lo lắng cho hắn, bởi vì Dung lão gia biết Dương Tú Thành phản bội mình, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau đó người hầu bưng mì thịt dê đến, Đỗ Lan Hinh ngửi thấy mùi đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Dung gia thượng mơ hồ cảm thấy cô ta đã mang thai, rất có thể là của Dương Tú Thành, mà Đỗ Lan Hinh cũng cảm thấy hoài nghi nhưng không dám nói rõ, chỉ nói dối ăn nhiều hải sản dạ dày không thoải mái, bảo Dung gia thượng mau đưa mình về nhà. Bên này, bộ phim do Tiêu Bảo Lệ đóng vai chính đã nổi tiếng, Tiêu Bảo Lệ qua đêm trở thành người nổi tiếng ở bến Thượng Hải, các phóng viên ùn ùn kéo đến phỏng vấn cô. Mạnh Tử An kịp thời đến giải vây, còn vì cô mà tổ chức tiệc mừng long trọng. Phùng Thế Chân cũng được mời tham gia buổi ra mắt phim mới của Tiêu Bảo Lệ. Dung gia thượng dẫn Đỗ Lan Hinh đến tham gia, Seorgi cũng đến góp vui, nhưng cô ta lại chế nhạo Phùng Thế Chân tham dự bữa tiệc với một chiếc váy mượn. Đỗ Lan Hinh nhìn không nổi, nhắc nhở Dung gia thượng giúp Phùng Thế Chân, mà anh cũng đang muốn tìm cô ấy nói về một số manh mối mình điều tra được. Ở Quách Gia Trấn cũng không có tin tức của mẹ cô Bạch Thị. Sau khi án mạng xảy ra không lâu, có người đến tuần tra phòng báo án, nói rằng con gái của mình rơi xuống nước và mất tích. Phùng Thế Chân sợ hãi không thôi, nghi ngờ hung thủ chính là người đã báo án, muốn tìm tung tích của mình sau đó giết người diệt khẩu. Mà Dung gia thượng quyết định theo manh mối này điều tra. Phùng Thế Chân rời đi trở về bữa tiệc, đột nhiên nghe thấy một tiếng hát từ tầng 2. Cô tò mò đi đến, thấy một cậu bé ngồi xe lăn đang vẽ tranh. Nhìn thấy Phùng Thế Chân đã yêu cầu cô làm người mẫu cho mình. Trong cuộc trò chuyện, Phùng Thế Chân biết cậu bé là em trai của Mạnh Tử An, là lão cửu trong gia tộc. Phùng Thế Chân phát hiện phong cách vẽ tranh của Mạnh Cửu Thiếu đều rất u ám kinh dị. Đột nhiên cậu bé kích động điên cuồng đập phá, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Phùng Thế Chân thấy vậy vừa lo lắng vừa sợ hãi. Lúc này Mạnh Cửu Thiếu đưa tay ra nhờ cô đỡ mình dậy. Phùng Thế Chân giống như bị mê hoặc vậy, bước thẳng tới và chìa tay ra. Ai ngờ Mạnh Cửu Thiếu đột nhiên cầm lấy dao vẽ đâm về phía cô. Cũng may Mạnh Tử An kịp thời xuất hiện ngăn cản, sai người đưa Mạnh Cửu Thiếu đi. Lúc này Phùng Thế Chân đã bị dọa đến cả người phát run, mà đáng sợ hơn chính là ánh mắt hung ác của Mạnh Tử An, bởi vì cô tự ý vào phòng tranh khi chưa được phép. Anh dùng ánh mắt để cảnh cáo cô đừng nói với ai về những điều ngày hôm nay, cũng bảo cô tránh xa em trai mình một chút. Kết thúc một màn kinh hồn bạt vía, Phùng Thế Chân hoảng hốt đến bữa tiệc, lại nhìn thấy Dung Phương Lâm đang khóc. Phùng Thế Chân từ trước đến nay không phải là người nhiều chuyện, chỉ có thể cố gắng an ủi đối phương. Không biết vừa rồi Dung Phương Lâm bắt gặp Dương Tú Thành và Đỗ Lan Hinh ở cùng nhau, nghe được bí mật của họ. Sở dĩ cô ấy khóc là vì cô cũng có tình cảm với Dương Tú Thành. Phùng Thế Chân về nhà nhớ lại diện mạo của Mạnh Cửu Thiếu, cảm thấy rất giống một người nào đó nhưng không dám khẳng định. Ngày hôm sau, Phùng Thế Chân nghe cha nói chuyện trên báo chí, gần đây sẽ có một cuộc đấu giá lớn được tổ chức tại Thượng Hải. Không chỉ Dung gia, mà gia tộc Hashimoto và Mạnh Tự An cũng sẽ tham gia. Phùng Thế Chân nhớ tới lời nói của Mạnh Tự An, đoán được hắn muốn xuống tay ở hội đấu giá. Nhưng cô không biết không chỉ Mạnh Tự An sẽ ra tay, mà cha con Dung gia cũng đang âm mưu một số chuyện. Dung gia thượng tìm người mua phòng kỳ lân vàng, người bình thường căn bản nhìn không ra thật giả. Anh muốn đem kỳ lân vàng này đưa đến hội đấu giá để đấu giá ẩn danh, dùng giả loạn thật quấy nhiễu Hashimoto, từ đó đoạt lại kỳ lân vàng thật sự. Mà lúc này Hashimoto muốn đưa con trai lớn của mình đến cuộc đấu giá, tận dụng cơ hội này để quen biết danh lưu các giới Thượng Hải, tìm một nhà môn đăng hộ đối kết giao, nhưng lại lo lắng thân thể hắn chịu không nổi. Seoji chỉ chủ động đề nghị cùng đi, còn hứa sẽ chiếu cố tốt cho anh trai. Tuy nhiên trước khi đi cô ta lại sắp xếp em trai đi làm một số việc, mà Phùng Thế Chân tới tìm Tiêu Bảo Lệ cầu xin giúp đỡ, muốn lấy thân phận chủ lực tiến vào hội đấu giá, kết quả bị Mạnh Tự An bắt được ngay tại chỗ. Anh đoán được hành động này của cô vì Dung gia thượng, hứa sẽ để cô làm bạn nhảy cùng đến buổi đấu giá. Rất nhanh buổi đấu giá diễn ra đúng dự kiến, Dung lão gia mang theo cả nhà đến tham gia, mà Hashimoto mang theo Seoji và Tai Chi sau đó cũng đến. Dung gia thượng nhìn thấy Phùng Thế Chân làm bạn gái của Mạnh Tự An rất không vui. Buổi đấu giá bắt đầu, Tiêu Bảo Lệ mở ra món đồ đầu tiên, đó là một sợi dây chuyền hồng bảo thạch. Mạnh Tự An muốn đấu giá tặng cho Phùng Thế Chân, kết quả Dung gia thượng tranh đoạt không ai nhường ai. Đỗ Lan Hinh lầm tưởng Dung gia thượng đấu giá là để tặng cho mình, liền nói rõ mình không thích sợi dây chuyền này. Kết quả lại biết được anh không phải muốn tặng cho mình. Cuối cùng Dung gia thượng và Mạnh Tự An không ai nhường ai, đấu giá lên đến 2000 tệ. Dung gia thượng chủ động từ bỏ, mà Mạnh Tự An thì tự tay đeo dây chuyền cho Phùng Thế Chân. Nhìn hành động của hai người họ, Dung gia thượng không thể chịu đựng được tìm Phùng Thế Chân lý luận, chỉ trích cô không nên đi theo Mạnh Tự An tham gia đấu giá, còn hoài nghi cô vì Mạnh Tự An nên mới từ chối mình. Bị mỉa mai, Phùng Thế Chân chỉ trích Dung gia thượng chân đạp hai thuyền. Dung gia thượng lo lắng giải thích mình sẽ sớm giải quyết chuyện của Đỗ Lan Hinh, hơn nữa cũng sẽ không ở bên Seoji, chỉ xin cô cho mình thời gian nửa năm. Thế nhưng Phùng Thế Chân không đợi được, nhắc nhở anh không được kéo mình vào vũng lầy này. Dung gia thượng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này Phùng Thế Chân mơ hồ cảm thấy tối nay sẽ có chuyện lớn xảy ra, vì thế đồng ý cho Dung gia thượng một cơ hội, muốn anh đi với mình ngay bây giờ. Nhưng anh không hiểu nỗi khổ của cô, lại nói cha và Dung gia vẫn còn cần mình, anh cần phải hoàn thành chuyện muốn làm rồi mới rời đi. Phùng Thế Chân vì thế mà vô cùng bất đắc dĩ, cô chung quy vẫn là đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng anh, mà chuyện khiến cô trở tay không kịp cũng xảy ra. Mạnh Tự An lo lắng Phùng Thế Chân chịu ảnh hưởng của Dung gia thượng, phá hủy kế hoạch mình, liền cố ý lừa gạt cô nói bạn tốt Tiêu Bảo Lệ uống say, bảo cô đi xem thế nào. Phùng Thế Chân tin tưởng đi theo, kết quả bị nhốt vào một gian phòng. Mạnh Cửu Thiếu cũng ở bên trong, hắn nói cha ruột của mình đang ở trong yến hội, mà người ở nơi này đều là thuộc hạ của Mạnh Tự An. Hôm nay Mạnh Tự An sẽ thay hắn giết chết kẻ xấu cướp danh phận của hắn. Phùng Thế Chân càng nghĩ càng thấy không ổn, lập tức đoán được Mạnh Cửu Thiếu là con trai của Dung lão gia. Nếu như vậy Mạnh Tự An là muốn giết Dung gia thượng, trả lại cho Dung lão gia một đứa con trai khuyết tật. Cô muốn ra ngoài cứu Dung gia thượng, nhưng Mạnh Cửu Thiếu khuyên cô sớm hết hy vọng, bởi vì Mạnh Tự An đã sắp xếp chú đáo, mà Mạnh Tự An căn bản cũng không quan tâm Dung lão gia có cúi đầu xin lỗi hay không, thứ hắn muốn chính là mạng của Dung gia thượng. Dung gia thượng trong bữa tiệc không hề hay biết, lúc này hàng nhái của kỳ lân vàng cũng được long trọng đẩy ra, mọi người thì thầm bàn tán, Hashimoto cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Kỳ lân vàng rõ ràng cất giữ ở nhà mình, tại sao lại xuất hiện ở hội đấu giá, lập tức lo lắng phân phó Taiji chạy về nhà kiểm tra. Sau khi Taiji rời đi, thuộc hạ của Dung gia cũng theo đuôi mà đi, đồng thời Taiji lại bắt đầu co giật, đột nhiên ngất xỉu trên mặt đất. Seoji vội vàng lấy thuốc cứu mạng ra đút cho anh trai. Bên ngoài vô cùng lộn xộn, Phùng Thế Chân trong phòng cũng vô cùng lo lắng. Cô không thể để Mạnh Tự An đại khai sát giới, lại càng không thể để người mình yêu và người vô tội chết đi. Nhưng bây giờ quan trọng là làm thế nào để ra ngoài. Cô suy nghĩ về phong cách vẽ của Mạnh Cửu Thiếu, đầu nhanh chóng nảy số nhất thời tìm được manh mối. Trong ý thức của Mạnh Cửu Thiếu vô cùng chờ mong tình mẫu tử, mà Phùng Thế Chân chính là lợi dụng điểm này ép hỏi chìa khóa. Sau khi thuận lợi có được chìa khóa, cô lừa gạt vệ sĩ nói Mạnh Cửu Thiếu phát bệnh. Thừa lúc hai người họ đi vào xem xét nhanh chóng khóa trái cửa, mà lúc này Dung gia thượng đã đấu giá được kỳ lân vàng, cũng chính là thời khắc anh lên sân khấu nhận hàng, một tay súng bắn tỉa ẩn trong góc chuẩn bị ra tay. Phùng Thế Chân nhìn thấy liều mạng chạy như điên, Mạnh Tự An nhìn thấy cô cuối cùng lại vì một người đàn ông mà phản bội mình, vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ. Phùng Thế Chân vào phút chót nhào về phía Dung gia thượng cứu anh một mạng. Với tiếng súng vang lên, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Trong lúc tức giận, Mạnh Tự An ném khăn tay màu trắng ra, đại diện cho một trận giết chóc bắt đầu. Mà trong hồng môn yến này, Tai Chi bị kích thích trực tiếp qua đời. Đỗ Lan Hinh bị ngoại lực va chạm giữa chân chảy ra máu tươi, đứa trẻ trong bụng đang gặp nguy hiểm. Dương Tú Thành lo lắng ôm cô rời đi, mà Dung lão gia lại một lần nữa vì giữ mạng mà vứt bỏ vợ con không màng. Kết quả vừa ra khỏi cửa đã bị cảnh sát nổ súng bắn nhầm. Dung phu nhân lạc mất con gái trong lúc chạy trốn, bảo Triệu Hoa An mau quay lại tìm. Cùng lúc đó Ngũ Vân Trì bảo vệ hai tiểu thư Dung gia rút lui, thế nhưng trong lúc hỗn loạn đã để lạc mất Dung Phương Hoa. A Văn ngăn cản Phùng Thế Chân tiếp tục ngu ngốc, bởi vì phản bội Mạnh Tự An kết cục đều là chết. Nhưng Phùng Thế Chân không nghe, cô không muốn đi theo một người lạm sát người vô tội như vậy, mà mục tiêu của Mạnh Tự An vẫn luôn là Dung gia thượng. Anh rất nhanh bị Mạnh Tự An khống chế. Theo sự xuất hiện của Mạnh Cửu Thiếu, Dung gia thượng không thể bình tĩnh được nữa. Anh không ngờ mình còn có một em trai, hơn nữa em trai vừa gặp mặt đã yêu cầu giết mình. Rõ ràng đây là con của Mạnh Thanh Chi và cha. Trong lời nói của Mạnh Tự An, Dung Gia Thượng mới biết hắn muốn giết mình để cho Mạnh Cửu Thiếu thay thế tiến vào Dung Gia. Mắt thấy Mạnh Tự An sắp thành công, Phùng Thế Chân đột nhiên xuất hiện cầm súng nhắm vào hắn, đe dọa hắn thả Dung Gia Thượng rời đi. Mạnh Tự An vì thế vô cùng bất lực, chỉ có thể tùy ý hai người bắt mình chạy trốn. Nhìn hai người rời đi, hắn dẫn theo thuộc hạ bắt đầu truy đuổi, mà Dung Gia Thượng cố ý dẫn bọn họ đi vòng quanh, trực tiếp dẫn Mạnh Tự An vào địa bàn Dung Gia. Anh biết cha mình có lỗi với Mạnh gia, cho nên cũng không muốn làm khó hắn, chỉ muốn hắn cùng mình về ký vài bản hợp đồng, chờ Kỳ Lân vàng vật về nguyên chủ, mình sẽ đích thân hộ tống hắn và Mạnh Cửu Thiếu lên thuyền về Mỹ. Mà Mạnh Tự An rõ ràng đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, bởi vì hắn biết chuyện tối nay là do Phùng Thế Chân quấy nhiễu mà bị hỏng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho hai người hạnh phúc bên nhau. Vì thế lớn tiếng gọi Phùng Thế Chân xuống xe ôn chuyện cũ, kết quả lại nhìn thấy cô ấy đã vứt sợi dây chuyền mình tặng đi. Dung Gia Thượng thấy vậy, lại cố ý lấy ra vòng tay lần trước đeo lại cho cô. Mạnh Tự An lửa giận ngập trời, trực tiếp nói ra Phùng Thế Chân chính là nội gián của mình ở Dung Gia, tất cả mọi chuyện của Dung Gia đều do cô gây ra. Dung Gia Thượng không thể tin được nhìn người phụ nữ mình yêu, nhưng cũng không nói lời nào. Lúc này Mạnh Tự An vẫn đang điên cuồng phát tiết, Phùng Thế Chân chỉ có thể thừa nhận tất cả, nhưng cũng nói rõ mình sẽ không bán mạng cho hắn nữa. Từ nay chuyện của mình và Dung Gia Thượng không khiến hắn phải nhọc lòng. Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện mấy người cầm súng, lại một lần nữa bắt đầu kịch chiến. Dung Gia Thượng đưa theo Phùng Thế Chân muốn rời đi, nhưng do khói dày đặc cô bị Mạnh Tự An kéo đi mất. Đợi đến khi Dung Gia Thượng phản ứng lại thì đã quá muộn. Anh muốn dẫn theo thuộc hạ đuổi theo, nhưng họ lại thông báo lão gia bị trúng đạn, nhị tiểu thư mất tích, Dung phủ hiện tại rất hỗn loạn. Dung Gia Thượng chỉ có thể bỏ lại Phùng Thế Chân chạy tới bệnh viện trước. Dung phu nhân nhớ tới Dung lão gia không để ý đến vợ con một mình chạy trốn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bà đứng ra vạch trần ông ta đã từng có vợ và con trai con gái ở nông thôn, sau đó nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ cưới mẹ Dung Gia Thượng. Dung Gia Thượng vô cùng kinh ngạc, muốn xác nhận với Triệu Hoa An, nhưng hắn lại cực lực thanh minh cho Dung lão gia, khẳng định ba mẹ con kia bị ôn dịch mà chết. Bên này Mạnh Tự An phẫn nộ kéo Phùng Thế Chân về nhà, hắn không ngờ cô vì một người đàn ông lại không ngần ngại mà phản bội mình. Hai người cãi nhau một trận, mà Mạnh Tự An rõ ràng có thể giết cô, nhưng người đàn ông bản tính lạnh lẽo này lại đem lòng yêu cô từ lâu, cho dù cô đã làm hỏng việc lớn của mình, anh vẫn kìm nén sự tức giận, sau đó nói ra toàn bộ ân oán của hai nhà Mạnh Dung. Năm đó Dung lão gia dụ dỗ Mạnh Thanh Chi hút thuốc phệ, sau khi chị ấy nghiện rồi liền đem kỳ lân vàng của tổ tiên thế chấp cho Dung lão gia đổi lấy thuốc phệ. Một ngày nọ Mạnh lão gia phát hiện Thanh Chi chưa chồng mà chửa, khi đó cái thai đã lớn hoàn toàn không thể phá. Trong cơn giận dữ ông ấy đã đưa con gái đến Mỹ để cô ấy cô độc sinh ra Mạnh Cửu Thiếu. Mạnh Thanh Chi phẫn hận thành bệnh, cả ngày điên đi khùng khùng, cuối cùng tự kết liễu trước mặt Mạnh Cửu Thiếu. Mạnh Cửu Thiếu đáng thương từ nhỏ đã nhiễm bệnh, lại bị ảnh hưởng bởi thuốc phèn từ trong bụng mẹ. Một ngày nọ hắn phát bệnh nhảy thẳng từ cửa sổ lầu 2 xuống, kết quả bị gãy chân trở thành tàn tật suốt đời. Phùng Thế Chân nghe Mạnh Tự An kể lại mặc dù có chút đáng thương, nhưng cô càng không thể nhìn hắn vì báo thù mà tàn phá rất nhiều cuộc sống vô tội. Sau đó Mạnh Tự An khuyên Phùng Thế Chân hết hy vọng với Dung Gia Thượng, bởi vì Dung Gia Thượng đã biết mục đích thực sự của cô đến Dung Gia, cho nên sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu, càng sẽ không bỏ qua cho gia đình cô, khuyên cô nên rời Thượng Hải càng sớm càng tốt. Nhưng Phùng Thế Chân do dự, cô cảm thấy Dung Gia Thượng không phải là người như vậy, nhưng cô cũng thật không ngờ Mạnh Tự An lại thả mình rời đi. Phùng Thế Chân nói một câu cảm ơn, khập khiễng muốn rời đi, lại đột nhiên nghe nói Dung Phương Hoa đang bị nhốt ở chỗ này. Cô vội vã đến cứu người ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy Dung Phương Hoa, không ngờ cô ấy đã bị thuộc hạ của Mạnh Tự An làm nhục. Mạnh Tự An liên tục giải thích mình không biết chuyện này, nhưng Phùng Thế Chân căn bản không tin, một mình lái xe cứu Dung Phương Hoa rời đi. Cô muốn đưa đối phương đến bệnh viện để điều trị, bởi vì cô ấy chảy rất nhiều máu, nhưng Dung Phương Hoa sợ bị người ta biết ngày sau không còn mặt mũi gặp ai. Phùng Thế Chân nói với cô ấy, mình sẽ đưa cô đến bệnh viện mà anh trai mình làm việc, sẽ không ai biết đâu. Cùng lúc đó, Dương Tú Thành cũng đưa Đỗ Lan Hinh bị xuất huyết nặng đến bệnh viện này. Sau khi cấp cứu, Dương Tú Thành lấy tiền ra đưa cho Phùng Thế Huân, muốn nhờ anh giúp mình giữ bí mật chuyện Đỗ Lan Hinh mang thai. Phùng Thế Huân khéo léo từ chối, cũng hứa sẽ không nói ra chuyện này. Đỗ Lan Hinh lo lắng chuyện mang thai lộ ra, muốn ngày mai cùng Dương Tú Thành rời khỏi Thượng Hải, nhưng hắn sau khi cân nhắc nhiều lần, đau khổ cầu xin cô bỏ đứa trẻ này, bởi vì hắn không thể từ bỏ cuộc sống hiện tại của mình, càng sợ cô đi theo mình chịu khổ, đi nơi khác càng phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng, vì thế khuyên cô ở lại làm vợ nhà giàu. Đỗ Lan Hinh nhất thời vô cùng thất vọng, mình vậy mà lại gặp phải một tên cặn bã, chỉ có thể rơi nước mắt lựa chọn chia tay với Dương Tú Thành. Mà Phùng Thế Chân mạo hiểm mưa to đưa Dung Phương Hoa đến bệnh viện, bảo anh trai giúp mình tìm một nữ bác sĩ kiểm tra cho cô ấy. Phùng Thế Huân nhìn thấy em gái bị thương chật vật không chịu nổi, vội vàng băng bó vết thương cho cô, cũng truy hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Phùng Thế Chân không muốn anh trai lo lắng, đành phải đem lai lịch sự tình nói cho anh nghe. Lúc này Dung lão gia bị thương nặng được cấp cứu kịp thời đã thoát chết, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Dung lão gia vừa ổn định thì Ngũ Vân Trì chạy tới thông báo đã tìm được Dung Phương Hoa. Sau khi đến thì nhìn thấy Vương Di Thái thương tâm khóc lớn. Lúc này mọi người mới biết Dung Phương Hoa bị lăng nhục. Ngũ Vân Trì vì chuộc tội mà hứa hẹn sẽ cưới cô ấy, bởi vì anh đã đưa cô ấy đến buổi đấu giá, cảm thấy mình không bảo vệ tốt cho cô ấy. Nhìn em gái suy sụp, Dung Gia Thượng chỉ có thể cố gắng an ủi cô. Dung Phương Hoa nói cho anh biết, người khi nhục mình là thuộc hạ của Mạnh Tự An, còn nói là Phùng Thế Chân phá cửa vào cứu mình, đưa mình đến bệnh viện. Dung Gia Thượng trong lòng thổn thức không thôi, lập tức đến phòng bệnh để gặp cô ấy, nhưng bị Phùng Thế Huân ngăn cản. Dung Gia Thượng chỉ có thể ra lệnh cho thuộc hạ giữ anh ấy lại. Nhìn thấy Phùng Thế Chân đang ngủ say, anh không khỏi nhớ tới từng kỷ niệm của hai người, cũng nhớ tới tất cả những lời Mạnh Tự An nói. Nhưng như vậy anh vẫn không đành lòng tổn thương cô, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc lộn xộn của cô rồi dẫn theo thuộc hạ rời đi. Kết quả anh vừa mới về tới Dung phủ, lại phát hiện mình tuy rằng đạt được kỳ lân vàng thật sự, nhưng chuyện Đỗ Lan Hinh vụng trộm với Dương Tú Thành đã bị COG công khai trên báo, dẫn đến liên hôn của hai nhà Dung Đỗ bị hủy hoại hoàn toàn. Đỗ lão gì vì quá tức giận, không chỉ tát một cái khiến Đỗ Lan Hinh sảy thai, còn đuổi cô rời khỏi Thượng Hải. Dung Gia Thượng không đành lòng nhìn cô ấy thê thảm như vậy, liền đem của hồi môn của cô lén lút trả lại cho cô, cũng cho thêm một ít tiền để cô sống tốt. Đỗ Lan Hinh thấy vậy rơi nước mắt hối tiếc, hối hận vì đã mù quáng yêu nhầm người. Lại thuận miệng hỏi một câu Dương Tú Thành xử lý như thế nào. Dung Gia Thượng hỏi ngược lại cô muốn tôi xử lý thế nào. Đỗ Lan Hinh chỉ hận không thể giết hắn, nhưng nghĩ lại thì hắn cũng có sai gì đâu, chẳng qua chỉ là một người đàn ông không muốn chịu trách nhiệm mà thôi. Bên này Dương Tú Thành bị truy nã khắp nơi bắt đầu chạy trốn. Dung Phương Lâm đối với hắn vẫn có tình cảm không buông xuống được, không muốn hắn mất mạng. Vì thế cố tình lén đưa hắn đến nhà ga, cũng là nói lời tạm biệt cuối cùng cho một tình yêu chưa bao giờ tồn tại. Nhìn Dương Tú Thành rời đi, cô không nhịn được đau lòng khóc nức nở. Mà Dương Tú Thành cứ nghĩ mình có thể thành công trốn thoát, kết quả lại phát hiện nhà ga cũng toàn là lệnh truy nã của mình, vì vậy chỉ có thể nhanh chóng quay về. Mặt khác Phùng Thế Chân tĩnh dưỡng xong, cũng chuẩn bị rời Thượng Hải đến Bắc Bình. Nhưng trước khi đi, Mạnh Tự An lại để Tiêu Bảo Lệ đến trả lại cho cô chiếc vòng tay bị mất, ngụ ý là cô hạnh phúc là tốt rồi. Phùng Thế Chân cũng nghe được Dung Gia Thượng vì trả thù cướp sạch ngân hàng tư nhân ngầm của Mạnh Tự An, tuy nhiên tất cả số tiền đó anh ấy đều quyên góp cho trại trẻ mồ côi và bệnh viện. Phùng Thế Chân nhớ lại tất cả mọi thứ với Dung Gia Thượng, cảm thấy giống như một giấc mơ lớn. Lần này rời đi cô chỉ muốn hoàn toàn quên đi anh ấy. Ngày rời đi, Phùng Thế Huân tiễn Phùng Thế Chân đến nhà ga. Cùng lúc đó, Dung Gia Thượng đi tới căn phòng Phùng Thế Chân từng ở, vô tình phát hiện một chiếc áo khoác trong hộp dưới gầm giường. Cúc trên áo bị thiếu mất một cái, anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngày đó ở kho vũ khí đạn dược mình nhặt được một chiếc cúc áo giống hệt, vì vậy kết luận người âm thầm cứu mình lần đó chính là Phùng Thế Chân. Anh nhất thời hiểu được nỗi khổ tâm của cô, càng thấy rõ trái tim của mình vẫn không cách nào buông bỏ. Dung Gia Thượng vội vã đến nhà ga, điên cuồng ôm lấy Phùng Thế Chân cùng cô lên tàu đến Bắc Bình. Sau khi vào phòng riêng, Dung Gia Thượng kìm lòng không được hôn xuống. Mà Phùng Thế Chân thấy tình yêu anh dành cho mình cố chấp như thế cũng hoàn toàn sụp đổ, đáp lại tình yêu của anh. Sau đó hai người xuống tàu ở Nam Kinh, trước tiên đến khách sạn nhận phòng rồi cùng nhau đi ăn. Dung Gia Thượng nhân cơ hội tìm hiểu sở thích và lịch sử yêu đương của Phùng Thế Chân. Cô thừa nhận hồi còn đi học đã từng yêu đương với giáo viên tiếng Anh. Dung Gia Thượng nghe xong trong lòng chua xót, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Phùng Thế Chân thấy vậy thì không nhịn được cười. Sau khi ăn xong thấy anh vẫn còn ghen, cô mới nói thật vừa nãy mình chỉ trêu anh thôi. Dung Gia Thượng vì vậy mới nở lại nụ cười, không cho cô yêu người khác nữa. Trên trời đột nhiên mưa to, Dung Gia Thượng vội vàng cởi áo khoác bên ngoài che chở Phùng Thế Chân chạy về khách sạn. Đến cửa phòng hai người vẫn không nỡ tách ra, cuối cùng tình nồng ý đậm không kìm được cùng nhau qua đêm. Sáng hôm sau, Phùng Thế Chân tỉnh lại nhìn thấy Dung Gia Thượng bên cạnh, trong lòng cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cô muốn nhanh chóng đi tới Bắc Bình gửi điện báo về cho anh trai, nếu không anh ấy sẽ lo lắng. Dung Gia Thượng bảo cô đừng lo, mình có cách, sau đó dẫn cô đi trực thăng chạy tới Bắc Bình. Trong những ngày tiếp theo, hai người cùng nhau du ngoạn chung quanh Bắc Bình, tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Mỗi ngày họ đều dính nhau như sam, nói chuyện trên trời dưới đất, những lời tình cảm nói mãi không bao giờ hết. Hôm nay hai người đi dạo cửa hàng đồ cổ, Georgie đột nhiên xuất hiện. Cô ta lấy cớ đến Bắc Bình làm việc, mặt dày muốn mời Dung Gia Thượng cùng nhau ăn cơm, nhưng anh vô cùng chán ghét cô ta quả quyết cự tuyệt. Georgie đành phải tức giận rời đi. Vài ngày sau, Dung Gia Thượng đột nhiên nhận được điện thoại của thuộc hạ, biết được cha mình sắp tỉnh lại, hơn nữa còn tra được thân thế của Phùng Thế Chân. Anh liền giấu Phùng Thế Chân vội vàng nói lời tạm biệt với cô, hứa hẹn 2 ngày nữa mình sẽ trở lại. Mà Georgie vẫn chưa từ bỏ ý định, trực tiếp đến khách sạn tìm Dung Gia Thượng. Kết quả người mở cửa lại là Phùng Thế Chân. Nghe nói Dung Gia Thượng đã trở về Thượng Hải, Georgie chỉ có thể lấy cớ mời Phùng Thế Chân ăn cơm, sau đó nhân cơ hội hỏi thăm tình cảm của cô ấy và Dung Gia Thượng. Phùng Thế Chân tiết lộ mình muốn định cư ở Bắc Bình. Georgie miệng thì ra vẻ tiếc nuối hai người bọn họ phải ở hai nơi khác nhau, nhưng trong lòng lại vui vẻ nở hoa. Phùng Thế Chân lại nói chuyện tình cảm hợp tan đều có số, mọi thứ phải xem duyên phận không thể cưỡng cầu, nếu đã là của mình thì không thể trốn thoát. Bên này Dung Gia Thượng trở lại Dung phủ, phát hiện một chân tướng mà anh không thể chấp nhận được, đó là Phùng Thế Chân rất có thể là chị gái của anh. Theo như điều tra, ở thị trấn Đại Dung có nhà họ Tiền, sau khi người đàn ông nhà này góa vợ đã cưới một quả phụ, còn dẫn theo một cô con gái. Cô con gái này chính là Bạch Thị, sau khi lớn lên Bạch Thị được gả đến Quách Gia Trấn, sinh được một trai một gái. Theo như em gái của Bạch Thị là Tiền Thị nói, thì chị gái cô ấy được gả đến Dung gia. Lúc này Dung Gia Thượng lấy ra một bức ảnh, người trong ảnh chính là Bạch Thị và chồng cô ấy. Anh không thể tin được mình và Phùng Thế Chân là chị em ruột, nhưng nhân chứng vật chứng xác thực bày ra trước mắt. Thuộc hạ an ủi nói có thể đây là họ hàng của anh và Phùng Thế Chân cũng chưa chắc đã là chị em ruột. Đột nhiên Dung Gia Thượng muốn diệt khẩu đối phương, bởi vì chỉ cần giết hắn thì sẽ không còn ai biết Phùng Thế Chân là chị gái của mình, hai người họ vẫn có thể bên nhau. Nhưng cuối cùng anh vẫn không đành lòng ra tay tàn nhẫn với người trung thành nhiều năm, vì vậy đã dùng con trai hắn uy hiếp, không cho hắn được tiết lộ bất kỳ thông tin nào. sau đó ra lệnh cho hắn đưa Tiền Thị đến Thượng Hải, cũng chính là người thân còn sót lại của Phùng Thế Chân. Anh sẽ tự mình điều tra, hy vọng đây là một sự hiểu lầm. Hôm nay Dung lão gia đã tỉnh lại, nhưng vì viên đạn làm tổn thương cột sống, cho nên ông ta không thể đứng dậy nữa, cả ngày cáu kỉnh buồn bực không vui. Nhìn thấy Dung gia thượng, ông tức giận chỉ trích con trai làm việc không đáng tin cậy, không chỉ hủy hoại hôn ước của hai nhà Dung Đỗ, còn mềm lòng đến cả sính lễ đã đưa cũng không đòi về. Dung gia thượng không thể nhịn được nữa, trong lòng rất tức giận cãi nhau với cha. Sau một cuộc cãi vã, Dung lão gia ép con trai trả lại con dấu cho mình, nhưng Dung gia thượng đương nhiên không chịu. Anh khuyên cha đừng nói loạn nữa, từ nay Dung gia sẽ do anh quản lý, sau đó sai người tiêm cho cha một mũi để ông ấy an phận một chút. Trong những ngày tiếp theo, Dung gia thượng cho cha hút thuốc, rồi nhân cơ hội muốn hỏi ra sự thật từ miệng của ông ta, hỏi xem có phải trước khi cưới mẹ mình, ông ta vẫn còn có vợ con hay không. Nhưng Dung lão gia một mực khẳng định Dung gia thượng là đứa con đầu lòng của mình, là đứa con trai duy nhất, cũng không có chị gái nào hết. Dung gia thượng không dám khẳng định lời cha nói là thật hay giả, chỉ có thể chờ đợi thuộc hạ đưa gì tiền đến. Mà lúc này Dương Tú Thành không cách nào chạy trốn, trực tiếp lựa chọn nương tựa Mạnh Tử An. Để khiến đối phương tin tưởng mình, hắn đã nói ra một bí mật lớn. Mạnh Tử An lập tức mang theo bí mật này trực tiếp đến tìm Phùng Thế Chân, đưa cho cô một bức ảnh. Phùng Thế Chân không rõ dụng ý của hắn liền nói thẳng Dung gia thượng rõ ràng đã điều tra ra thân phận thật sự của mẹ cô, nhưng lại không dám nói với cô. Đó là bởi vì cha của cô chính là Dung lão gia. Phùng Thế Chân không tin, châm chọc nói mình vẫn còn một cậu em trai mất tích, chẳng lẽ cũng là Dung gia thượng hay sao? Nhưng Mạnh Tử An do dự, bởi vì tuổi tác của Dung gia thượng với người em mất tích không khớp. Tuy nhiên hai người rất có thể là chị em cùng cha khác mẹ. Mạnh Tử An vốn là có ý tốt, muốn Phùng Thế Chân biết được tất cả chân tướng, nhưng cô bướng bỉnh lại ghét bỏ anh xen vào việc của người khác. Mạnh Tử An bất đắc dĩ chỉ có thể chờ cô nghĩ kỹ rồi tới tìm mình, bởi vì anh đã tìm thấy người biết chuyện năm đó, mà người này cũng là người Dung gia thượng muốn tìm. Phùng Thế Chân suy nghĩ suốt một đêm, cũng không nghĩ ra nguyên nhân, càng không thể tin vào những điều như vậy. Vì thế cô lựa chọn đi theo Mạnh Tử An trở về Thượng Hải gặp người kia. Cùng lúc đó, hai nhóm người đang ở trên xe lửa tranh giành Tiền Thị. Cuối cùng A Văn thông minh dùng chiêu dương đông kích tây dụ thuộc hạ của Dung gia thượng đi, thuận lợi cướp được Tiền Thị. Dung gia thượng biết được thuộc hạ làm mất người lo lắng vạn phần, sợ rằng Phùng Thế Chân sẽ biết được chân tướng, nhưng sợ điều gì thì điều đó đến. Phùng Thế Chân dưới sự giúp đỡ của Mạnh Tử An rốt cục cũng gặp được gì của mình. Tiền Thị vừa gặp mặt đã mở miệng gọi cô một tiếng chị cả, bởi vì cô rất giống với mẹ mình Bạch Thị. Tiền Thị khẩn cấp xác nhận nốt ruồi đỏ phía sau cổ Phùng Thế Chân, càng thêm xác định cô chính là con gái của chị gái Bạch Thị và Dung lão gia. Sau đó bà ấy bắt đầu một năm một mười kể lại thân thế của Phùng Thế Chân. Phùng Thế Chân tên thật là Dung Phương Trinh, lúc Dung lão gia rời khỏi quê hương đi làm ăn, Bạch Thị đã mang thai đứa con thứ hai. Một thời gian sau Dung lão gia phát tài ở Thượng Hải, vốn định đón vợ con đến Thượng Hải hưởng phúc, ai ngờ ba mẹ con lại không may bị bệnh qua đời. Thời điểm Dung lão gia an táng, bọn họ cũng bị nhiễm bệnh, còn lây nhiễm cho cả Dung gia, liên lụy cả Dung gia đều bị bệnh qua đời. Dung lão gia vì vậy chỉ có thể bán mảnh đất ở quê rồi đi Thượng Hải, không về quê nữa. Sau đó Tiền Thị cũng gả đến Quảng Châu, chuyện sau này cũng là nghe nói. Phùng Thế Chân khóc lóc kể lại chuyện bọn họ bị hại năm đó, còn lấy ra bức ảnh để dì giúp mình xác nhận, muốn biết cha mình là ai. Tiền Thị nhớ rõ ràng Dung lão gia là một người tốt có ơn tất báo, đối xử với vợ con cũng vô cùng yêu thương, càng không thích trêu hoa chọc cỏ. Cũng nói ra tên ở nhà của ông ấy là A Hòa. Phùng Thế Chân cố gắng nhớ lại, cảm thấy cái tên này rất quen nhưng không nhớ ra rốt cuộc đã nghe ở đâu. Mạnh Tử An không đành lòng nhìn Phùng Thế Chân tiếp tục đau lòng, chỉ có thể sai người sắp xếp Tiền Thị tạm thời ở lại nhà mình. Bên này Dung gia thượng đến thăm cha, khuyên ông ta tiếp nhận trị liệu, nhưng Dung lão gia chửi bới con trai, chỉ trích anh hoàn toàn hủy diệt gia nghiệp Dung gia, đóng tất cả quán thuốc phèn của mình. Dung gia thượng thì một lòng muốn dẫn dắt Dung gia đi vào con đường chính đạo, nhưng Dung lão gia không cam lòng giang sơn mà tâm mình vất vả đánh hạ bị hủy hoại trong chốc lát, không ngừng chửi mắng con trai. Mặc cho Dung gia thượng khổ sở khuyên nhủ cũng vô ích. Lúc này Dung gia thượng lại khuyên Dung lão gia nói ra chân tướng trước kia, ông ta liền đòi hút thuốc, chỉ cần anh trả lại thuốc cho mình, ông ta sẽ kể cho anh sự thật. Dung gia thượng vì vậy chỉ đành đồng ý. Dung lão gia sau khi hút vài điếu, liền nói sau khi mình kết hôn thì tới Thượng Hải làm ăn. Bạch Thị không chịu nổi cô đơn nên đã vụng trộm với anh em tốt của ông ta là A Hòa, còn sinh cho hắn một trai một gái. Sau đó ba mẹ con họ cùng A Hòa bỏ trốn, kết quả nửa đường bị hại mất mạng. Dung gia thượng bán tín bán nghi, hỏi A Hòa đâu. Dung lão gia liền đáp biến mất rồi, các người sẽ không tìm được hắn nữa đâu. Dung gia thượng muốn hỏi thêm nữa, nhưng lúc này ông ta đã ngủ thiếp đi. Hôm sau, Mạnh Tử An gọi Dương Tú Thành tới, bảo hắn giải thích chân tướng cho Phùng Thế Chân. Dương Tú Thành mua chuộc được một thân tín của Triệu Hoa An, biết được Dung lão gia tên thật là Tần Thủy Căn, rất có thể ông ta đã mạo danh thay thế Dung lão gia thật sự. Mà Dung gia sở dĩ diệt môn chính là do Tần Thủy Căn vì để che giấu chân tướng mà ra tay. Phùng Thế Chân nhất thời không thể bình tĩnh, bởi vì Dương Tú Thành nói có căn cứ, cô quyết định điều tra triệt để chân tướng năm đó. Dương Tú Thành nghe vậy, cảm thấy lo lắng cho quan hệ của cô và Dung gia thượng, nhưng Phùng Thế Chân nói thẳng hai người đã kết thúc rồi, mà vì lần này cô bí mật trở về Thượng Hải, cho nên chỉ có thể trốn ở một góc nhìn trộm cha mẹ nuôi, còn có anh trai luôn yêu thương mình. Nhớ lại hồi nhỏ cô luôn được anh trai che chở lớn lên, mà hiện tại anh trai lại muốn vì mình mà không cưới vợ sinh con, muốn đưa cô cùng ra nước ngoài du học. Nhưng Phùng Thế Chân biết rõ mình đã không thể trở về như lúc trước, bởi vì trên người đang phải gánh mối thù diệt môn. Thù này vẫn chưa báo, cô không thể yên lòng. Sau đó cô đi đến Vấn Xuân Lý. Nhìn thấy Dung Gia Thượng đang đi bộ trên đường với một tiểu thư nhà giàu khác, cô chỉ có thể nhìn từ xa. Mà Dung Gia Thượng dường như phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình, nhưng khi anh nhìn quanh lại không phát hiện ra gì. Tuy nhiên vẫn mơ hồ cảm thấy bất an. Sau khi về nhà, anh gọi điện thoại đến Bắc Bình, biết được Phùng Thế Chân 2 ngày trước đã rời đi. Dung Gia Thượng lo lắng cho thuộc hạ đi điều tra, rất nhanh liền biết được cô ấy đã giấu mình trở về Thượng Hải, hiện tại đang ở Mạnh Công Quán. Lúc này Phùng Thế Chân đang tìm hiểu về cha mẹ của mình, biết được tình cảm của họ rất tốt, cha cô là một người rất tốt bụng trượng nghĩa. 20 năm trước, ông ấy làm giàu nhờ mua vé số, một lần tình cờ còn cứu một người đàn ông trông rất giống mình. Phùng Thế Chân nhận định người đó chính là Tần Thủy Căn, nhưng Tiền Thị không biết tên của người đó, chỉ biết hắn là một thợ xây. Phùng Thế Chân đột nhiên nhớ tới lúc Dung lão gia phê thuốc đã từng gọi tên A Hòa, suy luận ra Tần Thủy Căn đã giết cha mình, sau đó thay thế trở thành Dung lão gia. Cô lập tức đến giải thích kết luận cho Mạnh Tự An. Đồng thời Dương Tú Thành vừa vặn lấy ra báo cáo kiểm tra sức khỏe của Dung lão gia. Năm xưa Dung lão gia thật sự chân từng bị thương để lại di chứng, nhưng hiện tại xương chân Dung lão gia này còn nguyên vẹn, không có thương tích nào cả. Phùng Thế Chân nghe vậy rất đau lòng, nếu vậy thì người cha thực sự của cô đã bị Tần Thủy Căn giết chết. Cô muốn đi tìm Tần Thủy Căn hưng sư vấn tội, càng muốn hỏi rõ hắn đã giấu thi thể của cha mình ở đâu. Mạnh Tự An khuyên cô bình tĩnh, tránh đánh rắn động cỏ. Tại thời điểm này, Dung Gia Thượng sau khi biết Phùng Thế Chân ở trong nhà Mạnh Tự An, lo lắng chạy đến muốn gặp cô một lần, lại bị Mạnh Tự An ngăn cản. Biết Phùng Thế Chân đã biết tất cả sự thật, Dung Gia Thượng bắt đầu sợ hãi, sợ rằng cô ấy sẽ thực sự rời khỏi mình. Cùng lúc đó, Phùng Thế Chân và Dương Tú Thành cẩn thận lật xem tất cả tài liệu, vẫn không đoán được Tần Thủy Căn giấu thi thể cha cô ở đâu. Dương Tú Thành đột nhiên nhớ tới, Tần Thủy Căn ở Vấn Xuân Lý có một căn nhà cũ, đó là nơi ông ta sống trước khi phất lên. Phùng Thế Chân trải qua một phen phân tích, mơ hồ cảm thấy thi thể của cha mình được chôn cất ở đó, bởi vì sau vụ cháy Vấn Xuân Lý, tất cả các ngôi nhà khác đã được tân trang lại, chỉ có ngôi nhà cũ vẫn còn ở đó. Vì thế cô quyết định trở lại Vấn Xuân Lý, mà Dung Gia Thượng si tình vẫn luôn chờ Phùng Thế Chân ở Mạnh Công Quán, nhưng trời tuyết rơi dày cũng không thấy cô đi ra, anh vì thế chỉ có thể rời đi trước. Ban đêm, mấy người Phùng Thế Chân đi đến Vấn Xuân Lý, đánh ngất người bảo vệ canh gác, đến ngôi nhà cũ đó để kiểm tra cẩn thận, nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ bất thường nào. Phùng Thế Chân không cam lòng, cô đem sự tình một lần nữa tra xét lại, phân tích Tần Thủy Căn là một thợ xây, rất có thể sẽ giấu trong các bức tường. Mạnh Tự An lập tức ra lệnh cho A Văn tìm kiếm vách tường rỗng, không ngờ quả thật tìm thấy một bức tường rỗng trong một phòng ngủ nhỏ. Với cú đánh mạnh của A Văn, quả nhiên nhìn thấy một cỗ thi thể khô héo. Phùng Thế Chân thương tâm khóc không thành tiếng, trong hài cốt của cha còn tìm được một khối khóa trường mệnh. Cô đoán được đó là cha mua cho em trai, hiểu được năm đó cha không hề bỏ rơi ba mẹ con họ, mà là bị Tần Thủy Căn mưu hại. Vậy mà cô lại không biết chuyện gì, hận cha mình nhiều năm như thế. Sau đó A Văn gọi điện thoại cho báo chí, phơi bày chuyện nhà cũ Dung gia phát hiện thi thể. Báo chí đã đăng tải tin tức này từ sáng sớm, việc này nhanh chóng lan truyền xôn xao. Dung Gia Thượng biết được việc này, trước tiên chạy tới nhà cũ, thấy các phóng viên báo chí vây quanh cửa. Thám trưởng Vương tuần tra nhà, đã dẫn người mang thi thể ra ngoài. Dung Gia Thượng cho rằng có người đố kỵ với Dung gia, cho nên mới cố ý vu oan hãm hại. Thám trưởng Vương lén nói với anh, trong miệng thi thể có một tờ giấy nợ. Vì bám lấy Dung gia, hắn trực tiếp giao cho Dung Gia Thượng, anh liền cầm giấy nợ trở về tìm cha. Tần Thủy Căn lập tức tròn mắt kinh ngạc, hốt hoảng lo lắng nhắc nhở anh không cho bất luận kẻ nào động đến từng viên gạch của nhà cũ, nếu không Dung gia sẽ suy tàn. Nhìn người cha không biết hối cải, Dung Gia Thượng nói thẳng cho ông biết phát hiện thi thể trong nhà cũ, bây giờ đã náo loạn đến tất cả mọi người đều biết, ép ông ta nói ra chân tướng. Nhưng Tần Thủy Căn đã sợ tới mức cả người run rẩy, sững sờ không nói lời nào. Mà phóng viên nghe tin mà đến đã sớm đã vây kín Dung phủ, có người còn bí mật nhảy tường vào trong, muốn chụp lén hai tiểu thư Dung gia. Hai người bọn họ sợ tới mức lớn tiếng kêu lên. May mà Dung Gia Thượng kịp thời chạy tới đuổi phóng viên đi, phái thêm người bảo vệ người nhà. Cổ phiếu Dung thị cũng vì chuyện này mà giảm mạnh, các cổ đông lòng người hoảng sợ, nhất trí yêu cầu Tần Thủy Căn đi ra giải thích, nhưng người đến lại là Dung Gia Thượng. Trong cuộc họp, các cổ đông nhao nhao yêu cầu rút cổ phần. Dung Gia Thượng tại chỗ lần lượt vạch trần những hành động xấu xa qua cầu rút ván của họ. Tuy nhiên anh vẫn đồng ý để cho bọn họ thoái vốn. Vừa mới xử lý xong mớ hỗn độn của thương hội, Vương thám trưởng vội vàng tới tìm Dung Gia Thượng, nói với anh có một quá phụ già phát hiện ngôi mộ của chồng trống rỗng. Bà ấy nhận ra thi thể trong ngôi nhà cũ của Dung gia là của chồng mình, hơn nữa giấy nợ kia còn mới, rõ ràng là có người muốn vu oan hãm hại Dung gia. Dung Gia Thượng thở phào nhẹ nhõm, nhờ Vương thám trưởng chuyển cho quá phụ kia một khoản tiền, chôn cất chồng bà ấy thật tốt. Bên này Phùng Thế Chân đưa bài vị của cha mẹ đến chùa thờ cúng. Hôm nay cũng là đêm giao thừa, Mạnh Tự bày một bàn tiệc rượu tại nhà hàng, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Mà Dung Gia Thượng cũng ở nơi này, vừa lúc nhìn thấy Phùng Thế Chân và Mạnh Tự An ở cùng một chỗ, mối quan hệ rất gần gũi. Anh chỉ có thể nắm chặt nắm đấm nhưng không thể tiến lên. Để giải quyết khúc mắc trong lòng, anh lại chĩa mũi nhọn vào cha, trực tiếp hỏi ông có phải Tần Thủy Căn hay không, ép ông nói ra sự thật về những gì đã xảy ra năm đó. Thế nhưng Tần Thủy Căn vẫn từ chối không trả lời. Dung Gia Thượng nói rõ quan hệ lợi hại cho ông ấy, bởi vì Triệu Hoa An biết quá nhiều bí mật của ông, muốn hại ông và Dung gia dễ như trở bàn tay. Bây giờ anh vẫn không biết chuyện gì thì phải đề phòng Triệu Hoa An như thế nào. Ông ta lúc này mới giải thích sự tình với con trai, thừa nhận mình chính là Tần Thủy Căn. Năm đó Tần Thủy Căn và Triệu Hoa An cùng nhau đến Thượng Hải làm việc, ở Vấn Xuân Lý quen biết Dung lão gia làm người trượng nghĩa, mà Dung lão gia và Tần Thủy Căn không thân thích gì nhưng bộ dạng cực kỳ giống nhau. Một ngày nọ Dung lão ra mua vé số trúng 1000 tệ, mà Tần Thủy Căn bởi vì nợ Mã lão Cửu 300 đồng tiền hàng liên tục bị đe dọa. Ông đã nhiều lần hỏi vay tiền Dung lão ra, nhưng đối phương lấy cớ người vợ mang thai sẽ đến Thượng Hải sống cùng, một mực từ chối. Tần Thủy Căn cảm thấy Dung lão ra rõ ràng có tiền nhưng không giúp mình, thẹn quá hóa giận nhân cơ hội đêm khuya ăn cắp vé số. Kết quả Dung lão ra đột nhiên tỉnh lại, trong lúc tranh chấp Tần Thủy Căn lỡ tay ngộ sát Dung lão ra, mà Triệu Hoa An vừa vặn chứng kiến cảnh tượng này. Tần Thủy Căn hứa chỉ cần không nói tin tức mình giết người, sẽ chia cho hắn một nửa số tiền thưởng. Nhưng Vấn Xuân Lý có rất nhiều người ở, họ sợ bị phát hiện liền đem thi thể Dung lão ra giấu vào vách tường. Sau đó Tần Thủy Căn liền giả trang thành Dung lão ra đi lĩnh thưởng. Tiếp theo hắn lại viết một lá thư lừa vợ con của Dung lão ra đến Thượng Hải, ở nửa đường ra tay giải quyết bọn họ, còn lấy mấy bộ quần áo của bệnh nhân bị bệnh dịch hạch đưa đến Dung gia, lấy lý do bọn họ bị bệnh dịch hạch tiêu diệt cả Dung gia. Nhìn người cha với khuôn mặt dữ tợn vẫn phát điên như trước, Dung gia thượng vô cùng phẫn nộ, chỉ vì sự ích kỷ của cha mình mà hại chết cả nhà Phùng Thế Chân. Anh vốn tưởng ngăn cách giữa hai người chỉ là quan hệ huyết thống, không ngờ lại là mối thù sâu như biển. Anh không có mặt mũi đối mặt với Phùng Thế Chân nữa. Hôm sau, Phùng Thế Chân giới thiệu gì cho cha mẹ nuôi của mình. Cả nhà cùng nhau ăn cơm nói chuyện vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, mọi người lại cùng nhau đi xem hoa đăng. Cùng lúc đó, Dung gia thượng bị Ngũ Vân Trì mạnh mẽ kéo ra ngoài giải sầu. Cứ như vậy thật trùng hợp nhìn thấy Phùng Thế Chân mình nhung nhớ, mà cô ấy cũng nhìn thấy anh. Hai nhà bọn họ tuy rằng có huyết hải thâm thù, nhưng Phùng Thế Chân biết không phải lỗi của Dung gia thượng. Hai người ngồi một chỗ nói chuyện, cuối cùng vẫn nói ra hai chữ chia tay. Dung gia thượng vì cho Phùng Thế Chân một lời giải thích, bảo cô chờ thêm một thời gian nữa, chờ Dung Phương Hoa và Ngũ Vân Trì kết hôn, anh sẽ đưa Dung Phương Lâm đi du học. Đến khi đó, anh sẽ trả lại cho cô tất cả những thứ thuộc về Dung gia. Hơn nữa cũng sẽ mở cuộc họp báo, khiến cha mình phải thừa nhận tất cả tội lỗi mà ông ta gây ra. Hy vọng rằng một ngày nào đó anh có thể vô tội đứng trước mặt cô. Sáng hôm sau, Vương Di Thái nhận được điện thoại của bệnh viện, biết được tiểu thiếu gia đã qua đời. Tần Thủy Căn nghe được đứa con út mất mạng, đau lòng khóc lớn không ngừng gọi tên con trai. Mà Tôn Di Thái đau đớn mất đi con trai giống như là điên rồi, ôm trong ngực không buông tay, càng không muốn chôn đứa bé. Dung gia thượng chỉ có thể sai người cưỡng ép cướp đi. Vương Di Thái an ủi cô ấy tiếp nhận hiện thực, dù sao cô còn trẻ, còn con đường phía trước phải đi. Phùng Thế Huân nhìn Tôn Di Thái thương tâm, chỉ có thể nói những lời xin lỗi. Bên này Phùng Thế Chân bắt đầu chuẩn bị phá hủy sự nghiệp của Dung gia. Dương Tú Thành nói gần đây Tào Đại Soái đang đánh với Mã Đại Soái khó phân thắng bại, mà vũ khí của hai bên đều do Triệu Hoa An cung cấp. Mạnh Tử An phân tích chủ mưu phía sau là Tần Thủy Căn, mục đích chính là muốn đoạt lại quyền lực từ tay Dung gia thượng trong thời gian ngắn nhất. Nhưng Phùng Thế Chân cảm thấy Triệu Hoa An và Tần Thủy Căn nắm giữ nhược điểm của nhau, bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nghe phân tích của hai người, Mạnh Tử An muốn nhân cơ hội này để cho các cổ đông của Dung thị đều biết Triệu Hoa An muốn ra ngoài làm riêng, khơi mào nội loạn giữa bọn họ, sau đó nhanh chóng lật đổ Dung gia. Dương Tú Thành tiết lộ Triệu Hoa An có đường bay riêng, ngoài ra còn có một bộ mật mã khác. Phùng Thế Chân muốn nhanh chóng tìm được quyển sổ mật mã, trước tiên triệt để đánh bại Triệu Hoa An. Mà lúc này Dung gia thượng mệt mỏi hồi phủ đi gặp cha. Tần Thủy Căn yêu cầu anh lấy 30.000 tệ từ kho bạc nhỏ của ông ta, trước tiên làm hôn sự cho Dung Phương Hoa, phần còn lại để lại cho Dung Phương Lâm tương lai kết hôn. Dung gia thượng cho rằng cha đang trở nên tốt hơn, nhất thời buông lỏng đề phòng, lại không biết đây đều là kế sách của ông ta. Sau khi anh vừa rời đi, Tần Thủy Căn lộ ra nụ cười lạnh giảo hoạt. Lúc này Dung gia thượng biết được Dung phu nhân không có ở nhà, trực tiếp dẫn người xông vào nhà Triệu Hoa An, không chỉ bắt được Dung phu nhân đang ẩn nấp, còn vạch trần Triệu Hoa An và Tần Thủy Căn hợp tác giết người diệt khẩu. Mà Triệu Hoa An đoán được cô con gái còn sống sót là Phùng Thế Chân, cảnh cáo Dung gia thượng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dung gia thượng tra ra Triệu Hoa An mấy năm nay lợi dụng tỷ lệ chiết khấu để làm đầy túi riêng, muốn đem những chuyện này nói cho Tần Thủy Căn và các vị cổ đông. Triệu Hoa An đối mặt với uy hiếp Dung gia thượng nhưng không sợ hãi, bởi vì hôm nay ngoại trừ Tần Thủy Căn bị liệt thì ông ta mới chính là lão đại thương hội Dung thị. Còn nói Dung gia thượng trung quy quá non nớt, tuyên bố sẽ kiểm soát hoàn toàn thương hội Dung gia, nhưng không ngờ Dung gia thượng buông xuống sự cứng rắn thường ngày của mình, trực tiếp đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho Triệu Hoa An, hơn nữa chỉ cần có ngân hàng. Triệu Hoa An lập tức đồng ý. Dung gia thượng bảo ông ta ngày mai mang theo tiền đến làm thủ tục. Thì ra anh chính là muốn để Triệu Hoa An cùng các cổ đông phát sinh xung đột, nhân cơ hội phá hủy những việc làm ăn bất chính của Dung gia. Ngũ Vân Trì không khỏi thay Dung gia thượng toát mồ hôi, lo lắng Dung gia hoàn toàn bị sụp đổ, cuộc sống sau này của Dung gia thượng sẽ không dễ chịu. Mà Seoji đọc được tin tức trên báo về thương nghiệp Dung thị, biết Dung gia thượng gặp khó khăn liền tới tìm cha nhờ giúp đỡ. Hashimoto tại chỗ gọi điện thoại hẹn Dung gia nói chuyện. Ông ta khuyến khích anh không nên nản lòng, hứa sẽ giúp anh cướp lại gia nghiệp, cũng nhân cơ hội này để tác hợp hôn sự của anh và con gái mình. Thế nhưng bị Dung gia thượng từ chối, anh lấy cớ tạm thời không muốn lập gia đình. Mặc cho Hashimoto khổ sở khuyên nhủ thế nào cũng không đồng ý, một lòng chỉ muốn làm loạn việc làm ăn của Dung gia. Hashimoto thấy vậy cũng không còn cách nào, mà Seoji một mực chờ Dung gia thượng, bày tỏ tâm ý muốn giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn. Dung gia thượng lấy cớ đã có người trong lòng, thẳng thừng từ chối cô ta. Seoji nhất thời nản lòng thoái chí, trái tim nguội lạnh cũng bắt đầu hắc hóa. Bên này Dương Tú Thành thuận lợi chặn được điện tín của Triệu Hoa An, Phùng Thế Chân giải mã suốt đêm cuối cùng cũng giải mã được bức điện tín. Tiếp theo chính là tìm cơ hội phá hủy tất cả thuộc về Triệu Hoa An. Rất nhanh Dương Tú Thành nhận được tin tình báo, vài băng nhóm phía nam của Dung gia tranh chấp với nhau, cày nát liên tiếp 3 vườn trồng thuốc phệ. Phùng Thế Chân đề nghị gửi mật thư cho các cổ đông Dung thị, cho họ biết hướng đi lô hàng quan trọng nhất của Triệu Hoa An để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Cô và Dương Tú Thành sắp xếp chu đáo, hơn nữa Mạnh Tự An ủng hộ mạnh mẽ, bọn họ khổ sở chờ đợi cả đêm, rốt cục chờ được tin tức về chiến tranh đồn điền thuốc phèn miền Nam. Điều này khiến họ vô cùng vui vẻ. Dung Gia Thượng nhận được tin tức đồn điền của Triệu Hoa An bị hủy trong nội đấu lần này, hơn nữa Triệu Hoa An trên đường vận chuyển thuốc phèn bị thương. Anh không ngờ có người lại có thể giải mã mật mã vận chuyển đặc biệt của ông ta, cũng quyết định nhân cơ hội phá hủy tất cả thuốc phèn của Dung Gia. Sau đó anh đến báo cáo với Tần Thủy Căn về chuyện của Triệu Hoa An, còn nói xử lý xong chuyện trong tay sẽ đưa ông ta đi tiếp nhận trị liệu của bác sĩ Mỹ. Tần Thủy Căn cố nén phẫn nộ đồng ý, trong lòng thầm mắng Dung Gia Thượng là sói mắt trắng. Mà Triệu Hoa An cùng đường đành phải đi tìm Hashimoto cầu cứu. Mạnh Tự An dẫn theo Phùng Thế Chân xuất hiện ở tiệc rượu ký kết của bọn họ. Chờ bọn họ ký hợp đồng xong, Phùng Thế Chân xuất hiện trước mặt Triệu Hoa An, vạch trần trực tiếp chuyện ông ta năm đó truy sát mình, tuyên bố sẽ cùng ông ta chiến đấu đến cùng. Nhưng Triệu Hoa An nghe xong lại rất coi thường. Lúc Phùng Thế Chân và Mạnh Tự An rời đi vô tình gặp Dung Gia Thượng. Dung Gia Thượng gắt gao giữ chặt cổ tay Phùng Thế Chân, kết quả lại bị Mạnh Tự An mạnh mẽ đẩy ra, sau đó kéo cô ấy trực tiếp rời đi. Sau khi trở về, Phùng Thế Chân tra được Triệu Hoa An gần đây sẽ giúp Hashimoto vận chuyển một nhóm vũ khí, lập tức thương lượng với Mạnh Tự An sẽ bắt đầu xuống tay từ lô hàng này. Triệu Hoa An cũng không dám chậm trễ, đích thân giám sát người của mình vận chuyển vũ khí đến nhà kho. Sau khi làm xong hết thảy, ông ta cảm thấy mọi chuyện thuận lợi, bắt đầu uống rượu một mình. Nhưng cơ hội này, Mạnh Tự An đã phái người gửi điện tín đến nhà kho bến tàu, dùng giọng điệu của Triệu Hoa An ra lệnh cho người canh gác chuyển hàng hóa đến một con tàu đậu ở bến cảng số 4. Người canh gác bán tín bán nghi, ngay lập tức gọi điện thoại muốn xác nhận với Triệu Hoa An, lại không biết điện tín đã bị Dương Tú Thành chặn lại thành công. Dương Tú Thành bắt chước giọng điệu của Triệu Hoa An nhận điện thoại, lấy cớ Triệu Hoa An đã bị ám sát, ra lệnh cho họ nhanh chóng chuyển hàng. Đối phương nghe được Triệu Hoa An bị thương một khắc cũng không dám chậm trễ, vội vàng chuyển tất cả hàng hóa lên tàu. Sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ, hắn dẫn các anh em đến phủ thăm Triệu Hoa An. Triệu Hoa An lúc này mới biết có người giả truyền mệnh lệnh của mình chuyển vũ khí đi, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, vội vàng dẫn người đi tới con tàu ở bến cảng số 4. Nhưng con tàu tìm được lại phát hiện hàng hóa trên đó không đúng, đó căn bản không phải là hàng Nhật Bản, mà là quân Việt mua súng ống và đạn dược Mỹ. Triệu Hoa An lúc này mới phát hiện bị lừa, nhưng muốn chạy trốn đã không kịp. A Văn trước đó đã mai phục ở bến tàu, ngay khi đối phương không kịp phản ứng trực tiếp bắn ra một phát, phá hủy vũ khí thuộc về chính phủ, thuận lợi sắp xếp cho Triệu Hoa An một tội danh. Phùng Thế Chân từ trong kính viễn vọng nhìn thấy bến tàu ánh lửa ngút trời, liền biết A Văn đã thành công, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Triệu Hoa An trốn thoát từ trong chỗ chết, thật vất vả mới trở về nhà mình, lại nhìn thấy người trong phòng tuần tra đến tịch biên nhà cửa. Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn gia đình mình bị đuổi ra đường, chính mình cũng bị buộc tội cho nổ tung vũ khí của chính phủ. Không còn đường trốn, Triệu Hoa An chỉ có thể đi tìm Dung phu nhân cầu cứu. Ai ngờ Mạnh Tự An đã sớm phái người trông chừng ở xung quanh nơi Dung phu nhân thường lui tới, trực tiếp bắt sống ông ta ngay tại chỗ. Ngay sau đó đưa ông ta đến từ đường Dung ra. Phùng Thế Chân nhìn người đàn ông bị trói vào ghế, nhất thời lửa giận bùng lên, thề sẽ giết hắn để trả thù cho những oan hồn đã chết của Dung gia. Triệu Hoa An sợ tới mức liên tục cầu xin tha thứ, hứa hẹn chỉ cần cô thả mình ra, mình sẽ thay cô giết Tần Thủy Căn. Nhưng Phùng Thế Chân căn bản không tin, cô muốn tiêm bệnh dịch hạch cho ông ta, để ông ta trải nghiệm cái chết đau đớn của những người vô tội năm đó. Triệu Hoa An vô cùng hoảng hốt, để bảo vệ tính mạng ông ta đành phải nói em trai của cô vẫn còn sống. Ông ta nói năm đó mình không đành lòng ra tay, cho nên đã giao cậu bé cho một quả phụ già nuôi dưỡng. Trên người đứa bé ấy có một chiếc khóa trường mệnh bằng bạc, mặt trước khắc một chữ Trinh, mặt sau là ngày sinh tháng đẻ. Mặc dù Triệu Hoa An đã nói ra tin tức về em trai Phùng Thế Chân, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Mạnh Tự An trực tiếp hạ lệnh đưa ông ta đến cục cảnh sát tiếp nhận trừng phạt của pháp luật. Bên này Tần Thủy Căn bị liệt nằm trên giường, biết những gì đã xảy ra gần đây, ngoài mặt thì giả vờ bất lực, nhưng trong lòng lực âm thầm thề sẽ cùng con trai cá chép lưới rách. Vài ngày sau, tây đường nơi Tần Thủy Căn sinh sống đột nhiên bốc cháy dữ dội. Dung phu nhân nghe tin lập tức dẫn theo cả nhà già trẻ đến tây đường, mà quản gia đã phái người cứu Tần Thủy Căn ra ngoài. Tần Thủy Căn thay đổi vị trí, trước tiên gọi điện thoại tìm Seoji hỗ trợ, hứa sau khi thành công sẽ đáp ứng mong muốn của cô ta, đó là để cho cô ta kết hôn với con trai mình. Hai người đạt thành hợp tác. Dung Gia Thượng biết được việc nhà bị cháy, vội vàng chạy về thăm cha, lại thấy ông ta đang gọi điện thoại. Tần Thủy Căn lo lắng bị con trai phát hiện, nói dối gọi điện thoại cho sở cứu hỏa, nhưng Dung Gia Thượng căn bản không tin, không chỉ phái người đưa cha mình vào phòng ngủ, còn không cho phép ông ta liên lạc với thế giới bên ngoài, cũng cảnh cáo cha không nên hành động thiếu suy nghĩ. Kết quả Tần Thủy Căn vẫn tuyên bố mình sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ mà anh yêu thích. Ngay sau đó khi Phùng Thế Chân đến tiệm may lấy quần áo, vừa vào cửa đã bị người ta bắt cóc. A Văn ở bên ngoài đợi rất lâu cũng không thấy cô đi ra, anh nhanh chóng đến tiệm may để tìm người, lại được nhân viên cửa hàng thông báo Phùng Thế Chân đã bị bắt cóc. A Văn vội vàng lái xe đuổi theo, rất nhanh đã phát hiện hoa tai và châm cài do Phùng Thế Chân để lại làm dấu. Hóa ra người bắt cóc Phùng Thế Chân chính là Seoji. Cô ta cho rằng Dung Gia Thượng xa cách lạnh lùng với mình đều do Phùng Thế Chân quyến rũ anh ấy, nếu không vì cô thì hai người họ đã nối lại tình xưa từ lâu rồi. Seoji còn nói Tần Thủy Căn đã hứa chỉ cần mình giết cô thì sẽ cho mình cưới Dung Gia Thượng. Phùng Thế Chân bật cười chế nhạo cô ta ngu ngốc, nói thẳng khi Tần Thủy Căn khỏe mạnh Dung Gia Thượng còn chẳng nghe lời, chẳng lẽ cô nghĩ bây giờ anh ấy sẽ nghe lời một lão già bị liệt hay sao? Anh ấy sẽ không bao giờ yêu người phụ nữ ích kỷ như cô đâu. Seoji nghe vậy thẹn quá hóa giận, muốn hủy hoại gương mặt của Phùng Thế Chân. Cùng lúc đó, Phùng Thế Chân mất tích khiến Mạnh Tự An lửa giận ngập trời, người hắn hoài nghi đầu tiên chính là Tần Thủy Căn bị liệt, lập tức dẫn theo thuộc hạ xông vào Dung phủ. Dung gia thượng vẫn chưa biết chuyện gì, ngăn cản Mạnh Tự An tiếp tục kiêu ngạo. Kết quả lại được thông báo cha mình đã bắt cóc Phùng Thế Chân. Anh không thể tin được, bởi vì cha đã bị mình giam lỏng từ lâu. Mạnh Tự An lo lắng Phùng Thế Chân bị thương, trực tiếp cầm súng xông vào phòng Tần Thủy Căn, ép ông ta nói ra tung tích của Phùng Thế Chân. Đối mặt với uy hiếp của Mạnh Tự An và cảnh cáo của con trai, Tần Thủy Căn vẫn cự tuyệt không trả lời, còn nói con trai tùy ý người ngoài ức hiếp mình. Dung gia thượng biết cha là một người cứng rắn, chỉ có thể quỳ gối trước mặt chịu thua. Thế nhưng cầu xin một hồi, ông ta lại chỉ nói đã không còn kịp rồi, ngụ ý là Phùng Thế Chân có thể đã bị giết. Đúng lúc này, thuộc hạ của Mạnh Tự An báo cáo đã tìm thấy xe của A Văn. Dung gia thượng lập tức đi theo Mạnh Tự An rời đi. Trong khi đó, khuôn mặt xinh đẹp của Phùng Thế Chân sắp bị Xiaoji hủy hoại. Để bảo vệ tính mạng, cô một cước đá đối phương ngã xuống đất. Điều này đã trực tiếp chọc giận Xiaoji, cô ta xông tới muốn bóp chết Phùng Thế Chân. May mà A Văn kịp thời chạy tới đá Xiaoji ngã xuống ngất xỉu. Thế nhưng anh cũng bị thuộc hạ của cô ta bao vây. Phùng Thế Chân thấy vậy rất lo lắng, cô cố gắng bắt đầu tự cứu mình, mạnh mẽ làm đổ ghế rồi nhặt con dao tự cắt đứt dây thừng, cùng chiến đấu bên cạnh A Văn. Mà A Văn dần dần không địch lại, bị đánh đến cả người đầy thương tích ngã xuống. Không ngờ Xiaoji lúc này tỉnh lại, cầm súng nhắm vào Phùng Thế Chân. Cũng may Dung gia thượng kịp thời chạy tới cứu được cô. Đồng thời Mạnh Tự An quyết đoán cho Xiaoji một phát, cô ta bị thương được thuộc hạ đưa đi. Phùng Thế Chân chạy tới xem xét tình hình của A Văn, bất ngờ phát hiện trước ngực anh đeo một cái khóa trường mệnh khắc chữ Trinh. Cô lập tức nhận ra A Văn chính là em trai thất lạc nhiều năm của mình. Mà A Văn lúc này bởi vì mất máu quá nhiều ngất đi, Mạnh Tự An vội vàng phái người đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Trải qua nhân viên y tế toàn lực cấp cứu, A Văn rốt cục thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Nhìn em trai đang hôn mê, Phùng Thế Chân vừa đau lòng lại càng cảm thấy khó tin. Cô hỏi Mạnh Tự An làm sao quen biết A Văn. Mạnh Tự An nói lần đầu tiên mình gặp A Văn, anh ấy đang lang thang trên đường phố không có nơi trú ẩn ổn định, vì cảm thấy đáng thương cho nên đã cho anh ấy một số tiền. Nhưng sau đó phát hiện A Văn rất thông minh, học gì cũng nhanh, nên đã để anh ấy ở lại bên cạnh mình. Lúc này Phùng Thế Huân đến tái khám, Phùng Thế Chân khóc nói với anh trai, A Văn chính là đứa em trai ruột mà mình luôn tìm kiếm. Phùng Thế Huân cũng cảm thấy vui mừng thay cho cô. Bên này Xiaoji bởi vì chân bị thương đến gân mạch, được bác sĩ thông báo sẽ bị tàn tật suốt đời, không thể hành động tự do như bình thường. Hashimoto biết được tình hình đã từ bỏ đứa con gái này, bởi vì ông ta không ngờ con gái mình lại tàn nhẫn và độc ác như vậy, cho rằng cô ta bị tàn tật là xứng đáng. Lúc này Dung gia thượng chạy tới tìm Xiaoji, trách móc cô ta không nên động vào Phùng Thế Chân, nhưng Xiaoji lại cho rằng đều là do Phùng Thế Chân cướp người đàn ông của mình, cho nên mình mới muốn giết cô ấy. Kết quả Dung gia thượng nói thẳng, cho dù không có Phùng Thế Chân mình cũng sẽ không yêu cô ta, càng sẽ không cưới cô ta, chỉ vì cô ta là một người phụ nữ chê nghèo yêu giàu. Hóa ra ngày đó Dung gia thượng vui vẻ cầm hoa đến tìm Xiaoji, muốn cho cô ta một bất ngờ. Ai ngờ lại vô tình nghe được những lời cô ta nói với mẹ, nói rằng Dung gia thượng tuy đẹp trai nhưng nghe nói điều kiện gia đình không tốt, bây giờ qua lại chỉ để chơi đùa thôi. Mặc kệ nói như thế nào mình cũng là tiểu thư của nhà Hashimoto, nếu một ngày cha đến đón mình về thì anh ấy đương nhiên không còn xứng với mình nữa. Xiaoji lúc này mới biết Dung gia thượng đã sớm phát hiện ra chân tướng, vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng Dung gia thượng cũng không quay đầu lại rời đi. Trước khi đi, anh đưa cho phu nhân Hashimoto một hộp thuốc mà anh nhặt được vào ngày đấu giá hôm đó. Phu nhân nhìn hộp thuốc mới biết con trai qua đời cũng không phải ngoài ý muốn, mà là do Xiaoji giở trò. Chính cô ta đã cố ý hại chết con trai mình. Vì vậy Xiaoji vừa mới xuất viện đã bị cha ép gả cho một ông già. Phu nhân Hashimoto vì muốn báo thù cho con trai, còn cố ý thêm dầu vào lửa, nói cô ta hiện giờ đã tàn tật, có người chịu lấy là tốt rồi. Huống chi cùng đối phương thông gia còn có thể trợ giúp gia tộc. Xiaoji cầu xin phu nhân cứu mình, kết quả bà ấy nói thẳng mình đã biết cô ta giết chết con trai mình. Xiaoji nhất thời hoảng hốt không biết nói gì. Cô biết rõ thủ đoạn của phu nhân, chỉ có thể tùy ý để thuộc hạ kéo mình đi. Bên này, Phùng Thế Huân cùng nhóm thanh niên của tòa soạn đang họp, cảnh sát đột nhiên xông vào bắt toàn bộ. Phùng Thế Chân biết được chuyện này, lập tức đến đồn cảnh sát tìm hiểu tình hình. Dung gia thượng biết được Phùng Thế Huân bị bắt, cũng lập tức gọi điện thoại hỏi thăm trưởng phòng cảnh sát, nhưng đối phương cũng bất lực, bởi vì Phùng Thế Huân tham gia đảng cách mạng nên mới bị bắt. Tôn Di Thái vô tình nghe được tin tức này thì rất sốt ruột, thờ thẫn như người mất hồn, mà sự bất thường của cô cũng bị Tần Thủy Căn phát hiện. Tôn Di Thái liền nhân cơ hội cầu xin ông ta giúp đỡ. Thế nhưng Tần Thủy Căn hận Phùng Thế Chân thấu xương, đương nhiên không thể dễ dàng đồng ý như vậy. Tuy nhiên nếu Phùng Thế Chân đến quỳ dưới đất cầu xin mình, ông ta còn có thể cân nhắc. Mặt khác Phùng Thế Chân đi vào ngục giam, nhìn thấy Phùng Thế Huân bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trong lòng rất buồn. Phùng Thế Huân tận mắt nhìn thấy bạn mình bị đưa ra ngoài bắn chết, biết lần này mình khó thoát một kiếp. Phùng Thế Chân đồng ý tìm mọi cách cứu anh ra ngoài. Phùng Thế Huân nhìn bóng lưng em gái rời đi, thương tâm nước mắt chảy ra. Hôm sau Tôn Di Thái đọc trên báo danh sách hành quyết trưa hôm nay có Phùng Thế Huân thì vô cùng sợ hãi, chạy đi tìm Tần Thủy Căn nhờ giúp đỡ. Cùng lúc đó, Dung gia thượng cũng lấy hết vàng thỏi và tiền mặt trong két sắt của cha mình đi cứu người, bất chấp sự can ngăn của ông ta. Nhìn con trai ruột phản bội mình như vậy, lại nhìn Tôn Di Thái quỳ trên mặt đất, Tần Thủy Căn nổi trận lôi đình, lập tức lừa gạt Tôn Di Thái chỉ cần đi giết Phùng Thế Chân thì mình sẽ lợi dụng quan hệ để cứu Phùng Thế Huân. Tôn Di Thái nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Kết quả Tần Thủy Căn lại tiếp tục hứa hẹn, chỉ cần giết Phùng Thế Chân thì mình sẽ ly hôn với cô, hơn nữa còn đồng ý để cô và Phùng Thế Huân ở bên nhau. Tôn Di Thái ngu ngốc tin rằng đó là sự thật, lại không biết Mạnh Tự An đã sớm lợi dụng quan hệ của mình đả thông Lý Cục trưởng. Lý Cục trưởng đã đồng ý thả Phùng Thế Huân rời đi. Sau đó anh lập tức chạy tới nhà Phùng Thế Chân muốn báo tin cho cô, lại thấy Tôn Di Thái muốn giết cô ấy. Mạnh Tự An lại một lần nữa quyết đoán nổ súng. Khoảnh khắc Tôn Di Thái ngã xuống đất, Phùng Thế Huân cũng từ trong ngục về nhà. Dung Gia Thượng phát hiện súng trong tay Tôn Di Thái căn bản không có đạn. Hóa ra cô ấy không định giết Phùng Thế Huân, mà chỉ muốn đối phương đi cầu xin Tần Thủy Căn. Phùng Thế Huân chớ mắt nhìn Tôn Di Thái qua đời trong lòng mình. Người phụ nữ tội nghiệp thậm chí còn chưa kịp xem thư em gái Tôn Thiếu Thanh gửi tới, cứ như vậy bị người chồng mình hầu hạ nhiều năm lừa gạt mà chết. Nhìn trong tay cha lại có thêm một mạng người, Dung Gia Thượng biết rằng mình phải đẩy nhanh tốc độ. Mà cái chết của Tôn Di Thái đối với Phùng Thế Huân đả kích rất lớn, anh cảm thấy đều là mình hại chết cô ấy. Dung Gia Thượng sau khi hồi phủ, đem tin tức Tôn Di Thái đã chết nói với cha, nhưng ông ta không những không có một tia áy náy, còn cảm thấy Tôn Di Thái đã chết là phế vật. Dung Gia Thượng hoàn toàn thất vọng, vì vậy quyết định chuyển nhượng toàn bộ thương hội Dung thị cho Phùng Thế Chân, bảo thân tín chờ hôn lễ của Dung Phương Hoa và Ngũ Vân Trì kết thúc thì giao cho Phùng Thế Chân. Chờ thân tín rời đi, anh lại lấy ra chứng cứ phạm tội đã sớm viết xong về việc Tần Thủy Căn giả mạo Dung lão gia, cùng với việc giết người diệt khẩu. Mà hôm nay là ngày Dung Phương Hoa xuất giá, cô cuối cùng cũng đã được kết hôn với người đàn ông mà mình yêu. Phùng Thế Chân cũng được mời đến dự đám cưới. Khi đám cưới kết thúc, Phùng Thế Huân đột nhiên xuất hiện trong phòng Tần Thủy Căn, muốn đòi lại lời giải thích cho Tôn Di Thái đã qua đời. Nhưng ông ta lại hắt nước bẩn về phía Phùng Thế Chân, còn nói Tôn Di Thái đáng trách bởi vì cô ta đã phản bội mình. Nhìn ông già không biết hối cải, Phùng Thế Huân lấy ra một con dao mổ muốn giải quyết ông ta. Nhưng lúc này Mạnh Tự An cố ý mang Mạnh Cửu Thiếu đến, muốn hắn và Tần Thủy Căn hôm nay nhận nhau. Phùng Thế Huân dùng dao khống chế Tần Thủy Căn, bảo ông ta đuổi những người bên ngoài đi. Mà lúc này Dung Gia Thượng chủ động cùng Phùng Thế Chân hàn huyên, nhưng cô đột nhiên phát hiện không thấy anh trai đâu. Nhận ra tình hình không ổn, cô lập tức lên tầng 2 tìm người. Trong lúc hoảng loạn đánh rơi khóa trường mệnh xuống đất, Dung Gia Thượng sau đó đi theo, nhặt khóa trường mệnh bỏ vào trong túi áo. Bọn họ xông vào phòng ngăn cản Phùng Thế Huân. Dung Gia Thượng liên tục giải thích mình đã đem tội ác của Tần Thủy Căn giao cho báo chí. Phùng Thế Chân khuyên anh trai không nên hành động thiếu suy nghĩ, hãy nghĩ đến cha mẹ già ở nhà. Dao mổ được sử dụng để cứu người không nên giết người, Phùng Thế Huân đành phải bỏ dao mổ xuống. Không ngờ Tần Thủy Căn đột nhiên rút súng ra nhắm ngay Phùng Thế Chân. Mạnh Cửu Thiếu sợ hãi hét lên một tiếng, Dung Gia Thượng liều lĩnh chạy tới chắn trước mặt cô, trúng đạn ngã xuống đất. Phùng Thế Chân lo lắng chạy tới đỡ anh dậy, lại phát hiện anh cũng không có gì đáng ngại. Thì ra là khóa trường mệnh kia đã thay anh ngăn cản viên đạn. Nhưng mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tần Thủy Căn bị liệt đột nhiên đứng lên khỏi xe lăn, cầm súng bắt Phùng Thế Chân làm con tin. Dung Gia Thượng nhất thời trợn tròn mắt, ông ta từ khi nào lại có thể đứng lên? Thì ra Tần Thủy Căn nhờ Triệu Hoa An tìm thuốc đặc hiệu, có thể giúp mình đứng lên một khắc đồng hồ. Nhân lúc thuốc còn hiệu lực, ông ta tuyên bố muốn giết Phùng Thế Chân. Dung Gia Thượng nói chỉ cần Phùng Thế Chân chết, mình cũng sẽ đi theo cô ấy, nhưng Tần Thủy Căn căn bản không quan tâm. Lúc này Mạnh Cửu Thiếu đột nhiên gọi ông ta một tiếng cha, kết quả ông ta trực tiếp cự tuyệt không nhận nhau, còn nói ra những lời khó nghe, nhục mạ Mạnh Cửu Thiếu là con hoang. Mạnh Tự An kịp thời chạy tới, nói rõ đây là con ruột của Tần Thủy Căn, rồi đẩy Mạnh Cửu Thiếu từng bước áp sát. Mạnh Tự An nhanh như chớp nổ súng bắn trúng ông ta. Theo cái chết của Tần Thủy Căn, tất cả mọi người ở đây thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Ngũ Vân Trì dẫn Dung Phương Hoa đi nước ngoài sinh sống, Dung Phương Lâm cũng đi cùng bọn họ. A Văn rốt cục cũng tỉnh lại, hiện tại thù lớn đã báo, hai anh em Phùng Thế Chân thương lượng dẫn theo cả nhà rời đến Bắc Bình. Cô đặc biệt đến từ biệt Mạnh Tự An, cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ và chăm sóc mình thời gian qua. Mạnh Tự An rất không nỡ lại không thể làm gì được gì. Anh thâm tình một đời, nhưng Phùng Thế Chân chưa bao giờ quay đầu nhìn một cái. Mà Dung phu nhân mang theo đám người Vương Di Thái rời đến Nam Kinh. Dung Gia Thượng cũng thu dọn hành lý, là người cuối cùng rời khỏi Dung phủ. Anh nhớ lại những tiếng cười nói vui vẻ ngày xưa, trong lòng cảm xúc phức tạp. Phùng Thế Chân ở nhà ga chờ xe, nhìn thấy Dung Gia Thượng đứng đối diện đường dây. Anh ấy muốn đi tàu hỏa đến Quảng Châu học trường quân sự, hai người mỉm cười, ngồi lên tàu theo hai hướng khác nhau. Thì ra Phùng Thế Chân cũng không có tiếp quản thương hội Dung gia, mà là để lại cho Đỗ Lan Hình. Thời gian rất nhanh trôi qua, Dung Gia Thượng nghiêm túc học tập, tốt nghiệp trường quân đội với thành tích xuất sắc. Anh đặc biệt viết cho Phùng Thế Chân một phong thư. Tại vũ hội tốt nghiệp, anh không nhảy với bất cứ ai, trong lòng chờ mong Phùng Thế Chân có thể đến. Không ngờ cô ấy lại thật sự tới, hai người nhẹ nhàng nhảy múa không kìm được thâm tình hôn nhau. Video đến đây là hết rồi, nếu thấy hay hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm được những video hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.